Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 132. Nữ tử mù khẽ gật đầu. Hắn tiến bước rất nhanh, ngoại trừ các loại cơ duyên lớn ra, bản thân hắn cũng rất cố gắng. Huyết nữ cười nói. Người có thiên phú có may mắn không sao, đáng sợ là người còn có thể chịu được cực khổ, còn có thể cố gắng hơn ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp chính là người như thế. Vào giờ phút này, toàn thân Dương Diệp đều đang phát sinh lột xác về chất. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 5 ngày sau. Tới giây phút nào đó, Dương Diệp đang ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên mở mắt ra. Phù! Một làn hơi đục từ trong miệng Dương Diệp bay ra. Dương Diệp chậm rãi đứng dậy, sau đó hắn hít sâu một hơi, trên mặt khẽ cười. Lấy máu sống lại. Ở dưới sự cải tạo của Niết Bàn Quả, cuối cùng cơ thể của hắn đã tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới lấy máu sống lại. Cái gọi là cảnh giới lấy máu sống lại không chỉ có năng lực sống lại nghịch thiên, còn có năng lực phòng ngự nghịch thiên, cộng thêm hồng mông tử khí của hắn, có thể nói cơ thể hắn bây giờ đã đến một mức độ vô cùng khủng khiếp. Rốt cuộc khủng khiếp tới mức nào? Tất nhiên phải thử một chút mới biết được. Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và nhìn về phía huyết nữ cùng nữ tử mù, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, huyết nữ đột nhiên nói. Mặc quần áo vào trước đã. Dương Diệp ngây người, rất nhanh hắn liền đỏ mặt, sau đó vội vàng lấy ra một bộ y phục và mặc vào. Chúc mừng! Huyết nữ nói. Dương Diệp cười nói. Bây giờ ta cảm giác thân thể mình đầy lực lượng. Ta sẽ đi tìm cùng kỳ thử xem. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Thế giới tầng thứ nhất của Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đi tới trước mặt cùng kỳ, nói thẳng. Cùng kỳ lão huynh, tới đây, chúng ta so cơ thể đi. Cùng kỳ liếc nhìn Dương Diệp. Được. Dứt lời, nó trực tiếp tung người nhảy lên, đụng về phía Dương Diệp. Dương Diệp thoáng cong khóe miệng và cười khẽ, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó đánh ra một quyền. Trong lúc huyết nữ cùng nữ tử mù nhìn chăm chú, nắm đấm của Dương Diệp trực tiếp mang theo một ánh sáng màu vàng kim đánh vào trên thân cùng kỳ. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, cùng kỳ trực tiếp bị một quyền này của Dương Diệp đánh cho bay đến hơn trăm trượng. Nhưng Dương Diệp lại không hề nhúc nhích. Không hề nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt nữ tử mù cùng huyết nữ lập tức trở nên nghiêm trọng. Tuy một đòn vừa rồi của cùng kỳ không dùng toàn lực, nhưng cũng không nhường, các nàng biết rõ về thực lực của cùng kỳ, nhưng một đòn này của nó lại bị Dương Diệp đẩy lùi trăm trượng, mà Dương Diệp thì không hề nhúc nhích. Phía xa, vẻ mặt cùng kỳ cũng nghiêm trọng, rõ ràng nó cũng không ngờ được lực lượng thân thể của Dương Diệp lại có thể mạnh mẽ đến mức như vậy. Phía xa, Dương Diệp nhìn nắm đấm của mình, sau đó hít sâu một hơi. Lực lượng. Lúc này, hắn cảm giác toàn thân mình đầy lực lượng. Lực lượng vô cùng vô tận. Nếu như hắn dùng cánh tay chiến thần, không hề nghi ngờ, lực lượng của hắn sẽ càng thêm kinh khủng, khi đó chỉ lực lượng thân thể của hắn cũng đủ để nghiền ép cường giả chân cảnh lục đoạn. Không đúng, lực lượng cơ thể hắn bây giờ đã có thể nghiền ép cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường. Thật sự là nghiền ép. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên gọi Tiểu Bạch qua, sau đó nói. Nào, sử dụng kiếm gỗ chém ta đi. Bây giờ hắn muốn thử xem phòng ngự của mình đạt đến trình độ nào. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó vội vàng lắc đầu. Dương Diệp khẽ nói. Không có việc gì, bây giờ ta rất lợi hại. Tiểu Bạch vẫn có chút do dự. Hậu Khanh lắc đầu. Thế nào? Bên cạnh hắn, Cùng Kỳ hỏi. Tăng lên rồi. Hậu Khanh nói. Cùng Kỳ. Phía xa, dù thế nào Tiểu Bạch cũng không chịu cầm kiếm đâm Dương Diệp, cuối cùng. Dương Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình cầm lấy kiếm gỗ, sau đó đâm vào cánh tay trái của mình một cái. Ban đầu, Dương Diệp cho rằng mình có thể ngăn cản được một kiếm kia. Nhưng, suy, kiếm trực tiếp xuyên qua cánh tay hắn. Máu tươi chảy ròng ròng. Dương Diệp trực tiếp sửng sốt. Phá vỡ phòng ngự. Dương Diệp thật sự có chút bối rối. Phòng ngự của hắn bây giờ kinh khủng tới mức nào? Nhưng kiếm gỗ này lại có thể lại dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hắn như vậy. Đặc biệt không bình thường. Bởi vì kiếm gỗ tuy lợi hại, nhưng lúc trước nó muốn phá phòng ngự của hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà bây giờ, kiếm gỗ này lại có thể dễ dàng phá phòng ngự của hắn như trở bàn tay. Đúng lúc này, Tiểu Bạch trước mặt Dương Diệp ngây người, sau đó nàng, oa,
một tiếng khóc lớn, tiếp theo, hai móng nhỏ của nàng ôm kiếm gỗ liền rút ra. Suy, kiếm gỗ vừa ra, một dòng máu tươi lập tức phun tới, Dương Diệp. Tiểu Bạch nhìn kiếm gỗ trong móng vuốt của mình, sau đó lại nhìn Dương Diệp, mắt chớp chớp, biểu tình rất vô tội. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía cánh tay của mình, lúc này vết thương trên cánh tay đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong thời gian không đến hai hơi thở, vết thương của hắn đã hoàn toàn khôi phục lại. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó nàng lấy ra một móng vuốt nhỏ rụi rụi con mắt, tiếp theo lại nhìn về phía cánh tay của Dương Diệp, nơi đó không có vết thương. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ôm kiếm gỗ lại muốn đâm vào cánh tay của Dương Diệp vội vàng rụt lại. Hắn cũng không dám để cho kiếm gỗ đâm nữa. Kiếm này có chút kỳ lạ. Lúc này, Hậu Khanh xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Có phải rất tò mò vì sao kiếm này có thể dễ dàng phá phòng ngự của ngươi như vậy không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Hậu Khanh nói. Biết tại sao kiếm này phải xuất hiện ở trên đời này không? Dương Diệp lắc đầu. Hậu Khanh nói. Bởi vì vu tộc ta từng đại chiến với nhân tộc vô số lần. Phòng ngự thân thể của vu tộc chúng ta khiến nhân tộc đau đầu nhất. Cuối cùng, nhân tộc vì kìm chế vu tộc ta, cho nên mời rất nhiều đại năng lúc đó tạo ra thanh kiếm này. Hiện tại ngươi đã biết rõ rồi chứ, kiếm này là chuyên dùng để đối phó với vu tộc ta. Nó trời sinh kìm chế rất nhiều công pháp của vu tộc ta. Đừng nói là bất tử bá thể thuật, chính là công pháp luyện thể cao cấp hơn đều không phòng ngự được nó. Thì ra là thế. Dương Diệp cười gượng. Hắn không ngờ được kiếm này chuyên môn dùng để kìm chế vu tộc, vậy vừa rồi hắn thật sự là tìm đường chết. Tiểu tử, người phải nhớ kỹ một điểm. Trên thế giới không có phòng ngự tuyệt đối, vạn vật tương sinh tương khắc, ở trước phòng ngự cường đại cũng có cái gì đó có thể phá vỡ nó. Cho nên, người không thể tăng lên, một khi tăng lên lại sẽ bị đánh mất chính mình, mà một khi không thể tỉnh táo nhận biết chính mình, vậy người này tuyệt đối sẽ sống không lâu. Hiểu chưa? Dương Diệp im lặng suy nghĩ rất lâu, sau đó ôm quyền nói với Hậu Khanh. Tiếp nhận giáo huấn. Giống như lời Hậu Khanh nói, vừa rồi hắn có chút tăng lên. Con người một khi tăng lên sẽ tự cao tự đại, kết quả bình thường chính là tự tìm đường chết. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Ngươi có thể hiểu rõ là tốt rồi, ngươi lấy giọt máu sống lại thật ra vượt ra khỏi hiệu quả ban đầu. Giống như vết thương vừa nãy. Nếu như là ta thì ít nhất cần phải hai khắc trở lên mới từ từ khôi phục, muốn thật sự khôi phục đến không có chút vết thương, vậy ít nhất cần phải một giờ. Nhưng ngươi gần như đã lập tức khôi phục lại. Bởi vì tử khí của ta sao? Dương Diệp nói. Nguyên nhân chủ yếu là cái này. Hậu Khanh nói. Tử khí này của ngươi thuần khiết, rất nghịch thiên, tuy nhiên không đơn thuần chỉ là vì tử khí, còn có công lao của Niết Bàn quả này. Niết bàn quả đã hòa làm một thể cùng cơ thể ngươi, công hiệu của nó cũng có hiệu quả chữa trị, cộng thêm năng lực trị liệu của bản thân cơ thể ngươi, có thể nói, bây giờ cơ thể ngươi có ba loại năng lực khôi phục. Ba loại năng lực khôi phục. Dương Diệp khẽ cười, bây giờ hắn giao đấu cùng người, trừ khi gặp phải loại cường giả thật sự khủng khiếp, ví dụ như nữ tử váy màu đỏ, ví dụ như bản tôn Doanh Tĩnh, hoặc Hạo Thiên trước này, nếu không, bây giờ hắn chính là tồn tại bất tử. Thực lực của hắn bây giờ, dù không cần kiếm cũng đã nghịch thiên. Dường như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Hậu Khanh, nói. Tiền bối, không phải bá thể thuật có tổng cộng tầng 3 sao, như vậy tầng thứ 3 là gì? Hậu Khanh hơi trầm ngâm, sau đó nói. Thân hóa trời đất. Thân hóa trời đất, có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Hậu Khanh nói. Lấy thân hóa trời đất, ngươi chính là trời, ngươi chính là đất, nói chung. Loại cảnh giới đó rất kỳ diệu, ở trong vu tộc ta cũng không quá 10 người thành công. Cũng chỉ người có trí tuệ lớn cùng thiên phú lớn mới có thể luyện đến tầng này, bởi vì tầng này cần phải dựa vào, ngộ chứ không phải luyện. Thân hóa trời đất. Dương Diệp có chút mong chờ. Cho dù hắn tu luyện kiếm là chính, nhưng hắn cũng thích tu luyện cơ thể, cảm giác dùng nắm đấm này cũng đặc biệt thoải mái. Lúc này, Hậu Khanh nói. Tiểu tử. Bây giờ trên thân ngươi đã có khí tức của vu tộc ta, cho nên sau này lên thế giới lớn, ngươi có thể sẽ có chuyện phiền toái rất lớn. Ngoài việc đó ra, ngươi lại là nhân tộc, cho nên gặp phải vu tộc ta, nếu như biết ngươi là nhân tộc lại tu luyện công pháp của vu tộc, ngươi cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Nói chung, ngươi đi tới đâu cũng sẽ có phiền toái lớn. Dương Diệp lắc đầu cười.
dù là phiền phức lớn, ta cũng sẽ đi tới. Cho tới bây giờ, hắn cũng biết có rất nhiều chuyện, hắn căn bản không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể đi đối mặt. Hậu Khanh khẽ gật đầu, không nói nữa. Ở trong Hồng Mông Tháp nói chuyện cùng Cùng Kỳ và Hậu Khanh xong, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Hắn cũng không quên, mục đích lần này là phải đi tới U Minh Nguyên. Trong hiện thực, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, đập vào mắt là dãy núi lớn mênh mông nối tiếp nhau mãi đến cuối tầm mắt. Tuy thực lực của hắn bây giờ đã tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không dám khinh thường. Bởi vì ở trong những núi lớn này, rất có khả năng sẽ xuất hiện cường giả như Hạo Thiên này. Bây giờ hắn gặp phải loại cường giả cấp bậc đó, vẫn rất nguy hiểm. Lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện ở trên bả vai của hắn. Tiểu Bạch dùng móng nhỏ nhẹ nhàng gãi lỗ tai của Dương Diệp, sau đó chỉ tay về phía trước. Dương Diệp cà cà đầu vào đầu của Tiểu Bạch, sau đó thân hình run lên, biến mất ở trong rừng rậm mênh mông phía xa. Đi nhanh, bởi tu luyện làm chậm trễ một ít thời gian, nên Dương Diệp tăng nhanh tốc độ, dọc đường đi, hắn chỉ dựa vào lực lượng thân thể để bay, lại làm cho không gian xung quanh dâng lên từng đợt chấn động. Một ngày sau, Dương Diệp ngừng lại. Ở phía trước cách hắn không xa là một ngọn núi lớn cao vút đâm vào trong mây, núi trải dài trăm dặm, giống như một con thú lớn đang ngủ đông. U Minh Sơn. Lúc này, huyết nữ xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, cả ngọn núi rất yên tĩnh, ngay cả một tiếng côn trùng cũng không có. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nhíu mày. Có điểm không đúng. Dương Diệp khẽ gật đầu. Là rất không thích hợp. Yên tĩnh. Quá yên tĩnh. Lấy kinh nghiệm của hắn lại thấy được, trong dãy núi lớn mênh mông này tuyệt đối không có khả năng yên tĩnh như vậy. Yên tĩnh như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Đầu tiên là ở đây không có bất kỳ sinh mạng nào, thứ nhì là ở đây có tồn tại cường đại, những sinh vật khác không dám tới gần. Theo Dương Diệp suy đoán, chắc là loại thứ hai. Huyết nữ nói. Cẩn thận một chút. Nói xong, nàng trực tiếp bước vào trong Hồng Mông Tháp của Dương Diệp. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ đi cùng Dương Diệp. Nhưng bây giờ, lấy thực lực của Dương Diệp, trừ khi xuất hiện cổ tu giả, nếu không... Cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường ở trước mặt hắn căn bản không đủ nhìn. C. Dọc đường đi, Dương Diệp tuyệt đối không phát hiện được điều gì, nhưng hắn vẫn liên tục duy trì sự đề phòng. Đến lúc này, Tiểu Bạch trên bả vai hắn vẫn không tim không phổi, nhìn chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một lát, hoàn toàn không ý thức được có thể sẽ có nguy hiểm. Rất nhanh, Dương Diệp đã đi tới đỉnh núi. Dương Diệp phóng tầm mắt nhìn lại, thoáng cái, thần sắc hắn nghiêm trọng. Ở trước mặt hắn có từng cột đá, khoảng chừng trăm cây, những cột đá này dài chừng 3-4 trượng, đỉnh nhọn, trên đỉnh của những cột đá này đều cắm một người. Mỗi người đều chết theo kiểu giống nhau, đều bị phần đầu chọc đá sắc bén xuyên qua đầu. Dương Diệp nhìn về phía cọc đá gần nhất, trên cọc đá có một lão già này hiển nhiên mới chết không bao lâu, bởi vì đầu của hắn vẫn đang rỉ máu. Quan trọng nhất là Dương Diệp phát hiện người chết trên những cọc đá này có cảnh giới thấp nhất cũng là chân cảnh ngũ đoạn. Nơi quỷ quái gì vậy? Dương Diệp nhíu mày. Tiểu tử, chỗ này có chút kỳ lạ. Lúc này, giọng nói Cùng Kỳ đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Dương Diệp đảo mắt, đây không phải là nói nhảm sao? Lúc này, giọng nói Hậu Khanh cũn. Ở bên trong tháp này của ngươi, ta không cảm giác được gì, nhưng trực giác nói cho ta biết, tiểu tử. Ngươi đừng ở chỗ này quá lâu. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn cũng không muốn ở lại đây lâu. Tuy bây giờ hắn rất có lòng tin vào thực lực mình, nhưng trên thế giới này có rất nhiều cường giả, loại người nắm giữ năng lực kỳ dị càng nhiều tới mức đếm không xuể, cho nên tốt nhất vẫn nên khiêm tốn một chút, cẩn thận một chút. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, đang xác định xem có nguy hiểm gì không, sau đó thân hình hắn run lên, lao về phía xa. U Minh Uyên ở phía sau U Minh Sơn này. Bây giờ, mục tiêu của hắn chính là phía sau U Minh Sơn. Nhưng mới đi chưa bao lâu, Dương Diệp đã ngừng lại. Ở phía trước cách hắn không xa có hơn 20 cái đầu máu chảy đầm đìa, tất cả những cái đầu này đều nhìn về phía hắn, mỗi một cái đầu đều trợn tròn mắt, ở trong mắt đó, Dương Diệp nhìn thấy sự khủng hoảng. Trên vai Dương Diệp, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, cuối cùng nàng vỗ nhẹ vài cái vào vai của Dương Diệp, sau đó thân hình lóe lên, chạy tới trong Hồng Mông Tháp. Khóe miệng Dương Diệp thoáng co giật, tiểu tử này thấy tình hình không ổn liền chạy. Không nghĩa khí mà.
Dương Diệp liếc nhìn những cái đầu kia và đang muốn đi, lúc này, giọng nói Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Ngươi xong đời rồi. Dương Diệp còn chưa hiểu, đúng lúc này lại có một đôi tay đột nhiên bịt hai mắt của hắn lại, cùng lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên ở gần tai hắn. Đoán thử xem ta là ai? Dương Diệp. Đoán thử xem ta là ai? Giờ phút này Dương Diệp đã sờn tóc gáy. Lại có người xuất hiện ở phía sau của hắn, đồng thời che mắt của hắn lại mà không có dấu hiệu nào báo trước. Đối phương là ai? Đối phương làm sao làm được? Phải biết rằng, ở trên phương diện ẩn nấp này, hắn tuyệt đối đạt tới cấp bậc tông sư, bởi vì hắn không chỉ nắm giữ pháp tắc ám, còn có pháp tắc không gian, có thể nói, trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh hắn, cho dù là một con kiến bỏ qua, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Nhưng bây giờ lại có người lặng lẽ xuất hiện ở phía sau của hắn, sau đó che mắt của hắn lại. Dương Diệp ép mình phải bình tĩnh lại, hắn không hề động thủ mà chỉ nói, đoán chúng có thưởng không? Im lặng một hồi, âm thanh này đột nhiên vang lên. Có, đoán đúng thì lập tức chết, đoán sai thì chậm rãi chết, L. Dương Diệp. Nhanh đoán đi. Lúc này, giọng nói kia vang lên lần nữa. Đoán cả nhà ngươi. Dương Diệp CVừa dứt lời, hai luồng ý cảnh khủng khiếp từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, cùng lúc đó, chân phải của hắn nhẹ nhàng xoay tròn. Suy, toàn tê khân hắn trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang xuất hiện ở cách đó mấy chục trượng. Thoáng cái, ong, một tiếng kiếm ngân bắt đầu vang vọng ở nơi đây, một đường kiếm khí chợt lóe lên. Nhưng trong phút chốc, vẻ mặt Dương Diệp lập tức nghiêm trọng. Ở phía trước cách hắn không xa có một thiếu nữ mặc váy màu đen lơ lửng giữa không trung, thiếu nữ này thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi, mái tóc thật dài thả xuống tới chấm mông, gương mặt non nớt, ánh mắt lạnh như băng, trên thân tản ra một khí thế tàn ác khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là đường kiếm khí của Dương Diệp vừa rồi, lúc này lại ở trước mặt tiểu nữ hài này, ở đỉnh kiếm khí là hai ngón tay trắng nõn như ngọc. Hai ngón tay này kẹp lấy đường kiếm khí kia của Dương Diệp. Đường kiếm khí kia giống như bị điểm huyệt dừng lại trên không trung, đỉnh là hai ngón tay ngọc. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn Dương Diệp, trong phút chốc, hai ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng miết. Đường kiếm khí kia của Dương Diệp chấn động mạnh, thoáng cái. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn Dương Diệp, trong phút chốc, hai ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng miết. Đường kiếm khí kia của Dương Diệp chấn động mạnh, thoáng cái. Ở trong ánh mắt nghiêm trọng của Dương Diệp, đường kiếm khí kia trực tiếp hóa thành hư vô. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ta đoán ngươi là một nữ tử. Tiểu nữ hài nói. Muộn rồi. Dứt lời, chân phải của nàng nhẹ nhàng giẫm một cái, giây phút đó, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Bởi vì trên không gian ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện thêm từng dấu chân nhỏ màu đen, chỉ thấy vết chân mà không thấy người. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Dương Diệp giơ kiếm chém về phía trước mặt. Ầm, một tiếng nổ lớn đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, theo tiếng nổ lớn này vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động bay đến hơn mấy trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, cách trước mặt hắn không đến nửa trượng đột nhiên xuất hiện hai vết chân màu đen. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng phun ra, thoáng cái, hắn giơ kiếm đâm một cái về phía trước mặt. Một kiếm này, hắn không dám giữ lại lực. Nhưng một kiếm này lại không đâm tới gì cả, khi Dương Diệp muốn thu kiếm lại, một đôi tay giống như rắn đột nhiên quấn lấy phía trên mũi kiếm của hắn, trong phút chốc, hai tay này trực tiếp theo kiếm của hắn chạy thẳng vào. Tốc độ nhanh đến cực hạn khiến hắn căn bản không kịp né tránh. Hai tay trực tiếp chồng lên trước ngực của hắn. Ầm, theo một tiếng động nặng nề vang lên, toàn thân hắn trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Lần này, tiểu cô nương kia không ra tay nữa. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, cuối cùng ánh mắt rơi vào trước ngực của Dương Diệp, lúc này trang phục trước ngực Dương Diệp đã biến mất, ở giữa ngực hắn có hai vết tay màu đỏ chồng lên nhau, hai vết tay màu đỏ còn làm cho da của Dương Diệp lõm xuống, nhưng tuyệt đối không bị rách, ngược lại, lúc này dấu vết kia đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tiểu nữ hài nhíu mày. Da dày như vậy sao? Phía xa, Dương Diệp cúi đầu nhìn vết tay màu đỏ trước ngực mình kia, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ hài. Ngươi là cổ tu giả. Cổ tu giả. Chân mày của tiểu nữ hài càng nhíu chặt.
Đó là gì? Dương Diệp. Đúng lúc này, tiểu nữ hài mặc váy đen đột nhiên nói. Tới đây, tiếp tục đánh đi. Dứt lời, toàn thân nàng trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, không gian cách trước mặt Dương Diệp nửa trượng xuất hiện hai vết chân. Màu đen. Lần này, Dương Diệp không ra kiếm. Trong phút chốc, hai bàn tay nhỏ bé với vòng ánh sáng màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mục tiêu của hai bàn tay này là cổ họng của hắn. Vào lúc hai tay sắp nắm lấy cổ họng hắn, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên chuyển động. Âm. Hai tay này trực tiếp đánh vào vị trí cổ họng hắn, biểu tình của Dương Diệp lập tức bắt đầu vặn vẹo, sau đó bay về phía sau. Nhưng trong chớp mắt khi hắn bay ra ngoài, một vòi máu bay ra trước mặt hắn. Máu không phải của hắn, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tiểu nữ hài nhìn tay phải của mình, ở chỗ cổ tay phải của nàng có một vết kiếm dài đến 10 cm, vết kiếm này sâu, trực tiếp đâm thủng tay của nàng, còn có thể nhìn thấy rõ ràng xương bên trong. Tiểu nữ hài không để ý tới vết thương trên cánh tay, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi làm ta bị thương. Phía xa, lúc này biểu tình của Dương Diệp vẫn có chút vặn vẹo, đó là đau. Vừa rồi hắn không phòng ngự, sử dụng cổ họng cố gắng chịu một đòn của đối phương, không thể không nói, hành động này vẫn vô cùng mạo hiểm. Nhưng thật may, cơ thể hắn cứng rắn đỡ được đòn tấn công của đối phương, nhưng cũng không chịu nổi. Bởi vì hắn có thể cảm giác bất kể là bên trong hay bên ngoài, cổ họng của hắn cũng đã rách ra. Chỉ có điều không nguy hiểm đến tính mạng. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài mặc váy đen, trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc. Vừa rồi mạo hiểm sử dụng cách thức này là muốn phế bỏ một tay của đối phương, nhưng hắn đã đánh giá thấp phản ứng của đối phương. Đối phương căn bản không có cho hắn cơ hội này, kiếm vừa phá rách ra của đối phương liền trực thu tay lại. Đồng thời lấy lực lượng mạnh mẽ làm thân kiếm của hắn bị chấn động, sở dĩ hắn bay ra xa như vậy là bị trúng hai đòn đối phương. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Tại sao ngươi lại muốn giết ta? Thực lực của tiểu nữ hài này thật sự quá khủng khiếp, nếu như cơ thể hắn không có được tăng cường, hắn có khả năng đã bị đối phương giết chết. Thân pháp và lực lượng này của đối phương đều rất là quỷ dị. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Vừa đi vừa nói. Nàng nói không thể để cho người khác tới đây. Người tới đều phải chết. Dứt lời, toàn thân nàng trực tiếp biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nheo mắt, chân phải của hắn chợt dẫm mạnh vào trong hư không. Ầm. Phạm vi không gian bên trong mấy vạn trượng chấn động mạnh, thoáng cái, một đường kiếm quang chợt lóe lên. Nhất kiếm sát na. Nhất kiếm sát na được gia tăng hai loại ý cảnh minh cảnh, còn có lực lượng thân thể. Giây phút một đường kiếm quang này xuất hiện, bên trong không gian mấy trăm trượng trực tiếp bị lực lượng ẩn chứa trong đường kiếm quang này đánh nát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không gian xung quanh thành hình mạng nhện. Lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một vòng sáng màu đen, ngay từ lúc đầu vòng sáng màu đen này rất nhỏ, nhưng khi kiếm quang của Dương Diệp tới, vòng sáng màu đen này lập tức toa ra, sau đó bao quanh Dương Diệp cùng kiếm quang của hắn. Ầm, hai luồng lực lượng vừa mới tiếp xúc, ở đó lại vang lên một tiếng nổ lớn rung trời. Lúc này, mấy đường kiếm quang đột nhiên từ trong vòng sáng màu đen này phóng lên cao, mấy đường kiếm quang này trực tiếp đánh vỡ vòng sáng này, nhưng trong phút chốc, 4-5 vòng sáng xuất hiện ở phía chân trời, 4-5 vòng sáng màu đen này lại cắn nuốt mấy đường kiếm khí của Dương Diệp. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ lớn không ngừng bắt đầu vang vọng ở phía chân trời, giờ phút này tất cả không gian trên đỉnh núi U Minh Sơn bắt đầu chấn động kịch liệt, giống như động đất vậy, vô cùng kinh người. Qua khoảng một khắc sau, một bóng người đột nhiên từ phía chân trời bay ngược ra ngoài, vừa bay liền bay gần 2.000 trượng. Bóng đen này chính là Dương Diệp. Theo Dương Diệp bay ra ngoài, phía chân trời dần dần bình tĩnh lại. Phía xa, sau khi Dương Diệp dừng lại, khóe miệng hắn chậm rãi tràn ra một tia máu tươi. Hắn lau máu tươi trên khóe miệng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nữ hài mặc váy đen, lúc này, xung quanh tiểu cô nương kia có ba vòng sáng nhỏ màu đen đang lơ lửng giữa không trung, ba vòng sáng này chậm rãi xoay xung quanh tiểu nữ hài, trong đó tản ra một khí tức âm hàn. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người giỏi chịu đòn nhất mà ta đã gặp. Sắc mặt Dương Diệp lập tức không bình thường. Giỏi chịu đòn này, tiểu nữ hài này nói chuyện làm sao? Tuy nhiên cũng bình thường.
vừa rồi hắn cùng tiểu nữ hài giao đấu, hắn đúng là có bị đánh. Lần này, kiếm khí của hắn lại có thể bị đối phương áp chế. Thật sự áp chế. Cho dù hắn dùng kiếm ý minh cảnh cũng không có tác dụng. Nhưng thật may, sau khi giao chiến, hắn cũng không có tổn thương gì. Phải nói, cho dù có bị thương nặng, bây giờ cũng đã lành. Đây là điểm khủng khiếp nhất của hắn. Tiểu nữ hài này là ai? Dương Diệp nhíu mày. Lúc này, ngón tay ngọc của tiểu cô nương kia đột nhiên điểm một cái, một điểm này, một vòng sáng năng lượng màu đen bên cạnh nàng trực tiếp xuất hiện ở đỉnh đầu của Dương Diệp. Lúc này, một đường kiếm khí đột nhiên phóng lên cao. Kiếm khí cường đại đi qua nơi nào ngay cả không gian cũng dễ dàng vỡ ra, nhưng khi tiếp xúc đến vòng sáng màu đen này, kiếm khí của hắn đã dừng lại, thoáng cái, kiếm khí chậm rãi mở ảo, cuối cùng biến mất. Trong mắt Dương Diệp lóe lên sự ngoan độc, bấm tay búng ra, một ngọn lửa từ đầu ngón tay hắn bắn ra nhanh như điện chớp, ngọn lửa này lập tức bao quanh vòng sáng này, thoáng cái, nó trực tiếp bị ánh lửa đốt cháy thành hư vô. Lục Đinh thần hỏa. Lửa này không tệ. Lúc này, tiểu cô nương kia đột nhiên nói. Ngươi có thật nhiều thứ tốt, tới đây, ta cũng để cho ngươi xem thử thứ tốt của ta. Vừa dứt lời, tay phải của nàng lật lại, lập tức có một chiếc nhẫn in hình một con rắn màu đen xuất hiện ở trong tay của nàng. Dương Diệp lại muốn ra tay, đúng lúc này, huyết nữ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dương Diệp sửng sốt và muốn nói, nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, huyết nữ đột nhiên thi lễ với tiểu nữ hài. Dương Diệp. Dương Diệp bối rối. Hắn thật sự không ngờ được lại có cảnh tượng như vậy, huyết nữ lại có thể hành lễ với tiểu nữ hài này. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong đầu Dương Diệp đầy nghi ngờ. Phía xa, tiểu nữ hài mặc váy đen này nhíu mày. Ngươi là ai? Lúc này, minh nữ, nữ tử mù, thiếu nữ cưỡi heo xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Ba nàng nhìn tiểu nữ hài mặc váy đen, trong mắt có chút phức tạp. Minh Mộng, lúc này, huyết nữ nói. Ngươi tên là Minh Mộng. Nghe thấy huyết nữ nói vậy, tiểu nữ hài mặc váy đen này nhíu mày. Minh Mộng. Trong mắt nè nhồ di xuất hiện vẻ mờ mịt, qua rất lâu, nàng khẽ nói. Ta hình như tên là Minh Mộng. Nữ tử mù cùng huyết nữ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, huyết nữ nói. Ngươi không biết mình tên gì sao? Chân mày của tiểu nữ hài mặc váy đen càng nhíu chặt. Một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía huyết nữ. Ngươi biết ta, ca. Huyết nữ trầm giọng nói. Ngươi mất trí nhớ à? Tiểu nữ hài mặc váy đen lạnh lùng nói. Không, chỉ là có rất nhiều chuyện không muốn nghĩ đến. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía huyết nữ. Nhị tỷ, nàng cũng là người của U Minh Điện sao? Huyết nữ khẽ gật đầu. Nàng là người bảo vệ của U Minh Điện ta, địa vị chỉ dưới điện chủ, cũng chỉ có điện chủ mới có thể ra lệnh cho nàng. Đồng thời, nàng cũng là giáo quan của U Minh Điện ta, với đại tỷ đã từng nhận được sự chỉ điểm của nàng, tuy nhiên, đó là chuyện khi chúng ta còn bé. Người bảo vệ U Minh Điện, giáo quan của U Minh Điện. Cổ họng Dương Diệp lăn lộn, không trách được nữ nhân này kinh khủng như vậy. Lúc này, huyết nữ lại nói. Thật ra, ngay từ lúc đầu ta cũng có chút nghi ngờ, tuy nhiên không dám xác định. Bởi vì ngay từ lúc đầu nàng sử dụng thân pháp này là U Minh Quỷ Bộ đã thất truyền của U Minh Điện ta, chỉ có điện chủ cùng người bảo vệ biết thân pháp này. Ta với đại tỷ cũng chỉ gặp qua một lần khi còn nhỏ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía tiểu nữ hài mặc váy đen này. Sở dĩ ta xác định là bởi vì chiếc nhẫn, nhẫn U Minh Quỷ, chiếc nhẫn này là tượng trưng cho thân phận của người bảo vệ, cũng là vật chí bảo đứng thứ hai của U Minh Điện ta. Lúc này, Dương Diệp cười hì hì. Hóa ra đều là người một nhà, đúng là không đánh không quen biết. Ai là người một nhà với ngươi chứ? Lúc này, Minh Mộng đột nhiên lạnh lùng nói. Ta không quan tâm các ngươi là ai, ta là ai, dù sao nàng đã nói qua, không thể để cho người bên ngoài tới đây. Cho nên, các ngươi hoặc là lập tức rời đi, hoặc là lập tức chết. Huyết nữ nói. Nàng chính là Tự U Điện Chủ sao? Điện Chủ. Chân mày Minh Mộng lại nhíu lại, trong mắt xuất hiện một chút mờ mịt. Lúc này, huyết nữ lại nói. Giáo quan Mộng, Điện Chủ nàng đi tới thượng giới, hãy là đã ngã xuống. Chân mày Minh Mộng càng nhíu chặt. Qua rất lâu, nàng đột nhiên nhìn về phía bên phải, sau đó nói. Nàng đi qua bên kia. Ngươi chưa từng gặp sao?
Huyết nữ hỏi. Minh Mộng lắc đầu. Nàng không cho ta đi, ta không dám đi. Dương Diệp nheo mắt, nữ tử này hình như rất sợ điện chủ U Minh Điện. Ngươi ở đây canh giữ bao nhiêu năm rồi? Huyết nữ lại hỏi. Minh Mộng khẽ lắc đầu. Ta không biết, dù sao cũng rất lâu rồi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía huyết nữ. Ta nhớ tới một việc, ta chính là Minh Mộng, nhưng ta không nhớ rõ ngươi là ai. Huyết nữ nói. Không sao, sau này từ từ suy nghĩ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía nơi Minh Mộng đã chỉ trước đó. Chúng ta muốn qua bên kia xem thử, có thể được chứ? Không thể. Vẻ mặt Minh Mộng lập tức lạnh xuống. Nàng nói qua, không thể để cho người khác qua, bất kỳ người nào cũng không thể. Huyết nữ nói, lẽ nào ngươi muốn giữ ở đây cả đời sao? Tiểu nữ hài mặc váy đen hơi ngẩn người ra, lập tức im lặng, nhưng chẳng bao lâu, nàng lại nói. Không có mệnh lệnh của nàng, ta không thể rời đi. Cổ hủ. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi có nghĩ tới không, có khả năng ngay từ lúc đầu nàng bảo ngươi ở đây canh gác, mà không phải bảo cho ngươi ở đây canh cả đời gác. Sau khi nàng qua cũng không có xuất hiện, có thể là nàng đã rời đi, hoặc nàng gặp phải phiền toái gì đó. Nàng. Không có khả năng. Minh Mộng đột nhiên nói. Không có người nào có thể giết nàng. Dương Diệp liếc nhìn Minh Mộng. Nàng rất lợi hại phải không? Minh Mộng đột nhiên chỉ vào Dương Diệp. Loại như ngươi, nàng có thể đánh 100 người. Dương Diệp. Lúc này, nữ tử mù đột nhiên nói. Mộng giáo quan, chúng ta hiểu ngươi trung thành với điện chủ. Nhưng ngươi có thể từng nghĩ qua chưa? Điện chủ đi qua đó đã nhiều năm như vậy, có thể bình thường sao? Điều này là không bình thường. Giống như lời tiểu Dương tử nói, điện chủ ở bên kia nhất định đã có chuyện gì xảy ra, cho nên mới không có tin tức lâu như vậy. Tiểu Dương tử. Nghe thấy nữ tử mù nói vậy, khóe miệng Dương Diệp lập tức co rút, tam tỷ lại có thể lấy cho hắn một biệt hiệu như thế. Phía xa, Minh Mộng nghe thấy nữ tử mù nói vậy liền im lặng. Một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía xa, nơi đó chính là nơi thiếu tự u biến mất. Nhìn về chỗ đó, trong mắt nàng xuất hiện một tia mờ mịt cùng nghi ngờ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp đã biết được tâm tư của Minh Mộng. Đối phương thật ra cũng muốn biết thiếu tư rốt cuộc sao vậy. Nghĩ đến đây, Dương Diệp vội vàng nói, ngươi suy nghĩ xem, có lẽ nàng ở bên kia cần sự trợ giúp của chúng ta thì sao? Hoặc là nàng bởi vì có chuyện gì, dẫn đến lúc nàng rời đi không thô ngồ báo cho ngươi được, nếu là như vậy, ngươi canh giữ ở chỗ này, chẳng phải sẽ lãng phí thời gian một cách vô ích sao? Minh Mộng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Là ngươi bảo ta qua, đến lúc đó nếu như nàng trách tội, ta sẽ nói là ngươi bảo ta qua. Con mẹ nó, ta, ca. Dương Diệp thiếu chút nữa không nhịn được mà chửi bới. Tại sao nữ nhân này lại như vậy? Tự mình muốn đi xem lại còn đổ trách nhiệm lên người hắn. Lúc này, Minh Mộng lại nói. Ta vốn không muốn đi, nhưng ngươi nói cũng có đạo lý, hơn nữa các ngươi lại muốn qua. Các ngươi nhiều người như vậy, một mình ta đánh không nổi các ngươi, cho nên chỉ có thể đi theo các ngươi, sau đó, đây đều là ý của các ngươi, đúng không? Mọi người. Sau một khắc, mọi người lên đường. Trên đường, Dương Diệp đi tới bên cạnh huyết nữ, sau đó nói. Nhị tỷ, sao ta cảm giác điện chủ của các tỷ có chút không tầm thường vậy? Huyết nữ liếc nhìn Dương Diệp. Ngươi muốn nói gì? Dương Diệp lắc đầu. Ta cũng không biết. Chính là cảm giác này. Tỷ nói xem, tỷ có biết lai lịch cùng thân phận của nàng không? Huyết nữ lắc đầu. Thật ra, nàng ở U Minh Điện chúng ta cũng rất thần bí. Không có ai biết quá khứ của nàng, chính nàng cũng chưa từng nói qua. Thần bí. Dương Diệp đang muốn nói gì, lúc này, Minh Mộng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, sắc mặt Dương Diệp thoáng thay đổi, bắt đầu âm thầm đề phòng. Nữ nhân này không có khả năng là một người hiền lành đâu. Minh Mộng liếc mắt nhìn Dương Diệp. Da của ngươi thật dày, luyện thế nào vậy? Dương Diệp. Lửa kia của ngươi cũng rất tốt, đi lấy ở đâu vậy? Một. Minh Mộng đột nhiên lại nói. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trở nên đề phòng, nữ nhân này đang có ý định cướp lục đinh thần hỏa của hắn à? Chúng ta đến rồi. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nói. Mọi người ngừng lại, ở trước mặt mọi người là một chỗ vực sâu không thấy đáy. Dương Diệp đi tới sát mép vực và nhìn xuống, dưới trăm trượng là sương mù màu trắng sữa trải rộng,
với nhãn lực của hắn thì tất nhiên có thể dễ dàng nhìn xuyên qua những sương mù này. C. Nàng không nói tiếp theo sẽ làm gì à? Dương Diệp lại hỏi. Minh Mộng lắc đầu. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ khẽ gật đầu. Đi xuống đi. Nói xong, nàng cùng nữ tử mù trực tiếp nhảy xuống, về phần thiếu nữ cưỡi heo cùng minh nữ, hai nàng lại trực tiếp bước vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp liếc nhìn Minh Mộng, sau đó cũng nhảy xuống. Ở đó, Minh Mộng rõ ràng có chút do dự, rõ ràng nàng còn đang e ngại gì đó. Nhưng chẳng bao lâu, nàng cũng nhảy xuống theo. Khoảng một khắc sau khi mọi người ở đây nhảy xuống, một nữ tử che mặt đột nhiên xuất hiện ở chỗ Dương Diệp đứng trước đó. Nữ tử che mặt nhìn phía dưới rất lâu, sau đó nói. Không ngờ được, người bảo vệ cũng hiện thân, đúng là càng lúc càng thú vị. Nói đến đây, nàng đột nhiên xoay người nhìn về phía cách đó không xa. Nếu đã tới thì cần gì giấu đầu giấu đuôi nữa. Vừa dứt lời, không gian nơi đó đột nhiên bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, ngay sau đó, một nữ tử ngồi xe lăn xuất hiện ở đó. Nữ tử này chính là chủ nhân của Kiếm Thiên Thành, cũng là vũ điện sứ của U Minh Điện. Nữ tử che mặt liếc mắt nhìn vũ điện sứ, sau đó nói. Nhiều năm không gặp, cuộc sống người hình như có hơi thảm nhỉ. Thảm sao? Vũ điện sứ khẽ cười. Quả thật, so sánh với người thì ta có hơi thảm. Không giống người đã biến thành điện chủ, chỉ là thứ lỗi cho ta nói thẳng, người có tài đức gì để làm điện chủ chứ? U Minh Điện, tự U điện chủ đi rồi liền biến thành năm bè bảy mảng, nếu như ta không làm điện chủ, U Minh Điện chúng ta sẽ vĩnh viễn trở thành lịch sử. Ta tạo dựng lại U Minh Điện, làm cho U Minh Điện có thể truyền thừa, cái này chẳng lẽ là sai sao? Nữ tử che mặt nói. Không có sư phụ U Minh Điện lại không phải là U Minh Điện. Vũ Điện Sứ khẽ nói. Nữ tử che mặt nhìn Vũ Điện Sứ rất lâu, sau đó nói. Không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác, bàn luận. Vũ Điện Sứ khẽ gật đầu. Cũng đúng. Dứt lời, cơ thể nàng thoáng động, trực tiếp nhảy xuống trong vực sâu này. Ở đó, nữ tử che mặt nhìn phía dưới rất lâu, sau đó khẽ nói. Vô số năm qua đều hoang mang, hôm nay cũng nên giải ra rồi. Vừa dứt lời, nàng cũng thả người nhảy xuống. Ở đó trở nên yên tĩnh. Qua khoảng một khắc sau, cả tòa U Minh Sơn đột nhiên bắt đầu chấn động. U Minh Uyên. Sau khi bước vào U Minh Uyên, Dương Diệp lập tức cảm giác mình mất đi trọng tâm, hắn rơi xuống phía dưới với tốc độ rất nhanh. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, lúc này, hắn cảm giác được vách núi phía sau đang chấn động. Cẩn thận một chút. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nói. Dương Diệp đang muốn nói, Minh Mộng đột nhiên nói. Yên tâm, hắn da dày, ngã không chết được. Dương Diệp. Đúng lúc này, huyết nữ đột nhiên biến sắc. Cẩn thận. Huyết nữ vừa dứt lời, toàn thân Minh Mộng đột nhiên xuất hiện mấy vòng xé nhổ di năng lượng màu đen, mà lúc này, hơn 10 rễ cây to đạt tới trăm trượng đột nhiên xuất hiện ở xung quanh bọn họ, thoáng cái, những rễ cây trực tiếp bao phủ lấy bọn họ. Ầm 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 ầm. Trong vực sâu, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng lên. Một lát sau, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh, ca. Lúc này, những cái rễ cây xung quanh bốn người Dương Diệp đã biến mất. Nhưng vẻ mặt bốn người đều rất nghiêm trọng. Bởi vì những cái rễ cây không phải bị bọn họ làm cho biến mất, mà đột nhiên biến mất. Đó là thứ gì vậy? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ khẽ lắc đầu. Không biết. Nói đến đây. Nàng nhíu mày. Trước đây giới nữ xuyên qua kết giới đã tới chỗ này, nhưng lúc đó nàng không gặp phải mấy thứ này. Giới nữ đã tới đây sao? Dương Diệp có phần kinh ngạc. Huyết nữ khẽ gật đầu. Nàng có thể thiết lập giới điểm, sau đó xác định địa điểm truyền tống, tuy nhiên bởi vì cảnh giới của nàng thấp, nàng chỉ có thể xác định địa điểm truyền tống của mình. Ở phía dưới có một kết giới kia vượt ra ngoài phạm vi năng lực của nàng. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi tìm ngươi nhờ giúp đỡ. Hóa ra thật sự có người đã từng đến đây. Lúc này, Minh Mộng đột nhiên nói. Trước đây ta đã cảm thấy có điểm không đúng, nhưng ta tìm một lát lại không phát hiện được gì. Thật may là ngươi không phát hiện ra. Huyết nữ nói, nếu như trước đây giới nữ bị Minh Mộng phát hiện, đây tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Chúng ta đi xuống đi. Nữ tử mù nói. Mọi người khẽ gật đầu. Sau đó bắt đầu tiếp tục rơi xuống phía dưới. Qua khoảng một giờ, chân của bốn người cuối cùng rơi xuống đất.
Xung quanh là sương mù, khó có thể nào nhìn thấy rõ ràng. Lúc này, Minh Mộng đột nhiên vung tay phải lên, trong phút chốc, những sương mù xung quanh lập tức xoay tròn, rất nhanh đã bị chậm rãi thổi lên không trung, chỉ trong giây lát liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Lúc này, tầm nhìn ở đó trở nên rõ ràng. Nhưng trước mặt bọn họ vẫn là một mảnh mịt mờ, không thấy gì cả. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ, lúc này, huyết nữ nói. Kết giới, nơi này có che giấu kết giới. Kết giới. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Minh Mộng. Ngươi có thể phá được không? Huyết nữ cùng nữ tử mù cũng nhìn về phía Minh Mộng. Ở trong đám bọn họ, thực lực mạnh nhất chính là Minh Mộng. Minh Mộng nhìn trước mặt rất lâu, sau đó lắc đầu. Là do nàng bố trí, ta không phá được. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Có lẽ có thể dùng thử kiếm kia vẫn có lửa của ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhìn thanh kiếm gỗ trong tay mình, trong phút chốc, hắn nắm kiếm gỗ liền đâm về phía trước mặt. Ầm, một tiếng nổ vang rất đột nhiên vang vọng ở nơi đây, ngay sau đó, không gian xung quanh chấn động mạnh, giống như động đất. Nhưng chẳng bao lâu, xung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Mà trước mặt bọn họ vẫn mịt mờ, không nhìn thấy được gì cả. Nhưng ở chỗ mũi kiếm gỗ của Dương Diệp lại có một lỗ kiếm rất nhỏ, hơn nữa, không gian nơi đó không giống với không gian nơi khác, không gian nơi đó có chút trong suốt. Quả nhiên hữu hiệu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt huyết nữ khẽ cười. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ nói. Tiếp tục. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó vận chuyển huyền khí trong cơ thể, tiếp theo, hắn giơ kiếm liền đâm một cái về phía trước. Cứ như vậy, Dương Diệp chém mạnh xuống từng kiếm, không gian ở đó càng lúc càng mờ ảo. Qua khoảng gần một canh giờ sau, một tiếng nổ lớn đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, theo tiếng nổ lớn này vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị một lực lượng cường đại đẩy cho bay ra ngoài. Nhưng không gian xung quanh đột nhiên dần dần mờ ảo. Không bao lâu, không gian xung quanh bắt đầu khôi phục lại bình thường. Lúc này, một cây cổ thụ cao đến trăm trượng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cây! Mọi người sửng sốt. Cẩn thận một chút. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn càng phát giác nơi quỷ quái này không được bình thường. Có thể nói, nếu như không phải trước đó hắn đã tăng cơ thể lên tới lấy cảnh giới máu sống lại, hắn đã quay đầu rời đi. Nơi này căn bản không phải là chỗ hắn có thể ở lại. Cho dù bây giờ, trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi. Đúng lúc này, cây cổ thụ phía xa kia đột nhiên bắt đầu chấn động. Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay, lập tức đề phòng. Tiểu tử, cái cây này không đơn giản, lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên giọng nói Hậu Khanh. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối, ta cũng biết nó không đơn giản, ngươi có thể nói xem. Nó rốt cuộc không đơn giản chỗ nào không? Hậu Khanh trầm giọng nói. Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi gây ra họa lớn rồi. Dương Diệp đen mặt. Ngươi đừng làm ta sợ. Hắn không hù dọa ngươi. Lúc này, giọng nói cùng kỳ đột nhiên vang lên. Tiểu tử, ngươi phá kết giới này, lần này ngươi thật sự gây ra họa lớn rồi. Dương Diệp. Đúng lúc này, trên cây đại thụ phía xa kia có một nhánh cây đột nhiên bắn ra nhanh như điện chớp. Tốc độ rất nhanh, tới mức Dương Diệp cũng không thấy rõ quỹ tích của nó. Vào giây phút nhánh cây này bắn ra nhanh như điện chớp, Minh Mộng đột nhiên bấm tay bắn ra, một vòng sáng năng lượng màu đen nhanh chóng hiện ra. Một tiếng nổ lớn đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp cùng huyết nữ, Minh Mộng lại bị đẩy lui hơn 300 trượng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mồ hôi lạnh trên trán Dương Diệp lập tức chảy xuống. Minh Mộng là tồn tại thế nào? Hắn cũng không biết là tồn tại thế nào, dù sao cũng là tồn tại lợi hại hơn hắn rất nhiều. Nhưng đối phương lại có thể bị cái cây này đánh lui. Bây giờ, hắn đã hiểu rõ ý của Hậu Khanh cùng cùng kỳ. Không chỉ Dương Diệp, huyết nữ cùng nữ tử mù cũng sửng sốt. Rõ ràng các nàng cũng không ngờ được Minh Mộng lại bị đẩy lui. Phía xa, Minh Mộng ngẩng đầu nhìn về phía cái cây kia, trong phút chốc, tay ngọc của nàng vung lên. Một vòng sáng màu đen rất lớn nhanh chóng hiện ra, trong phút chốc, vòng sáng màu đen kia trực tiếp xuất hiện ở ngọn của cái cây kia, thoáng cái, một năng lượng màu đen rất khủng khiếp từ trong đó trút ra. Đúng lúc này, một nhánh cây phóng lên cao, trực tiếp đánh vào trên vòng sáng màu đen kia. Trong mắt của mọi người,
vòng sáng màu đen kia trực tiếp ầm ầm nổ tung. Dương Diệp nheo mắt, đi tới bên cạnh huyết nữ, sau đó nói. Nhị tỷ, nếu không chúng ta rút lui trước vậy. Huyết nữ liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Chuyện còn chưa tìm hiểu rõ thì không thể đi. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Tuy nhiên, ngươi có thể đi. Chúng ta đã rất áy náy khi để cho ngươi cuốn vào chuyện này. Bây giờ, kết giới đã phá, ngươi không nhất định phải ở lại chỗ này nữa. Dương Diệp cười gượng, bây giờ hắn đi, vậy chẳng phải là rất không nghĩa khí sao? Đúng lúc này, một cái rễ cây màu đen đột nhiên từ trong cổ thụ này bắn ra nhanh như điện chớp. Rễ cây này rộng khoảng chừng một trượng, phía sau nó còn có hơn 10 rễ cây, mục tiêu của những rễ cây này đều là Minh Mộng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Minh Mộng lập tức lạnh xuống, tay ngọc của nàng nhẹ nhàng vung lên, trong phút chốc, hơn 10 vòng sáng màu đen xuất hiện ở trên cánh tay của nàng. Vòng U Minh. Lúc này, huyết nữ bên cạnh Dương Diệp đột nhiên nói. Trong tất cả huyền kỹ của U Minh Điện ta, nó xếp hạng thứ 3. Bởi vì điện chủ cùng nàng biến mất cho nên thất truyền. Không ngờ được, hôm nay lại nhìn thấy. Vòng U Minh. Dương Diệp nhìn về phía Minh Mộng, vừa rồi vòng sáng màu đen của đối phương làm cho hắn ăn đủ vị đắng. Hơn nữa, vòng sáng màu đen của đối phương còn có thể áp chế được cả kiếm ý cùng sát ý của hắn. Ở đó, tay phải của Minh Mộng đột nhiên nắm chặt thành quyền, sau đó đánh ra. Trong phút chốc, những vòng sáng màu đen nối tiếp nhau xoay tròn lao về phía mấy cành cây. Những vòng sáng màu đen đi qua nơi nào, trực tiếp xé rách không gian thành từng vòng sáng, rất kỳ lạ. Ầm 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 ầm. Ở đó, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, trực tiếp gây ra từng đợt chấn động cho không gian xung quanh. Rất nhanh, không gian khôi phục lại yên tĩnh. Đã không thấy những cái rễ cây kia nữa, nhưng những vòng sáng màu đen cũng biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật may là cái cây này chẳng phải vô địch, nếu không hắn cùng hai nàng huyết nữ đã có thể gặp nguy hiểm. Tiểu tử, bây giờ ngươi tốt nhất nên chạy ra, nếu không đợi tới khi ngươi còn muốn chạy cũng không đi được đâu. Lúc này, giọng nói cùng kỳ vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Rời đi sao? Dương Diệp lắc đầu, bình tĩnh mà xem xét, hắn muốn rời đi, nhưng bây giờ có thể rời đi sao? Nhất định là không thể. Nếu như bây giờ rời đi, chính hắn cũng sẽ khinh thường mình. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Minh Mộng, huyền khí trong cơ thể hắn cũng vận chuyển. Hắn chưa bao giờ gửi gắm hy vọng ở trên thân của người khác. Cách đó không xa, vẻ mặt Minh Mộng lúc này cũng nghiêm trọng. Rõ ràng, cái cây này làm cho nàng cảm nhận được nguy hiểm. Đúng lúc này, cây cổ thụ phía xa kia đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, theo chấn động của nó, khắp mặt đất cũng bắt đầu run động, giống như phát sinh địa chấn vậy. Rất nhanh, ở trong mắt của đám người Dương Diệp, cây cổ thụ kia đột nhiên bắt đầu co lại, nó càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ, sau một khắc, hình thể của nó trực tiếp thu nhỏ ít nhất mấy chục lần, tiếp theo, một thụ nhân cao tới 2 trượng xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp. Một khí tức cực kỳ kinh khủng từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, phía xa, 4 người Dương Diệp trực tiếp bị khí tức này chấn động liên tiếp lùi lại phía sau. Tiểu tử, người này ít nhất đã đạt được minh cảnh. Nhanh chuồn đi thôi. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên giọng nói có chút lo lắng của Hậu Khanh. Minh cảnh. Dương Diệp sửng sốt, minh cảnh cũng chính là trên chân cảnh, nhưng không phải nói thế giới này không có cường giả minh cảnh sao? Vậy một thụ nhân trước mắt này là thế nào? Đúng lúc này, thụ nhân đột nhiên bước về phía trước một bước, một rễ cây trực tiếp từ trên người nó bắn ra nhanh như điện chớp. Một tiếng động nặng nề đột ngột vang lên, ngay sau đó, Minh Mộng trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Thụ nhân lại muốn ra tay lần nữa, lúc này, một ánh sáng máu đột nhiên cắt không gian, xuất hiện ở trước mặt nó. Nhưng thoáng cái, một khí tức cường đại từ trong cơ thể nó cuốn ra ngoài, theo khí tức này xuất hiện, ánh sáng máu kia trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng, dường như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt huyết nữ lập tức trầm xuống. Thực lực của thụ nhân vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt huyết nữ. Nhị tỷ cẩn thận, người này đã là minh cảnh. Minh cảnh. Huyết nữ nhíu mày và đang muốn nói, lúc này, thụ nhân phía xa đột nhiên biến mất. Giờ phút này, vẻ mặt 4 người Dương Diệp lập tức đại biến. Thoáng cái,
bốn người đều cảm nhận được một uy áp rất khủng khiếp, uy áp này trực tiếp làm cho bốn người không có cách nào hít thở được. Dương Diệp không suy nghĩ nhiều, cổ tay nhất thời chuyển động, kiếm gỗ trong tay mang theo từng đường kiếm quang xuất hiện, uy áp trên người hắn lập tức giảm đi rất nhiều, nhưng một cái rễ cây màu đen đã đi tới trước mặt của hắn. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, giơ kiếm liền bổ xuống. Suy, ầm, Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng, nhưng ở vị trí ban đầu của hắn lại có một đoạn nhánh cây rơi xuống. Ầm ầm ầm, lúc này ba nàng huyết nữ cũng ra tay. Ở dưới sự liên thủ của ba nàng, uy áp này trực tiếp bị đập nát, ở đó lại khôi phục sự yên tĩnh. Ba nàng đều nhìn về Dương Diệp cách đó không xa, nói chính xác là nhìn về phía kiếm gỗ trong tay hắn. Lúc này, Minh Mộng nói, thụ nhân có phòng ngự còn mạnh hơn ngươi, ngươi có thể một đấu một với nó, xem ai mạnh hơn. Dương Diệp, huyết nữ đột nhiên nói, kiếm của ngươi, kiếm gỗ của ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Dương Diệp cười gượng, hắn cũng biết mình kiếm gỗ có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương, nhưng vấn đề là hắn đánh không nổi đối phương đấy. Đúng lúc này, thụ nhân đột nhiên nhìn về phía hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Thoáng cái, một cái rễ cây màu đen đột nhiên từ không gian trước mặt hắn chui ra. Dương Diệp không hề nghĩ ngợi lại chém xuống một kiếm, lần này, hắn cầm kiếm ở tay phải, cùng lúc đó, trên cánh tay phải xuất hiện một con thú ảnh mờ ảo. Cổ linh mãng. Đối mặt với thụ nhân này, hắn không dám che giấu thực lực. Cho nên, hắn trực tiếp sử dụng cánh tay chiến thần cùng cổ linh mãng. Lúc này, lực lượng của hắn đạt tới mức mạnh nhất của bản thân. Một kiếm hạ xuống. Suy. Ở trong ánh mắt ba người huyết nữ, cây kia trực tiếp ầm ầm vỡ nát, hóa thành vụn gỗ bay xuống khắp bầu trời. Dương Diệp cũng bị chấn động bay ra ngoài, tuy nhiên, chỉ bay không đến trăm trượng thì hắn đã ngừng lại. Nhưng trong phút chốc, một rễ cây lại lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tốc độ nhanh đến cực hạn, ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng. Ầm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Dương Diệp trực tiếp bị rễ cây này đánh cho bay ra ngoài gần 2.000 trượng, mà khi hắn dừng lại, hai chân còn trượt trên mặt đất mấy trăm trượng mới dừng lại được. Ở trước mặt hắn là một khe rãnh thật dài, đó là do hai chân trà sát ra. Thụ nhân phía xa lại muốn ra tay, lúc này, Dương Diệp đột nhiên giơ hai tay lên. Lão huynh, ta đầu hàng. Ba nàng. Phía xa, thụ nhân dừng lại một lát, rõ ràng cũng không ngờ được Dương Diệp lại đột nhiên làm như vậy. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Lão huynh, chúng ta tới đây không có ác ý với ngươi, chúng ta chỉ muốn tới tìm người thôi. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng trong lòng Dương Diệp đã bắt đầu âm thầm đề phòng, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Ba nàng huyết nữ cũng vậy. Ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một lát sau, thụ nhân đột nhiên mở miệng. Ở đây, không có nhân loại. Có thể nói. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, người này có thể giao tiếp. Nếu như không thể giao tiếp, vậy sẽ khó giải quyết. Suy nghĩ một lát, Dương Diệp nói. Chúng ta tới tìm người này, rất nhiều năm trước nàng đã từng tới đây, đúng rồi, là một nữ nhân, người biết không? Phía xa, thụ nhân đột nhiên im lặng, qua một hồi lâu, thụ nhân đột nhiên bắt đầu điên cuồng chấn động. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nheo mắt, người này nổi điên làm gì? Nữ nhân đáng chết. Lúc này, thụ nhân đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ, ngay sau đó, hai nhánh cây của nó chợt đánh xuống bốn người Dương Diệp. Trong phút chốc, rất nhiều rễ cây giống như mưa xối xả bắn nhanh về phía bốn người Dương Diệp. Xảy ra vấn đề chỗ nào vậy? Dương Diệp có chút sửng sốt, hắn thật sự không nghĩ ra, thụ nhân này làm sao có thể đột nhiên ra tay. Huyết nữ cùng nữ tử mù lại muốn ra tay, lúc này, Minh Mộng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai nàng, ngay sau đó, hai tay nàng thò ra phía trước và nhẹ nhàng rạch một cái, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một quả cầu năng lượng màu đen. Trong phút chốc, quả cầu năng lượng màu đen này đột nhiên nổ tung ra. Ầm 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 ầm. Rất nhiều lưỡi ánh sáng màu đen từ trong quả cầu kia nhanh chóng hiện ra, nối tiếp nhau bắn nhanh về phía những cái rễ cây kia. Tuy nhiên những lưỡi ánh sáng màu đen tuyệt đối không chém đứt được những cái rễ cây này, nhưng có thể ngăn cản chúng. Minh Mộng nhìn về phía hai nàng huyết nữ. Ta không giết được cây này, bây giờ là đi hay ở lại? Huyết nữ im lặng rất lâu.
Sau đó nàng nhìn về phía cây cổ thụ kia, nó nhất định biết chuyện của điện chủ, nếu không, nó không có khả năng làm như vậy. Nói xong, nàng nhìn về phía Minh Mộng. Mộng giáo quan, lẽ nào ngươi Khonoji muốn biết chuyện của điện chủ sao? Minh Mộng im lặng. Nàng tất nhiên muốn biết chuyện của Thiếu Tư U, bởi vì trước đây sau khi Thiếu Tư U đi vào đây thì chưa ác từng ra ngoài, nàng ở bên ngoài trấn giữ vô số năm. Ban đầu, nàng cho rằng đối phương ở trong này, nhưng bây giờ, đối phương tuyệt đối không ở đây. Nếu không có ở đây, vậy đối phương đã đi đâu? Lúc này, Minh Mộng nhìn về phía huyết nữ. Ra tay cùng lúc. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp bên cạnh. Cầm kiếm của ngươi chém nó. Dứt lời, toàn thân nàng trực tiếp biến mất. Trong phút chốc, tất cả phía chân trời đột nhiên xuất hiện hai vết chân màu đen kỳ lạ. U Minh quỷ bộ. Huyết nữ cũng không do dự, thân hình run lên, hóa thành một ánh sáng máu xông về phía thụ nhân. Ở bên cạnh nàng, nữ tử mù cũng mang theo một khí thế khủng khiếp lao về phía thụ nhân. Ở đó chỉ còn lại Dương Diệp. Dương Diệp im lặng sau vài hơi thở, chân phải của hắn nhẹ nhàng điểm một cái xuống mặt đất, cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn mạnh về phía thụ nhân. Khi hắn cách thụ nhân khoảng 3 trượng, thụ nhân đột nhiên nhìn về phía hắn, trong phút chốc, một rễ cây trực tiếp chui ra khỏi mặt đất ngay trước mặt Dương Diệp, trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, vội vàng giơ kiếm chém xuống. Suy, rễ cây này trực tiếp bị cắt thành làm hai, nhưng bản thân Dương Diệp nhưng cũng trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Trong chớp mắt khi hắn vừa bay ra ngoài, lại một rễ cây lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, lần này hắn không cầm kiếm bởi một tay, mà dùng cả hai tay để cầm kiếm gỗ, sau đó giơ kiếm chém về phía trước mặt. Ầm, một kiếm này hạ xuống, rễ cây trước mặt hắn trực tiếp ầm ầm vỡ nát. Nhưng Dương Diệp cũng bị lực lượng mạnh mẽ trong đó trực tiếp chấn động đến ngoài nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Dương Diệp liếc nhìn đám người huyết nữ. Nhìn thấy tình hình của bọn họ, tim hắn lập tức trầm xuống. Ba nàng huyết nữ chỉ có thể miễn cưỡng chống lại những cái rễ cây của thụ nhân, các nàng căn bản không có cách nào làm cho thụ nhân bị thương. Phòng ngự, ba nàng chỉ có thể phòng ngự một cách bị động. Ngược lại Minh Mộng thỉnh thoảng có thể phản công, nhưng thụ nhân có phòng ngự thật kinh người, bởi vậy, phản công của nàng cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Không thể tiếp tục như vậy được. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía thụ nhân. Trong phút chốc, toàn thân hắn trực tiếp biến mất. Đại Na Di thuật thêm nhất niệm thuần sát. Thoáng cái, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt thụ nhân, cùng lúc đó, kiếm gỗ trong tay Dương Diệp cắm vào giữa chân mày của thụ nhân. Nhìn thụ nhân trước mặt, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết được. Nhưng ngay vào lúc này, giọng nói Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Tiểu tử cẩn thận. Nó vừa dứt lời, thụ nhân đột nhiên cử động. Quyền phải của thụ nhân trực tiếp đánh vào vị trí bụng của Dương Diệp. Ầm, Dương Diệp chịu một quyền này, cả người trực tiếp cong lại và bay ngược đến hơn 2.000 trượng. Sau khi dừng lại, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía thụ nhân, trong mắt đầy vẻ không hiểu. Một kiếm vừa rồi của hắn đã xuyên qua đầu đối phương. Nhưng thụ nhân lại còn có năng lực ra tay. Đó không phải là chỗ chí mạng của nó. Lúc này, Minh Mộng đột nhiên nói. Dương Diệp liếc nhìn giữa chân mày của thụ nhân, quả nhiên, nơi đó trống rỗng, cũng không nhìn thấy gì cả. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp lập tức khó coi, một kiếm này đã lãng phí một cách vô ích rồi. Lúc này, thụ nhân đột nhiên nhìn về phía hắn, trong phút chốc, một khí tức cường đại trực tiếp phong tỏa hắn. Cảm nhận được cảnh tượng như vậy, gương mặt Dương Diệp lập tức khẽ giật. Thụ nhân muốn nhằm vào hắn. Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó cầm theo kiếm gỗ trong tay đi về phía thụ nhân. Thế, tạo thế. Phía xa, thụ nhân này vốn đang chuẩn bị ra tay đột nhiên cứng đờ, rất nhanh, nó bắt đầu lui về phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp ngây người, sau đó trong lòng vui mừng, thụ nhân sợ mình à. Không suy nghĩ nhiều, hắn cầm theo kiếm gỗ tiếp tục đi về phía thụ nhân, lần này, hắn còn phóng ra kiếm ý cùng sát ý. Phía xa. Thụ nhân càng lùi nhanh hơn, trong mắt còn có vẻ sợ hãi hoàn toàn không che giấu. Giờ phút này, lưng của Dương Diệp càng ưỡn thẳng, cùng lúc đó, hắn đi cũng càng nhanh hơn. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ cùng nữ tử mù, trong mắt đầy vẻ đắc ý. Nhưng hắn lại phát hiện, huyết nữ cùng Minh Mộng tuyệt đối không nhìn hắn, mà đang nhìn phía sau hắn. Ở trong mắt Minh Mộng cũng đầy vẻ kiêng kỵ.
Dương Diệp ngừng lại, hắn đột nhiên phát hiện hình như có điểm không đúng. Cạch cạch. Lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Dương Diệp. Tiếng bước chân. Không thể không nói, giờ phút này Dương Diệp có chút rợn cả tóc gáy. Có người lặng lẽ xuất hiện ở phía sau của hắn. Nhưng cho dù là tới bây giờ, hắn cũng không cảm nhận được đối phương. Cùng lúc đó, giờ phút này hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ, thụ nhân không phải đang sợ hắn, mà là sợ hãi người ở phía sau hắn. Phía sau là ai? Dương Diệp xoay người. Chẳng biết sau lưng hắn xuất hiện một nữ tử mặc váy dài màu tím vàng bó sát người từ lúc nào. Chiếc váy rất dài đã quét trên mặt đất, trên chiếc váy có một đóa hoa. Dương Diệp vừa vặn nhận ra đóa hoa này, hoa bỉ ngạn. Trước đây khi Tiểu Thiên tìm được, cầm từng lấy ra hoa bỉ ngạn này. Ở bên thắt lưng của nữ tử là một dải lụa màu tím quấn vòng quanh eo nhỏ của Nè Nhô Di, điều này khiến cho dáng người của nàng thoạt nhìn cực kỳ uyển chuyển tinh tế. Dương Diệp nhìn về phía mặt của nàng đeo mặt nạ, một mặt nạ kỳ lạ. Bởi vì cái mặt nạ này, Dương Diệp tuyệt đối không thấy rõ gương mặt của đối phương. Lúc này, nữ tử này cũng dừng lại. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói. Ngươi là... Nữ tử không nói gì, chỉ nhìn về phía thụ nhân, trong phút chốc, tay phải của nàng thò ra phía trước, ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Dương Diệp, đỉnh đầu thụ nhân đột nhiên xuất hiện một vòng sáng màu vàng. Thoáng cái, vòng sáng màu vàng này trực tiếp đeo vào trên thân thụ nhân. Trong nháy mắt, thụ nhân trực tiếp bị khóa lại. Không có sức đánh trả. Giờ phút này, vẻ mặt tất cả mọi người ở đó đều thay đổi. Dương Diệp vội vàng liên hệ Hậu Khanh cùng Kỳ trong tháp, nhưng giờ phút này hắn kinh hãi phát hiện, hai người này lại không có phản ứng. Không chỉ cùng Kỳ cùng Hậu Khanh, lúc này Hồng Mông tháp cũng hoàn toàn yên lặng. Trong lòng Dương Diệp lập tức lo lắng. Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, trong phút chốc, nàng nhẹ nhàng vung tay phải lên, không gian nơi đó đột nhiên biến đổi, ngay sau đó, một nữ tử che mặt cùng một nữ tử ngồi xe đẩy xuất hiện ở trong tầm mắt của bốn người Dương Diệp. Điện chủ, huyết nữ nhìn nữ tử che mặt kia, trong mắt có phần kinh ngạc. Trong mắt Dương Diệp cũng có phần kinh ngạc, hắn kinh ngạc là bởi vì hắn không ngờ được vũ điện sứ của U Minh Điện cũng tới. Vũ điện sứ nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía nữ tử đeo mặt nạ này. Lúc này, tất cả mọi người ở đó đều nhìn về nữ tử đeo mặt nạ này. Nhưng nữ tử đeo mặt nạ này lại nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này muốn làm gì? Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, muốn rời khỏi đó, nhưng nữ tử đeo mặt nạ này đã đặt một tay lên trên bả vai của hắn. Trong nháy mắt, Dương Diệp lập tức không có cách nào nhúc nhích. Mà lúc này, huyết nữ cùng nữ tử mù lại muốn ra tay, nữ tử đeo mặt nạ đã vung tay phải lên, trong phút chốc, một kết giới vô hình trực tiếp vây khốn huyết nữ cùng nữ tử mù. Không quan tâm hai nàng làm thế nào, kết giới kia đều không hề dao động. Cách đó không xa, vũ điện sứ đột nhiên bấm tay búng ra, từ đầu ngón tay của nàng nhanh chóng hiện ra một cái thước dài. Thoáng cái thước dài trực tiếp mang theo một ánh sáng chói mắt đi tới trước mặt nữ tử đeo mặt nạ này. Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên đưa tay trái ra. Tay trái của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, thước ánh sáng này lập tức tiêu tan thành mây khói. Ngay sau đó, vũ xích của vũ điện sứ trực tiếp bị hai ngón tay nàng kẹp lấy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt vũ điện sứ lập tức nghiêm trọng. Đúng lúc này, nữ tử đeo mặt nạ bấm tay điểm ra. Thanh vũ xích này trực tiếp hóa thành một đường tinh quang biến mất ở đầu ngón tay của nàng. Lúc xuất hiện lần nữa, vũ xích đã để ở vị trí giữa chân mày của vũ điện sứ. Lúc này, vũ điện sứ cùng xe đẩy dưới thân nàng đột nhiên lùi về phía sau trăm trượng, nhưng ngoài trăm trượng, thanh vũ xích này vẫn để ở giữa chân mày của nàng. Vũ điện sứ lại lùi thêm trăm trượng, nhưng thanh vũ xích này vẫn để ở giữa chân mày của nàng. Một lát sau, vũ điện sứ không ra tay nữa. Nàng nhìn chằm chằm nữ tử đeo mặt nạ này. Ngươi là ai? Nữ tử đeo mặt nạ không trả lời, đột nhiên giơ hai tay lên, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. Trong phút chốc, không gian xung quanh nữ tử đeo mặt nạ cùng Dương Diệp lập tức dao động kịch liệt giống như nước sôi sùng sục vậy. Từng năng lượng rất lạnh lẽo cũng xuất hiện ở xung quanh. Lạnh tới tận xương. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Đúng lúc này, nữ tử đeo mặt nạ này đột nhiên nhẹ nhàng giẫm chân phải một cái. Trong phút chốc,
không gian này vốn dao động kịch liệt đột nhiên trở nên yên tĩnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt của nữ tử che mặt phía xa kia lập tức hơi nheo lại, trong phút chốc, tay phải của nàng lật một cái, một lệnh bài màu đen xuất hiện ở trong tay của nàng, huyền khí trong cơ thể nàng điên cuồng dâng trào. U Minh lệnh. Cái lệnh bài này chính là tượng trưng cho thân phận điện chủ U Minh Điện, U Minh lệnh. Theo huyền khí không ngừng tràn vào, cái lệnh bài này trong tay nàng đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, thoáng cái, tay phải của nàng ném về phía trước, cái lệnh bài này trực tiếp xuất hiện ở trong không trung, trong phút chốc, từng mũi tên năng lượng ánh sáng từ trong đó không ngừng nhanh chóng hiện ra. Những mũi tên ánh sáng nối đuôi nhau, bắn nhanh về phía nữ tử đeo mặt nạ này. Năng lượng ẩn chứa trong mũi tên ánh sáng cực kỳ khủng khiếp, theo Dương Diệp suy đoán, cho dù là cường giả chân cảnh lục đoạn sợ rằng cũng khó có thể tiếp được một mũi tên trong đó, càng khỏi phải nói tới nhiều như vậy. Bên cạnh Dương Diệp, nữ tử đeo mặt nạ này ngẩng đầu nhìn về phía những mũi tên ánh sáng và hơi trầm ngâm, tay nàng đột nhiên giơ lên trên, không gian trên đỉnh đầu của nàng trực tiếp mở ảo, cùng lúc đó, tốc độ của những mũi tên ánh sáng trong nháy mắt đã chậm lại. Trước đó, những mũi tên ánh sáng nhanh đến mức tận cùng, mà bây giờ, chúng lại chậm đến mức tận cùng. Lúc này, ngón tay của nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên kẹp lấy một mũi tên ánh sáng trong đó, trong phút chốc, nàng nhẹ nhàng chấn động. Ầm! Chuỗi những mũi tên ánh sáng trực tiếp ầm ầm vỡ nát, tiếp theo, nàng vẫy tay phải một cái, U Minh lệnh trực tiếp rơi vào trong tay của nàng, trong phút chốc, U Minh lệnh bắn ra nhanh như điện chớp, thoáng cái, ở dưới tình huống nữ tử che mặt kia còn chưa lấy lại tinh thần, U Minh lệnh để ở giữa chân mày của nàng. Cơ thể của nữ tử che mặt lập tức cứng đờ, không dám nhúc. Nhích! Các nàng, không thể không nói, lúc này, trong lòng tất cả mọi người ở đó đều vô cùng. Bên cạnh Dương Diệp, nữ tử đeo mặt nạ này ngẩng đầu nhìn về phía những mũi tên ánh sáng và hơi trầm ngâm, tay nàng đột nhiên giơ lên trên, không gian trên đỉnh đầu của nàng trực tiếp mở ảo, cùng lúc đó, tốc độ của những mũi tên ánh sáng trong nháy mắt đã chậm lại. Trước đó, những mũi tên ánh sáng nhanh đến mức tận cùng, mà bây giờ, chúng lại chậm đến mức tận cùng. Lúc này, ngón tay của nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên kẹp lấy một mũi tên ánh sáng trong đó, trong phút chốc, nàng nhẹ nhàng chấn động. Ầm! Chuỗi những mũi tên ánh sáng trực tiếp ầm ầm vỡ nát, tiếp theo, nàng vẫy tay phải một cái, U Minh lệnh trực tiếp rơi vào trong tay của nàng, trong phút chốc, U Minh lệnh bắn ra nhanh như điện chớp, thoáng cái, ở dưới tình huống nữ tử che mặt kia còn chưa lấy lại tinh thần, U Minh lệnh để ở giữa chân mày của nàng. Cơ thể của nữ tử che mặt lập tức cứng đờ, không dám nhúc. Nhích! Các nàng, chấn động! Đặc biệt là Dương Diệp. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Bởi vì nữ tử đeo mặt nạ ấn tay phải ở trên bả vai của hắn, bàn tay kia giống như nặng tựa ngàn cân, hắn căn bản không có cách nào nhúc nhích, vào giờ phút này ngay cả huyền khí cũng hoàn toàn yên lặng. Cùng kỳ cùng hậu khanh không trả lời, hồng mông tháp cũng hoàn toàn yên lặng. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nữ nhân trước mắt này vô cùng nguy hiểm, bọn họ không dám để lộ mình. Có lẽ bản thể của bọn họ không khiếp sợ nữ nhân này, nhưng giờ phút này bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ của nàng. Những điều này không phải là điểm chính là một tay nữ nhân này đè lên vai hắn, tay kia đối phó với kẻ địch. Nói một cách đơn giản, nữ nhân đeo mặt nạ vừa sử dụng một tay đánh bại tất cả mọi người ở đó ngoại trừ Minh Mộng ra. Hắn biết rất rõ về thực lực của Vũ Điện Sứ, cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường căn bản không phải là đối thủ của nàng. Phải biết rằng trước đây nàng đã có thể giao đấu cùng nữ tử váy màu đỏ cổ tu giả. Nhưng lúc này, đối phương ở trước mặt nữ nhân đeo mặt nạ tử, lại có thể không còn chút sức lực nào để đánh trả. Nữ nhân đeo mặt nạ lại là vị đại thần nào? Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ nhìn về phía Minh Mộng kẻ duy nhất chưa bị đánh bại ở đó. Minh Mộng lạnh lùng nhìn nữ tử đeo mặt nạ, trong phút chốc, nàng trực tiếp biến mất, thoáng cái, trước mặt nữ tử đeo mặt nạ xuất hiện hai vết chân màu đen. U Minh quỷ bộ. Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên bấm tay điểm một cái về phía trước. Không gian trước mặt nàng trực tiếp dâng lên từng đợt chấn động, giống như gợn sóng nước vậy. Gợn sóng này lại chấn động lao về phía trước mặt nàng. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ lớn đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, ở trong ánh mắt mọi người, trong không gian trước mặt nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện từng tàn ảnh, những tàn ảnh này chính là Minh Mộng. Mà giờ phút này, những tàn ảnh của Minh Mộng đang biến mất với tốc độ rất nhanh.
Rất nhanh, một tàn ảnh cuối cùng biến mất. Ầm. Lúc này, một bóng người từ trong không gian kia bay ngược ra ngoài, bóng đen này chính là Minh Mộng. Bị phá. Sắc mặt đám người huyết nữ trầm xuống. Các nàng không ngờ được, U Minh quỷ bộ của Minh Mộng lại bị mạnh mẽ phá vỡ như thế. Các nàng đều nhìn về nữ tử đeo mặt nạ, nữ nhân này cuối cùng là ai? Đúng lúc này, Minh Mộng đột nhiên bay lên trời, tiếp theo, toàn thân nàng đột nhiên xuất hiện từng vòng sáng màu đen, chúng càng lúc càng nhiều, trong thời gian không đến một lần hít thở đã có trên trăm cái. Trong phút chốc, hai tay nàng cách không điểm một cái về phía nữ tử đeo mặt nạ. Vèo vèo. Rất nhiều vòng sáng lập tức hóa thành từng vạch đen bắn nhanh về phía nữ tử đeo mặt nạ này, những vòng sáng đi qua nơi nào, không gian đều trực tiếp bị cắt thành từng vòng sáng, vô cùng kinh người. Lúc này, tay trái của nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên điểm một cái về phía trước, không gian trước mặt nàng trực tiếp vặn vẹo, còn có những vòng sáng kia cũng vậy. Cùng lúc đó, những vòng sáng đi tới cách trước mặt nàng ba trượng thì không có khả năng cắt không gian ở đó nữa. Ngược lại, những vòng sáng còn bị không gian nơi đó ép cho bắt đầu vặn vẹo. Lúc này, tay trái của nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên nhẹ nhàng đảo qua, không gian trước mặt nàng trực tiếp khôi phục lại bình thường. Nhưng những vòng sáng màu đen lại đang chậm rãi tiêu tan một cách quỷ dị, trong thời gian không đến hai hơi thở, tất cả vòng ánh sáng lặng lẽ biến mất. Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên điểm về phía Minh Mộng một cái và nói. Khóa! Nàng vừa dứt lời, vòng sáng màu vàng trực tiếp xuất hiện ở trên thân Minh Mộng, khi vòng sáng màu vàng này xuất hiện, toàn thân Minh Mộng trực tiếp cứng đờ giống như thụ nhân vậy kia, không có cách nào nhúc nhích. Sau khi khóa lại Minh Mộng, nữ tử đeo mặt nạ quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, lúc này, Dương Diệp nói. Vị đại tỷ này, ta cảm thấy bạo lực cũng không thể giải quyết được vấn đề, thương lượng cùng giao tiếp mới là đường tắt duy nhất để giải quyết vấn đề. Tỷ thấy thế nào? Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên nói. Ta hình như đã từng gặp ngươi. Dương Diệp. Từng gặp mình. Giờ phút này, Dương Diệp sửng sốt. Các nàng ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp. Đúng lúc này, nữ tử đeo mặt nạ này đột nhiên lắc đầu. Không đúng, ngươi không phải. Dương Diệp. Nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên vươn ngón tay ngọc điểm vào giữa chân mày của Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp đột nhiên trợn tròn, bởi vì hắn phát hiện có thứ gì đó đang đảo qua toàn thân hắn. Cùng lúc đó, hắn phát hiện Hồng Mông Tháp hoàn toàn yên lặng. Giờ phút này, cho dù là hắn cũng không cảm giác được Hồng Mông Tháp. Qua hai hơi thở sau, nữ tử đột nhiên thu tay về. Nàng nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Cả đời này của ngươi ít nhất đã từng bị ba người cứng rắn thay đổi số mạng. Mà bây giờ, số mạng của ngươi đã mất trật tự. Thay đổi số mạng. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, sau đó nói. Cái gì gọi là số mạng? Nữ tử đeo mặt nạ nhẹ nhàng phất tay ngọc qua. Quỹ tích, mỗi người khi sinh ra đều có quỹ tích cuộc đời của mình. Quỹ tích này chính là số mạng của người đó. Dương Diệp nói. Theo ý của tiền bối là một người sinh ra, hắn lại có dạng hình thành nhất định nào đó, đúng không? Cũng không phải. Nữ tử đeo mặt nạ khẽ lắc đầu. Tu luyện, con người thông qua tu luyện thì có thể không ngừng làm cho mình mạnh tăng, sau khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, hắn có thể nhìn thấy vận mạng của mình, sau đó thay đổi số mạng vốn có của mình. Nhưng thay đổi này chỉ là thay đổi quỹ tích vận mạng ban đầu của hắn. Hắn thay đổi quỹ tích ban đầu và bước vào quỹ tích mới, ngươi hiểu ý của ta không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Ý của ngươi là thật ra căn bản không có thay đổi số mạng, chỉ là từ một vòng tròn này nhảy tới một vòng tròn khác. Đúng là ý này. Nữ tử đeo mặt nạ nói. Đây là số mạng bình thường của con người. Còn có hai loại số mạng, một loại trong đó là số mạng mang tính cưỡng chế. Số mạng mang tính cưỡng chế. Dương Diệp nhíu mày. Điều này có ý gì? Nữ tử đeo mặt nạ quay đầu lại liếc nhìn đám người huyết nữ. Ngay từ lúc đầu, số mạng của các nàng cũng bị cưỡng chế. Đám người huyết nữ nhíu mày, không hiểu lời nữ tử đeo mặt nạ nói. Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ nhìn về phía Dương Diệp. Cái gọi là số mạng mang tính cưỡng chế, chính là có người trước đó đã an bài cho ngươi một quỹ tích, sau đó, ngươi chỉ có thể chạy ở trong quỹ tích này. Lấy một thí dụ. Giống như con rối gỗ, người khác cầm thế nào, nó cũng chỉ có thể chuyển động theo như thế, đây là số mạng mang tính cưỡng chế. Nói đến đây, nàng liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Người cũng đã từng là một con rối,
Dương Diệp nhíu mày. Ngươi lại ý nói, đã từng có người an bài cho ta được đường, sau đó ta cũng chỉ có thể dựa theo đường của đối phương tới đi. Nữ tử đeo mặt nạ khẽ gật đầu. Nhưng có người đã trả giá đắt để mạnh mẽ xoay chuyển quỹ tích số mạng của ngươi, làm cho số mạng của ngươi một lần nữa trở lại bình thường. Nói chính xác, ngươi đã từng là một con rối, nhưng có một khoảng thời gian ngươi là một người hoàn chỉnh, nắm giữ số mạng cuộc đời của mình. Ta có một khoảng thời gian. Dương Diệp nhìn thẳng vào nữ tử đeo mặt nạ. Ý của ngươi là ta bây giờ không phải sao? Nữ tử đeo mặt nạ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Bây giờ, số mạng của ngươi dính nhân quả lớn, ta đã nhìn không thấu được quỹ tích của ngươi. Đây cũng chính là loại số mạng thứ ba, số mạng mơ hồ. Dương Diệp im lặng. Ngươi không tin à? Nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu. Tin, bởi vì ngươi không có lý do gì để gạt ta. Tuy nhiên ta có một vấn đề. Nếu như bây giờ ta tự sát, vậy số mạng của ta lại là gì? Lần này, nữ tử đeo mặt nạ im lặng. Dương Diệp khẽ cười. Ta không quan tâm tới số mạng gì đó, cũng không biết số mạng gì đi. Ta chỉ biết, không quan tâm quỹ tích số mạng gì đều do chúng ta đi, bản thân chúng ta có năng lực thay đổi tất cả những điều này, không phải sao? Nữ tử đeo mặt nạ nói. Trong lòng ngươi cảm thấy ngươi nhất định thắng trời, đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Cũng có lẽ bây giờ ta không thắng nổi trời, nhưng ta sẽ cố gắng đến ngày ta có năng lực thắng được nó. Cho nên, chúng ta căn bản không cần quan tâm tới số mạng hay không số mạng, điều chúng ta phải làm là không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng vượt qua chính mình. Nữ tử đeo mặt nạ im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Ngươi nói đúng, phàm là cường giả đều sẽ không khuất phục số mạng, tuy nhiên, con đường này bình thường đều rất khó đi. Rất khó đi cũng phải đi. Dương Diệp nói. Nữ tử đeo mặt nạ nói. Vậy chúc ngươi nhiều may mắn. Lúc này, Dương Diệp dường như nghĩ tới điều gì, lại nói. Trước đó ngươi nói có ba người đã thay đổi qua quỹ tích số mạng, là ba người nào vậy? Nữ tử đeo mặt nạ khẽ lắc đầu. Không biết, tuy nhiên ba người này rất mạnh, mạnh mẽ khác thường. Đặc biệt là người cuối cùng này. Nói đến đây, nàng lắc đầu và không có nói hết. Dương Diệp khẽ gật đầu, không hỏi gì nữa. Bởi vì hắn biết, cho dù hỏi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nữ nhân này đã nói rất mạnh, không cần phải nói, vậy hắn bây giờ tuyệt đối không thể đối đầu. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử đeo mặt nạ, sau đó lại nói. Ngươi là ai? Nữ tử đeo mặt nạ không trả lời, nàng quay đầu lại nhìn về phía thụ nhân. Biết đây là gì không? Đây là hồn của đại địa của Trung Thiên Vũ Trụ. Hồn của đại địa. Dương Diệp ngây người, sau đó quay đầu lại nhìn về phía thụ nhân kia. Hồn của đại địa, nữ tử đeo mặt nạ khẽ gật đầu. Sở dĩ các ngươi không có cách nào tổn thương nó, bởi vì nó là hồn của đại địa, có lực lượng mặt đất gia tăng bảo vệ, cho nên các ngươi khó có thể tổn thương được nó. Kiếm của ta có thể phá phòng ngự của nó. Dương Diệp đột nhiên nói. Nữ tử đeo mặt nạ liếc nhìn kiếm gỗ trong tay Dương Diệp, sau đó nói. Kiếm này không tầm thường, có thể phá phòng ngự của nó cũng không có gì kỳ quái. Nói xong, nữ tử đeo mặt nạ quay đầu nhìn về phía đám người huyết nữ. Các ngươi rất muốn biết ta là ai, đúng không? Nói xong, nàng đưa tay chậm rãi kéo mặt nạ của mình xuống. Trong giây lát khi nhìn thấy gương mặt của nàng, các nàng ở đó trực tiếp trợn tròn hai mắt, rất nhanh. Các nàng đồng thời cúi người hành lễ với nữ tử này. Ra mắt điện chủ. Giờ phút này, Dương Diệp sửng sốt. Thiếu tư U. Nữ tử trước mắt này lại có thể chính là điện chủ U Minh Điện đời trước, thiếu tư U. Dương Diệp kinh ngạc đồng thời, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi vì điều này đại biểu cho nữ nhân này không có ác ý với các nàng. Nói một cách đơn giản, bây giờ bọn họ đã an toàn. Đồng thời cũng có khả năng có thêm một chỗ dựa vững chắc siêu cấp. Bởi nàng quay lưng về phía Dương Diệp, bởi vậy Dương Diệp không nhìn thấy gương mặt của đối phương, khi hắn muốn nhìn gương mặt của đối phương đã đeo mặt nạ lên. Đây không phải là bản thể của ta. Lúc này, thiếu tư U đột nhiên nói. Không phải là bản thể. Các nàng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía thiếu tư U, trong mắt có vẻ khó tin, bởi vì theo các nàng thấy, thiếu tư U trước mắt này căn bản không phải là linh hồn thể gì đó, hoặc là do lực tinh thần tập trung thành ảo giác. Lúc này, thiếu tư U lại nói.
không phải là bản thể. Các nàng đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía thiếu tư U, trong mắt có vẻ khó tin, bởi vì theo các nàng thấy, thiếu tư U trước mắt này căn bản không phải là linh hồn thể gì đó, hoặc là do lực tinh thần tập trung thành ảo giác. Lúc này, thiếu tư U lại nói, các ngươi nhìn thấy ta chỉ là hình chiếu của ta đã từng ở chỗ này. Chờ các ngươi đạt được minh cảnh thì sẽ hiểu rõ ý của ta. Nói xong, nàng nhìn lướt qua đám người huyết nữ. Sở dĩ ta để lại hình chiếu, vì ta biết cuối cùng sẽ có một ngày các ngươi tìm đến ta. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nói. Vẫn mong điện chủ ỉa thích nghi ngờ bọn ta. Nghe được điều này, Dương Diệp có chút không rõ, phải nói là có chút sửng sốt. Rõ ràng, đám người huyết nữ tìm đến thiếu tư U chỉ đơn thuần là muốn biết tung tích của nàng. Thiếu tư U khẽ gật đầu. Thật ra, năm đó ta nên nói cho các ngươi biết, nhưng năm đó ta đi quá vội. Cho nên mới khiến các ngươi hoang mang nhiều năm như vậy. Bây giờ cũng là lúc nên cho các ngươi biết chân tướng. Chân tướng gì vậy? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hỏi một câu. Phía xa, huyết nữ nói. Ở trong đầu chúng ta có một đoạn ký ức trống rỗng. Đoạn ký ức này không có gì cả. Nếu như chúng ta không thể nhớ lại phần ký ức này, chúng ta cũng chỉ có thể dừng lại ở chân cảnh lục đoạn. Thử hỏi một người, bản thân mình cũng không thể hiểu, sáng. Là như thế nào thì làm sao, sáng, tạo ra vạn vật. Ký ức trống rỗng sao? Dương Diệp nhíu mày. Nguyên nhân gì vậy? Huyết nữ nhìn về phía điện chủ U Minh Điện Thiếu Tư U. Điện chủ hẳn phải biết. Thiếu Tư U im lặng một lát sau đó nói. Năm đó, vì ta muốn nhận được lực lượng cường đại hơn, ta quyết định ngưng tụ trí nhớ của mình thành hạt giống ký ức, sau đó trồng những hạt giống ký ức này vào trong đầu thai nhi của phụ nữ có thai. Chờ những thai nhi này trưởng thành lên, các nàng sẽ có cuộc sống khác với người bình thường, cũng sẽ có các loại cảm ngộ khác nhau, cùng với thực lực không tầm thường, khi đó, ta sẽ kích phát những hạt giống ký ức và cắn nuốt các nàng, thu được cảm ngộ, cùng với thực lực trong cuộc sống của các nàng. Sấm sét giữa trời quang. Giờ phút này, đám người huyết nữ trực tiếp sững người. Hạt giống ký ức, trong đầu các nàng tự nhiên có hạt giống ký ức của thiếu tư U. Đây không phải là điểm chính. Điểm chính là điện chủ U Minh Điện mà trong lòng các nàng tôn kính nhất, không ngờ vì lợi dụng các nàng mới thu dưỡng các nàng. Suy sụp, lời thiếu tư U nói đã trực tiếp lật đổ tất cả suy nghĩ của các nàng. Không chỉ đám người huyết nữ, lúc này Dương Diệp cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ được chuyện lại là như vậy. Lúc này, thiếu tư U lại nói. Nhìn các ngươi mỗi ngày càng lớn lên, mỗi ngày càng trở nên mạnh mẽ, ta cao hứng hơn các ngươi. Nhưng cuối cùng ta thay đổi chủ ý ban đầu của mình. Vì sao? Huyết nữ hỏi. Thiếu tư U nhìn về phía huyết nữ. Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình được. Các ngươi theo ta, mỗi ngày nhìn các ngươi lớn lên, cuối cùng khi ta muốn cắn nuốt các ngươi, ta lại phát hiện đó không phải là điều trong lòng ta muốn. Cho nên, ta bỏ qua. Nhưng lúc đó ta không ngờ được một điểm. Đó chính là chuyện hạt giống ta để lại trong đầu của các ngươi sẽ ảnh hưởng đến phát triển của các ngươi. Nói đến đây, nàng dừng lại một lát mới nói tiếp. Khi đó, bởi vì một vài chuyện nên ta đã không có cách nào trở lại hệ thiên tuyền, cho nên chỉ có thể lưu lại hình chiếu này. Bây giờ ta sẽ giúp các ngươi lấy hạt giống ký ức trong đầu các ngươi ra, các ngươi sẽ thật sự là chính mình hoàn chỉnh, muốn xông phá minh cảnh cũng không có bất kỳ cản trở nào. Ở đó im lặng. Lúc này tâm tình đám người huyết nữ phức tạp, rất phức tạp. Đầu tiên là hy vọng, sau đó là thất vọng, bây giờ. Cảm giác này, khó có thể diễn tả bằng lời. Đúng lúc này, thiếu tư U đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử, trong đầu ngươi cũng có hạt giống ký ức. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức sửng sốt. Sao có thể như vậy được? Hạt giống ký ức. Trong đầu mình cũng có hạt giống ký ức sao? Dương Diệp hoàn toàn không tin. Bởi vì hắn tuyệt đối không có ký ức thiếu sót nào, hắn có trí nhớ đầy đủ về mình từ nhỏ cho đến bây giờ. Lúc này, thiếu tư U nói. Trong đầu ngươi vốn có, nhưng hạt giống ký ức này đã bị phá hủy. Bị phá hủy? Dương Diệp nhíu mày. Ngươi nói vậy là có ý gì? Thiếu tư U nói. Trước đó ta đã nói với ngươi, ngươi có ba người sửa quỹ tích số mạng cho ngươi. Người đầu tiên chính là người đặt hạt giống ký ức ở trong đầu ngươi. Người kia muốn sử dụng ngươi để đạt tới mục đích gì đó. Người thứ hai chính là người giúp ngươi hủy hạt giống ký ức này.
người này làm cho số mạng của ngươi một lần nữa trở lại quỹ tích của mình. Về phần người thứ ba, ta nhìn không thấu. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Hắn không cảm thấy Thiếu Tư U đang gạt hắn, bởi vì đối phương không có lý do gì để lừa gạt hắn. Nói cách khác, thật sự có ba người đã thay đổi quỹ tích số mạng cho hắn. Như vậy lại có vấn đề xuất hiện, ba người này rốt cuộc là ai? Lúc này, Thiếu Tư U đột nhiên nhìn về phía đám người huyết nữ. Ta truyền cho các ngươi một công pháp, các ngươi vận chuyển công pháp này liền có thể làm cho hạt giống ký ức ở sâu trong đầu tự động biến mất. Dứt lời, nàng bấm tay bắn ra, mấy đường ánh sáng trắng trực tiếp tiến vào giữa chân mày của các nàng. Tiếp theo, thân thể nàng dần dần mờ ảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đám người huyết nữ thầm cả kinh. Thiếu Tư U nói, hình chiếu của ta ở chỗ này đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng nên biến mất. Nói xong, nàng nhìn về phía thụ nhân. Năm đó ta tới đây là bởi vì ta bị thương, cần cây này trị liệu cho ta, cây này với ta cũng xem như là có ơn, các ngươi không được là nó khó xử. Dứt lời, cơ thể mờ ảo của nàng đột nhiên vẫy tay phải một cái, vòng sáng màu vàng quấn ở trên thân thụ nhân lập tức biến mất. Tiếp theo, nàng nhìn về phía Minh Mộng. Tiểu Mộng, bây giờ ngươi đã lấy lại tự do, ngươi có thể đi làm bất kỳ chuyện gì ngươi muốn làm. Nói xong, nàng liếc nhìn đám người huyết nữ. Các ngươi cũng vậy. Nói xong, thân thể nàng càng lúc càng mờ ảo. Đúng lúc này, Dương Diệp bên cạnh đột nhiên hỏi. Tiền bối, ngươi nói ngươi bị thương, là ai làm thương bị ngươi? Thiếu Tư U liếc nhìn Dương Diệp. Một người dùng kiếm giống như ngươi. Vừa dứt lời, thân thể nàng hoàn toàn tiêu tan ở không trung. Một người dùng kiếm. Dương Diệp nhíu mày, là ai vậy? Ở đó lại trở nên yên tĩnh. Mê man. Giờ phút này đám người huyết nữ mê man. Trước đó, các nàng muốn gặp Thiếu Tư U, mà bây giờ các nàng đã được như ý nguyện. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn khác với những gì các nàng suy nghĩ. Sau này, bọn họ nên đi đâu? Qua rất lâu, nữ tử che mặt đột nhiên nói. Ta không quan tâm các người nghĩ thế nào, nhưng ta sẽ không rời khỏi U Minh Điện, ta sẽ gây dựng lại U Minh Điện, làm cho U Minh Điện trở thành thế lực mạnh nhất trung thiên vũ trụ này. Dứt lời, thân hình nàng run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Lúc này, Vũ Điện Sứ đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh, ngươi muốn đi tới thế giới lớn sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn nhất định phải đi lên thế giới lớn này. Vũ Điện Sứ mỉm cười. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau. Dương Diệp cười nói. Hoàn toàn có thể. Vũ Điện Sứ nói. Chỉ còn vài ngày nữa là phong ấn Thiên Trụ Sơn sẽ thả lỏng, ta phải về xử lý một vài chuyện ở Kiếm Tiên Thành trước, cho nên, cáo từ. Nói xong, nàng xoay người rời đi, mà lúc này, nàng dường như nghĩ tới điều gì, chợt ngừng lại và nói. Dương huynh, trên người ngươi có thanh kiếm đến từ thượng giới, điều này quyết định ngươi sẽ gặp phiền phức không ngừng. Theo tin tức ta nhận được, có mấy thế lực cường đại ở Thiên Trụ Sơn này đều đã bắt đầu tìm ngươi, bảo trọng. Nói xong, thân hình nàng run lên, trực tiếp biến mất khỏi đó. Vũ Điện Sứ đi rồi, Dương Diệp nhìn về phía Minh Mộng. Ngươi thì sao, ngươi có muốn làm gì hay không? Minh Mộng liếc nhìn Dương Diệp. Không. Nghe vậy, Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói. Vậy, ngươi có muốn đi tới thế giới lớn xem thử không? Tại sao phải đi thế giới lớn? Minh Mộng hỏi. Dương Diệp nói. Bởi vì thế giới lớn có võ đạo văn minh cao hơn, cường giả nhiều hơn, đúng, cũng chơi vui hơn. Chơi vui hơn. Minh Mộng nói. Dương Diệp vội vàng khẽ gật đầu. Chơi rất vui, thế giới lớn rộng hơn thế giới này của chúng ta rất nhiều, chắc chắn sẽ chơi vui hơn ở chỗ này. Ngươi có muốn đi lên đó cùng chúng ta không? Như vậy cũng có thêm bạn. Minh Mộng liếc nhìn Dương Diệp, cuối cùng nàng nhìn về phía huyết nữ, nói. Hắn nói là sự thật sao? Dương Diệp. Huyết nữ suy nghĩ một lát, sau đó nói. Chắc hẳn là chơi rất vui. Nàng tất nhiên biết ý định của Dương Diệp là gì, Dương Diệp không phải là muốn kéo Minh Mộng tới bên cạnh sao? Đây chính là một cường giả siêu cấp đấy. Nghe thấy huyết nữ nói vậy, Minh Mộng suy nghĩ một lát, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Làm sao để đi tới đó? Dương Diệp chỉ vào chân trời phía xa. Thấy không, ở đó có một Thiên Trụ Sơn, đi đến đó là tới.
Minh Mộng liếc nhìn về phương hướng Thiên Trụ Sơn, rất nhanh, vẻ mặt nàng rất nghiêm trọng. Không thể đi. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Minh Mộng nói. Bên kia có thứ nguy hiểm, rất nguy hiểm. Hơn nữa không chỉ có một đâu. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp cũng nghiêm trọng, thứ nguy hiểm. Thực lực của Minh Mộng có thể nói là người mạnh nhất trong mấy nàng U Minh Điện trước mặt, tuy cảnh giới của nàng không phải là Minh Cảnh, nhưng lại có thể chống lại cường giả Minh Cảnh. Có thể nói, ở thế giới này chắc hẳn có rất ít người có thể uy hiếp được nàng. Nhưng nàng lại nói bên kia có thứ rất nguy hiểm. Trước khi tới Thiên Trụ Sơn, Dương Diệp cảm thấy mình đã sắp vô địch. Nhưng sau khi đi tới nơi quỷ quái này, hắn phát hiện, người ở đây đều rất mạnh, rất khủng khiếp. Chút thực lực của hắn hoàn toàn không đủ nhìn. Lúc này, Minh Mộng lại nói. Không nên đi phía trên, sẽ chết đấy. Dương Diệp nói. Không có việc gì, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đi tới đó. Nếu như thật sự nguy hiểm, chúng ta chạy trốn là được. Ngươi thấy thế nào? Minh Mộng suy nghĩ một lát, sau đó nói. Nàng đã đi tới đó, đúng không? Dương Diệp tất nhiên biết Minh Mộng chỉ, nàng, là ai, lập tức gật đầu. Minh Mộng khẽ gật đầu. Ta đi làm một vài chuyện, đến lúc đó sẽ tới tìm ngươi. Nói xong, thân hình của nàng run lên và lập tức biến mất. Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp lập tức khẽ cười, thực lực của Minh Mộng này đặc biệt khủng khiếp, không thể nghi ngờ, có nàng gia nhập sẽ là chuyện rất tốt đối với bọn họ. Là tả. Đúng lúc này, thụ nhân phía xa đột nhiên bắt đầu chấn động. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp cùng ba nàng huyết nữ lập tức biến đổi. Nhưng chẳng bao lâu, vẻ mặt bọn họ dần dần nới lỏng. Bởi vì thụ nhân đang chậm rãi lún xuống mặt đất. Sắp đi rồi. Dương Diệp im lặng, bình tĩnh mà xem xét, hắn muốn đưa cái cây này tới trong Hồng Mông Tháp, tuy nhiên cái cây này có lòng đề phòng rất mạnh đối với bọn họ, phải nói là căm thù. Dưới tình huống này, nếu như hắn ra tay, vậy sẽ chỉ tự tìm phiền toái. Dù sao, bây giờ ba người bọn họ ở chung một chỗ, cũng biết thụ nhân này đạt được minh cảnh. Tiểu Bạch. Dương Diệp nghĩ đến Tiểu Bạch, giây phút khi nghĩ đến Tiểu Bạch, lông tóc trên người Dương Diệp đều dựng ngược. Bởi vì đến bây giờ, hắn vẫn không cảm giác được Hồng Mông Tháp, cùng Kỳ cùng Hậu Khanh cũng không xuất hiện. Vẫn có nguy hiểm. Xung quanh còn có cường giả cường đại. Dương Diệp vội vàng nhìn về phía huyết nữ. Nhị tỷ tam tỷ, cẩn thận. Hắn vừa dứt lời, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Tự nhiên lại có thể phát hiện ra bản đế, có chút thú vị. Vừa dứt lời, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở cách ba người không xa. Nam tử trung niên thoạt nhìn chỉ khoảng 40 tuổi, mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc dài xõa vai, gương mặt tuấn tú, trên người có một khí chất đặc biệt khó có thể nói rõ. Nhìn thấy người này, vẻ mặt ba người Dương Diệp ở đó lập tức trở nên nghiêm trọng. Thâm sâu khó lường. Nam tử trung niên này cho cảm giác của bọn họ thâm sâu khó lường. Ánh mắt nam tử trung niên rơi vào trên người của Dương Diệp. Quả nhiên là thiếu niên kỳ tài. Khó trách những thuộc hạ kia của ta sẽ chết ở trong tay ngươi. Thuộc hạ. Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi là người của tổ chức Dạ Sát. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Ta chính là thủ lĩnh Dạ Sát, bọn họ cũng gọi ta là Dạ Đế. Dương Diệp nhìn thanh kiếm gỗ trong tay, sau đó nói. Thế nào, ngươi cũng muốn thanh kiếm này sao? Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Hôm nay ta đến đây, chủ yếu là để giết người. Thứ hai mới là kiếm. Dạ Sát ở trong rất nhiều thế lực của Thiên Trụ Sơn, cũng không tính là trước năm, nhưng cho dù là những thế lực trước năm kia cũng sẽ phải cho bản đế mấy phần mặt mũi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng mà lần này, bởi vì ngươi nên Dạ Sát ta trở thành trò cười của Thiên Trụ Sơn. Sỉ nhục thì cần phải dùng máu tươi có khả năng rửa sạch. Ngươi và cả những nữ nhân này đều phải chết. Dứt lời, hắn bấm tay điểm về phía ba người Dương Diệp. Không gian xung quanh ba người Dương Diệp chấn động mạnh, thoáng cái. Không gian xung quanh ba người trực tiếp ầm ầm đổ nát ra, lực lượng không gian đổ nát trực tiếp làm ba người Dương Diệp bị chấn động tới mức liên tiếp lùi lại phía sau, mà lúc này, một lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ lấy ba người Dương Diệp. Ngay sau đó, hai mắt Dương Diệp trợn tròn, bởi vì hắn cảm giác vào giờ phút này thân thể của mình tự nhiên muốn nổ tung ra. Lúc này, hai luồng ý cảnh đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên cao,
Dương Diệp lập tức cảm giác cơ thể thả lỏng, mà lúc này, Dạ Đế phía xa đột nhiên bấm tay bắn ra. Lấy địa danh, khóa. Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân của Dương Diệp đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, một năng lượng màu vàng nhạt thần bí đột nhiên từ dưới nền đất phóng lên cao và trực tiếp khóa ở trên thân ba người. Giờ phút này, ba người cũng không có cách nào nhúc nhích. Rắc rắc. Lúc này, một âm thanh bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Đây là âm thanh cơ thể bị rạn nứt. Cơ thể của Dương Diệp trực tiếp rạn nứt ra, máu tươi văng ra khắp nơi. Phía xa, Dạ Đế khẽ nói. Bây giờ biết mình nhỏ bé tới mức nào chưa? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ. Thoáng cái, một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Kiếm vực. Giờ phút này, Dương Diệp lại thi triển ra kiếm vực đã rất lâu không thi triển qua. Kiếm vực. Hắn đã rất lâu không thi triển qua kiếm vực. Sở dĩ không thi triển, không phải vì nó vô dụng, mà là hắn còn chưa thật sự nắm giữ. Hơn nữa, trước đây được Tiêu Dao Tử cùng Lý Thái Bạch dẫn dắt, hắn quyết định tạm thời buông tha kiếm vực. Bởi vì lúc đó, kiếm ý cùng kiếm đạo của hắn đều chỉ là cấp thấp, khi đó theo đuổi kiếm vực thì có chút quá tham vọng. Cho nên lúc đó hắn đã trực tiếp quên kiếm vực, theo đuổi bản chất của kiếm đạo cùng kiếm ý. Còn có một nguyên nhân khác khiến hắn không thi triển kiếm vực. Đó chính là sử dụng kiếm vực đối địch, là một chuyện vô cùng nguy hiểm, một khi đối phương có lực lượng vượt xa hắn, vậy, vực của hắn khó có thể chịu nổi lực lượng của đối phương, mà hắn cần phải trả giá cao chính là tuổi thọ của mình. Một chiêu này thật sự là liều mạng. Mà bây giờ, hắn không thể không liều mạng. Vào giây phút kiếm vực được mở ra, một lực lượng thần bí lập tức bao phủ ở xung quanh, trong phút chốc, nhận biết của Dương Diệp lập tức tăng lên vô số lần. Lúc này, cho dù ở đó là tiếng hít thở của một con kiến hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, chấn áp ngược lại. Dương Diệp sử dụng lực lượng kiếm vực bắt đầu chấn áp ngược lại lực lượng của Dạ Đế, điều này cũng có hiệu quả, lực lượng kiếm vực mới vừa xuất hiện, lực lượng trên thân ba người bọn họ liền từ từ biến mất. Phía xa, Dạ Đế nhíu mày. Vực, thật khiến cho người ta bất ngờ. Lúc này, phía xa, trong kiếm vực đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, thoáng cái, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía ác Dạ Đế. Lúc này, hắn đã xóa sạch tất cả lực lượng của Dạ Đế. Trong phút chốc, đột nhiên, suy, một tiếng Dương Diệp lập tức biến mất, thoáng cái, Dương Diệp đã ở trước mặt Dạ Đế. Chỗ giữa chân mày của Dạ Đế chợt hiện ra một điểm ánh sáng sắc bén. Kiếm tới. Lúc này, Dạ Đế đột nhiên đưa bàn tay ra, nơi lòng bàn tay của hắn có ánh sáng lạnh chớp hiện. Kiếm và trưởng vừa mới tiếp xúc, hai người liên tục lùi lại phía sau, Dương Diệp lùi gần 10 trượng, hắn lợi dụng lực lượng kiếm vực ép mình phải ngừng lại, mà Dạ Đế lại lùi 50 trượng. Lần này, Dương Diệp lợi dụng lực lượng kiếm vực đã chiếm thế thượng phong. Nhưng sợi tóc của Dương Diệp đã bắt đầu dần dần trắng. Vực, thật khiến cho người ta bất ngờ. Lúc này, phía xa, trong kiếm vực đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, thoáng cái, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Đế. Đây là cái giá phải trả. Bất kỳ kẻ nào đối đầu với lực lượng vượt qua cực hạn của bản thân, đều phải bỏ ra cái giá vô cùng lớn. Phía xa, Dạ Đế liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ cười nói. Không hổ danh là lực lượng của, vực, mạnh hơn ý cảnh nhiều như vậy. Đáng tiếc, thực lực ngươi kém hơn ta quá nhiều, lực lượng của, vực, này cũng không thể nào cứu được ngươi. Vừa dứt lời, hắn bấm tay cách không điểm một cái về phía Dương Diệp. Suy, một chùm tia sáng lạnh từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, cho dù là Dương Diệp cũng không có cách nào dùng mắt nhìn thấy rõ quỹ tích của nó. Nhưng khi đường ánh sáng lạnh đi tới trước mặt Dương Diệp khoảng 10 trượng, tốc độ của nó càng lúc càng chậm lại. Khi chùm tia sáng này đi tới trước mặt Dương Diệp, nó đã chậm như rùa bò. Chấn áp. Lực lượng kiếm vực chấn áp tất cả. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Dạ Đế lập tức nheo lại, trong con người có một tia nghiêm trọng. Rõ ràng, hắn không ngờ được lực lượng của mình lại có thể bị chấn áp như vậy. Phía xa, Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Đế, thoáng cái, toàn thân hắn trực tiếp biến mất. Đại Na Di thuật thêm nhất kiếm sát na. Đại Na Di thuật thêm nhất kiếm sát na là tốc độ ở mức độ cao nhất của hắn, cũng là lực lượng ở mức độ cao nhất của hắn. Mà bây giờ, ở bên trong kiếm vực thi triển một chiêu này, uy lực chiêu này của hắn đã tăng lên không biết bao nhiêu.
nhưng vừa sử dụng ra một chiêu này, tóc đen bên tai hắn lập tức biến thành tuyết trắng, giống như hoa tuyết. Khi Dương Diệp thi triển ra cuối cùng một chiêu này, vẻ mặt Dạ Đế lập tức thay đổi. Nguy hiểm! Giờ phút này, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này, Dạ Đế đột nhiên xoay người. Ngự! Vừa dứt lời, sau lưng Dạ Đế đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Khi vòng xoáy màu đen này xuất hiện, kiếm gỗ của Dương Diệp đã đâm vào trong đó. Ầm! Một tiếng nổ lớn rung trời bắt đầu vang vọng, lấy hai người làm trung tâm, phạm vi không gian bên trong mấy vạn trượng trực tiếp nổ tung ra, đồng thời lấy tốc độ rất nhanh lan tràn về bốn phía xung quanh, trong thời gian ngắn ngủi không đến một lần hít thở, phạm vi không gian bên trong hơn 10 vạn trượng đều biến thành hình mạng nhện. Dương Diệp cùng Dạ Đế lại không hề nhúc nhích. Kiếm vẫn ở trong vòng xoáy. Lúc này, hai tay Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm gỗ sau đó chợt xoay tròn. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dạ Đế trực tiếp bị đẩy đến hơn mấy trăm trượng. Tuy một kiếm đẩy lui Dạ Đế, nhưng lúc này, tóc sau đầu của Dương Diệp đã biến thành tuyết trắng. Bây giờ hắn ở bên trong kiếm vực đối đầu với Dạ Đế, thực lực của Dạ Đế vượt qua hắn rất nhiều, sử dụng kiếm vực tới đối đầu đối phương, tuy hắn dùng kiếm vực áp chế đối phương, nhưng mỗi lần hắn sử dụng đều phải trả giá bằng chính tuổi thọ của mình. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Lần này, đối phương hao tổn, nhưng hắn hao tổn không nổi. Phía xa, Dạ Đế xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Ta sống mấy vạn năm, ta cũng đã từng khiêu chiến vượt cấp rất nhiều cường giả. Ta chưa từng nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ bị người khác khiêu chiến vượt cấp. Không thể không nói, loại cảm giác này thật sự không tốt. Dứt lời, hai tay hắn vươn ra phía trước, sau đó nhẹ nhàng chuyển động. Theo hai tay hắn di chuyển, không gian xung quanh Dương Diệp đột nhiên chấn động giống như cuộn sóng. Chấn! Lúc này, giọng nói của Dương Diệp đột nhiên vang lên ở trong không trung, trong phút chốc, không gian này vốn đang chấn động đã dần dần trở nên yên tĩnh. Lên! Dạ Đế đột nhiên nói. Hắn vừa dứt lời, không gian vốn yên tĩnh đột nhiên lại chấn động, cùng lúc đó, từng lực lượng khủng khiếp đột nhiên từ trong đó thoát ra, sau khi những lực lượng này xuất hiện, mặt đất phía dưới đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Sau đó không ngừng đổ nát chôn vùi. Phía xa, trong mắt Dương Diệp hiện lên một sự tàn ác, chân phải của hắn chợt giẫm một cái. Diệt! Hắn vừa nói dứt lời. Ầm, trong phút chốc, phòng ngự không gian bên trong mấy vạn trượng trực tiếp đổ nát chôn vùi. Ở đó rơi vào trong một mảnh tối đen. Tuy nhiên, đối với mấy người mà nói, điều này cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Một hơi thở sau, không gian ở đó khôi phục lại yên thường. Đối diện Dương Diệp, Dạ Đế nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong phút chốc, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, sau đó cách không chính là một quyền đánh về phía Dương Diệp. Suy, một nắm đấm năng lượng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dạ Đế, thoáng cái, nắm đấm này bắn nhanh về phía Dương Diệp. Sau khi nắm đấm này xuất hiện, không gian trước mặt Dạ Đế bắt đầu trực tiếp vặn vẹo nghiêm trọng, đặc biệt nắm đấm này đi qua nơi nào, vậy không gian nơi đó trực tiếp trở thành dạng bánh quai trèo. Tuy nhiên, nắm đấm này càng lúc càng chậm. Khi nó đi tới vị trí cách trước mặt Dương Diệp một trượng, tốc độ của nó đã chậm giống như rùa bò. Dương Diệp nhìn thẳng vào Dạ Đế. Vỡ! Vừa dứt lời, không gian ở đó chấn động mạnh, thoáng cái, nắm đấm năng lượng kia trực tiếp ầm ầm nổ tung ra, sau đó hóa thành hư vô, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà giờ phút này, tóc trên đỉnh đầu Dương Diệp cũng đã trắng như tuyết. Phía xa, Dạ Đế nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Lần đầu tiên thấy loại lực lượng đặc biệt này. Không thể không, có kiếm vực ở đây, người bây giờ tương đương với vô địch, tuy nhiên đáng tiếc chỉ là vô địch ở trên phương diện phòng ngự. Mà ở trên phương diện công kích, người hình như vẫn không hiểu gì cả. Hơn nữa, lấy tình huống trước mắt của ngươi lại thấy được, người chịu lực lượng vượt xa so với ngươi, cho nên ngươi đang bị cắn trả, đúng không? Đối diện Dạ Đế. Dương Diệp không trả lời Dạ Đế, hắn nhìn về phía huyết nữ cùng nữ tử mù. Các tỷ đi trước. Giống như Dạ Đế nói, thực lực của hắn bây giờ căn bản không làm gì được Dạ Đế, mặc dù thực lực của Dạ Đế không có mạnh mẽ như thực lực của thiếu tư U trước đó, nhưng đối phương cũng không kém, ít nhất phải mạnh mẽ hơn hắn bây giờ rất nhiều. Nói một cách đơn giản, hắn căn bản không làm gì được đối phương. Mà đối phương không làm gì được hắn chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi. Nếu tiếp tục nữa, bọn họ đều phải chết ở đây. Ở đó,
Huyết nữ cùng nữ tử mù im lặng vài hơi thở, trong phút chốc, huyết nữ đột nhiên kéo tay nữ tử mù, tay kia của nàng lại giữ lấy cổ của mình. Cảnh tượng như vậy làm cho Dương Diệp cùng Dạ Đế đều ngẩn người. Huyết nữ đang làm cái gì? Lúc này, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, bởi vì móng tay của huyết nữ đã đâm rách lớp da ở cổ họng nàng. Dương Diệp vội vàng nói. Nhị tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Huyết nữ không nói gì. Máu ở cổ họng huyết nữ càng lúc càng nhiều. Mà một bên, khóe mắt của nữ tử mù lại tràn ra nước mắt. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này, nữ tử mù khẽ gật đầu. Ngay sau đó, huyết nữ thả lỏng tay ra. Rất nhanh, huyết nữ cùng nữ tử mù xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Huyết nữ đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Dương Diệp, sau đó khẽ nói. Sống cho tốt. Dương Diệp đang muốn nói, đúng lúc này, nữ tử mù đột nhiên nắm lấy thắt lưng của Dương Diệp. Cùng lúc đó, một lực lượng trực tiếp tiến vào trong đầu của hắn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Dương Diệp trực tiếp bị lực lượng này làm cho chấn động hôn mê bất tỉnh. Nữ tử mù nhìn về phía huyết nữ, nàng không nói gì, chỉ là khóe mắt không ngừng có nước mắt tràn ra. Đi! Huyết nữ nói. Vừa dứt lời, trên người nàng đột nhiên có máu tươi chớp động. Nữ tử mù nhìn huyết nữ một hồi lâu, sau đó nàng xoay người ôm Dương Diệp, thân hình run lên và biến mất ở phía chân trời. Dạ Đế liếc nhìn nữ tử mù cùng Dương Diệp, sau đó nhìn về phía huyết nữ. Tới đây! Để cho ta xem thử ngươi có thể làm gì để ngăn cản ta. Huyết nữ hít sâu một hơi và bước về phía trước một bước, một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Huyết vực. Cảm nhận được huyết vực, hai mắt Dạ Đế lập tức nheo lại. Ngươi cũng sẽ vực, không đúng. Đây không tính là vực thật sự, là giả vực ở một phương diện khác đạt đến mức tận cùng sau đó diễn biến ra, tuy nhiên làm được điều này cũng cực kỳ khó khăn. Đúng lúc này, huyết nữ hít sâu một hơi. Sau đó hai mắt nàng từ từ nhắm lại. Lấy thân hóa vạn máu, lấy vạn máu hóa chư thiên. Dứt lời, thân thể nàng đột nhiên phồng lên, từng lực lượng cuồng bạo lại mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể nàng không ngừng tràn ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dạ Đế biến sắc. Người điên rồi, không ngờ lại muốn tự nổ, vì tiểu tử kia mà hy sinh vạn năm khổ luyện của mình sao? Làm vậy có đáng giá không? Lúc này, huyết nữ mở mắt nhìn về phía Dạ Đế. Hắn gọi ta là nhị tỷ. Dứt lời. Cơ thể huyết nữ trực tiếp nổ tung ra, trong phút chốc, phạm vi không gian bên trong mấy vạn trượng trực tiếp biến thành biển máu. Trong không gian ở đó vang lên từng tiếng nổ lớn đinh tai nhức. Óc. Những tiếng nổ lớn rằng co gần một giờ mới dừng lại. Lại qua một giờ, những huyết khí ở đó dần dần tiêu tan, ở đó chậm rãi khôi phục bình thường. Ở đó chỉ một người còn lại. Người này chính là Dạ Đế. Tuy nhiên lúc này vẻ mặt Dạ Đế có chút khó coi. Khu. Lúc này, Dạ Đế nhẹ ho nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, khóe miệng hắn chậm rãi tràn ra một tia máu tươi. Một lát sau, Dạ Đế chậm rãi đưa tay phải ra. Trong tay phải là một giọt máu lớn bằng ngón cái. Giọt máu bản nguyên. Sau một lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Dương Diệp. Hy vọng người vĩnh viễn may mắn như thế. Dứt lời, hắn bước về phía trước một bước, toàn thân hắn trực tiếp biến mất. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp từ trong hôn mê tỉnh lại. Đập vào mắt hắn là một chỗ sơn động tối tăm, ở bên cạnh hắn chỉ có một người, chính là nữ tử mù này. Nữ tử mù ngồi ở trên tảng đá bên cạnh hắn, im lặng không nói. Ngươi đã tỉnh rồi. Nữ tử mù đột nhiên nói. Dương Diệp dùng sức lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía nữ tử mù. Nhị tỷ đâu? Nữ tử mù im lặng. Dương Diệp không nói nữa, hắn đứng dậy muốn đi ra ngoài đi, lúc này, nữ tử mù đột nhiên nói. Đi chịu chết sao? Dương Diệp dừng bước. Nữ tử mù đứng dậy đi tới trước mặt của hắn. Ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Dạ Đế. Cho dù ngươi lấy ra hết con át chủ bài cũng vô dụng. Dương Diệp chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc dù lời nữ tử mù chói tai, nhưng đó cũng là sự thật. Qua rất lâu, Dương Diệp nói. Người mạnh nhất ở trung thiên vũ trụ này là cường giả chân cảnh lục đoạn, Dạ Đế cũng là chân cảnh lục đoạn, nhưng vì sao thực lực của hắn mạnh hơn người bình thường nhiều như vậy? Nữ tử mù nói. Bởi vì chân cảnh lục đoạn cũng không phải là cực hạn của loài người. Sau khi vài người đạt được chân cảnh lục đoạn,
bọn họ sẽ tiếp tục không ngừng đột phá chính mình. Chỉ có điều, bọn họ không đột phá ở trên phương diện cảnh giới. Bởi vì bị hạn chế nên bọn họ muốn đột phá đến minh cảnh ở nơi này, nếu như không có kỳ ngộ thì sẽ là khó như lên trời. Dương Diệp nhìn nữ tử mù, chờ cho nàng nói tiếp. Nữ tử mù lại nói. Trừ cảnh giới, bọn họ sẽ không ngừng đột phá mình ở các phương diện khác. Ví dụ như nắm giữ đối với không gian, nắm giữ đối với lực lượng, nắm giữ đối với pháp tắc, nắm giữ đối với ý cảnh, nắm giữ đối với lực lượng ngũ hành vân vân. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Sở dĩ cổ tu giả lợi hại hơn cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường, đó là bởi vì bọn họ nắm giữ các loại lực lượng vượt xa cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường, cho nên tuy cảnh giới không thay đổi, nhưng thành tựu lại khác hẳn. Cảnh giới tương đương nhưng thành tựu khác nhau. Dương Diệp im lặng, nói một cách đơn giản, tất cả đều là chân cảnh lục đoạn, nhưng thực lực lại có chênh lệch một trời một vực. Nữ tử mù lại nói. Thật ra, không nên nói dạ đế là chân cảnh lục đoạn, mà là chuẩn cường giả minh cảnh. Chuẩn minh cảnh. Dương Diệp nhíu mày. Nữ tử mù khẽ gật đầu. Ý chính là nói, cho dù hắn không phải là minh cảnh, nhưng thực lực của hắn đã có thể chống lại minh cảnh. Mà bây giờ ngươi chẳng qua là chân cảnh nhị đoạn, chênh lệch giữa ngươi cùng hắn không phải chỉ một chút, cho dù ngươi có rất nhiều thần vật cũng không giết được hắn. Nói đến đây, nữ tử mù quay lại tảng đá, sau đó lại nói. Còn nhớ rõ lời nhị tỷ nói với ngươi không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Sống thật tốt. Đây là lời huyết nữ nói với hắn. Nữ tử mù lại nói. Ta biết tính cách của ngươi, bảo ngươi quên đi chuyện báo thù thì rõ ràng là không thể. Nhưng ngươi hứa với ta, muốn báo thù, phải chờ dưới tình huống thật sự nắm chắc mới có thể đi báo thù. Không nên đi qua cũng chỉ là chịu chết thôi. Ngươi có thể làm được chứ? Dương Diệp đi tới trước mặt nữ tử mù, sau đó nói. Xin lỗi. Nếu như không phải vì hắn, huyết nữ căn bản sẽ không chết. Nữ tử mù ngẩng đầu mặt hướng Dương Diệp. Lúc đó, ta nói với nhị tỷ, ta ở lại, sau đó, ngươi cũng nhìn thấy câu trả lời của nàng. Bất kể là ta ở lại, hay là nàng ở lại, chúng ta đều sẽ không hối hận với lựa chọn của mình. Ngươi sống thật tốt là được. Nói xong, nàng đứng dậy đi về phía cửa động, khi đi đến cửa động, nàng ngừng lại, sau đó nói tiếp. Ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta đi tới chỗ đám người liêm xương. Dứt lời, nàng không dừng lại, trực tiếp đi ra khỏi sơn động. Trong động, Dương Diệp ngồi xếp bằng xuống. Lúc này, hắn đã có thể cảm nhận được Hồng Mông Tháp. Hắn trực tiếp bước vào Hồng Mông Tháp, mới vừa vào Hồng Mông Tháp, cùng kỳ cùng Hậu Khanh lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trước đó tại sao Hồng Mông Tháp lại như vậy? Dương Diệp hỏi, cùng kỳ nói. Bây giờ nó còn yếu, chỉ có thể khiến cho một ít người thực lực không phải đặc biệt mạnh mẽ không cảm ứng được nó. Mà thực lực của dạ đế đã đạt được cực hạn của thế giới này, thực lực này là chỉ các phương diện. Cho nên, chúng ta và nó cũng không dám hiện thân. Bởi vì một khi để cho đối phương biết bên trong cơ thể ngươi có chỉ bảo này, khi đó ngươi lại thật sự gặp phiền phức lớn. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn dĩ nhiên hiểu rõ lời cùng kỳ nói. Một khi để lộ Hồng Mông Tháp, khi đó sẽ không phải là một chuẩn cường giả minh cảnh tới tìm hắn. Tiểu tử, ngươi đã biết bây giờ mình yếu tới mức nào chưa? Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh nói. Tiểu tử, thế giới này còn lớn hơn ngươi tưởng rất nhiều. Chúng ta nhiều tuổi hơn ngươi, cũng gặp qua nhiều người hơn người, nói không dễ nghe, thực lực của ngươi bây giờ thật sự rất yếu. Nếu như bản thể của chúng ta ở đây, muốn giết ngươi thì có lẽ không cần phải dùng tới ba chiêu đâu, Dương Diệp nói. Hậu Khanh tiền bối muốn nói gì? Hậu Khanh nói. Bớt gây họa, tăng thực lực lên nhiều hơn. Dương Diệp. L. Hậu Khanh nói. Tiểu tử, ta không phải đang đùa giỡn với ngươi. Bây giờ ngươi thấy được, phần lớn cũng chỉ là dựa vào lực lượng của bản thể, có rất ít người sử dụng vật bên ngoài. Chờ tới khi ngươi đi thượng giới, ngươi lại phát hiện, các loại thần vật này mạnh mẽ và khủng khiếp tới mức nào. Thanh kiếm gỗ này của ca ngươi cũng thuộc về thần vật, nó ở trạng thái giải phong, ngươi biết nó khủng khiếp tới mức nào sao? Dương Diệp nhìn kiếm gỗ trong tay, sau đó nói. Mong được chỉ giáo. Hậu Khanh nói. Tập lực tinh thần của vũ trụ, tập hợp hồn của vạn vật, một kiếm có thể chôn vùi một vũ trụ. Đương nhiên,
điều này cần phải có người cầm kiếm cũng mạnh mẽ mới được. Về phần ngươi, chờ sau khi nó giải phong, một kiếm chôn vùi một đại lục thì vẫn có thể lấy làm kiêu ngạo. Lúc này Cùng Kỳ cũng nói. Tiểu tử, bây giờ ngươi tiếp xúc là võ đạo văn minh thấp hơn, võ đạo văn minh thật sự rất khủng khiếp, một đại năng úp tay này có thể che trời, phất tay có thể khiến Thương Hải tang điền, trong nháy mắt có thể chôn vùi một tinh cầu, mà bọn họ ở thượng giới lại nhiều như chó. Nói đến đây, Cùng Kỳ dừng lại, sau đó lại nói. Sở dĩ bây giờ ta nói cho ngươi biết những điều này, là bởi vì ngươi có thể phải đi thượng giới. Chúng ta muốn cho ngươi biết sớm, thượng giới là một thế giới như thế nào. Còn có, khi lão già mặc áo đạo sĩ chưa chính thức thừa nhận với bên ngoài ngươi là đệ tử của hắn, ngươi tốt nhất nên cố gắng hết sức khiêm tốn đi. Dương Diệp lắc đầu. Bây giờ ta không muốn quan tâm tới thượng giới, ta chỉ muốn giết chết Dạ Đế kia, không đúng là giết chết tất cả tổ chức Dạ Sát. Bây giờ ngươi không có khả năng địch nổi người kia đâu. Cùng Kỳ nói. Dương Diệp nhìn thẳng Cùng Kỳ. Nếu không có thể báo thù cho nhị tỷ, chỉ sợ Dương Diệp ta thậm chí không bằng một con chó. Vậy ngươi muốn thế nào? Cùng Kỳ nói. Dương Diệp nhìn kiếm gỗ trong tay, sau đó nói. Trở nên mạnh mẽ. Nói xong, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh. Hai vị, các ngươi tới từ thượng giới, thực lực của bản thể chắc chắn vượt xa Dạ Đế, các ngươi biết cũng nhiều hơn ta, nhất định sẽ có phương pháp có thể khiến cho ta trở nên mạnh mẽ, đúng không? Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Hậu Khanh nói. Tiểu tử, có hai loại phương thức trở nên mạnh mẽ. Loại thứ nhất, ta có thể truyền cho ngươi một ít phù thuật cực đoan, phù thuật này sẽ kích thích tiềm năng trong cơ thể con người, có thể cho ngươi không để ý tới ngăn cản cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn, chạy thẳng tới chân cảnh lục đoạn. Nhưng làm vậy, cả đời này, ngươi chỉ có thể dừng lại chân cảnh lục đoạn. Trừ khi có cường giả giống như sư phụ ngươi tạo lại căn cơ cùng kinh mạch cho ngươi. Nhưng vẫn sẽ có tai họa ngầm. Dương Diệp nói. Nói một chút về loại thứ hai đi. Hậu Khanh nói. Loại thứ hai chính là ngươi học tập bí pháp của Vu tộc ta. Muốn học tập bí pháp của Vu tộc ta thì nhất định phải nắm giữ huyết mạch Vu tộc, ngươi. Không được. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ngay sau đó, một ngọn lửa xuất hiện ở cách Dương Diệp đó không xa. Người tới chính là Lục Đinh Thần Hỏa. Dương Diệp nhìn về phía Lục Đinh Thần Hỏa, Lục Đinh Thần Hỏa nói. Tiểu tử, bây giờ ngươi chỉ là học tập một quyển công pháp của Vu tộc, chuyện không nghiêm trọng lắm, nhưng nếu như ngươi nắm giữ huyết mạch của Vu tộc, khi ngươi đi tới thượng giới, ngươi sẽ gặp phải phiền phức rất lớn, một khi để cho nhân tộc biết ngươi có huyết mạch Vu tộc, ngươi sẽ bị vô số cường giả nhân loại truy sát. Không chỉ có vậy, một khi cơ thể ngươi có huyết mạch Vu tộc, ngươi sẽ tự động trở thành kẻ địch của ba đại thiên quân nhân tộc. Vì sao? Dương Diệp nhíu mày nói. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Không phải của tộc ta, tất có tâm tư khác. Nghe vậy, chân mày Dương Diệp càng nhíu chặt. Lúc này, Hậu Khanh nói. Tiểu tử, hắn nói cũng không sai. Tuy nhiên, ta chỉ biết phương pháp tu luyện Vu tộc, cho nên học hay không học là do bản thân ngươi quyết định. Lục Đinh Thần Hỏa đang muốn nói, lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nhìn về phía hắn. Ta biết ý của ngươi không muốn hắn đứng ở phía đối lập với nhân tộc. Nhưng bây giờ kẻ muốn hắn chết, hại chết người thân của hắn chính là nhân tộc, mà không phải là Vu tộc ta. Còn nữa, với thực lực của hắn bây giờ, nếu như không có lực lượng mạnh mẽ, hắn có khả năng sẽ không lên nổi thượng giới đâu. Lục Đinh Thần Hỏa im lặng. Cùng Kỳ đột nhiên nói. Tiểu tử, hai người bọn họ nói đều có lý, một khi ngươi học tập công pháp cùng vu thuật của Vu tộc, khi đó ngươi ở trong nhân tộc sẽ rất khó có nơi sống yên ổn. Cho nên, bản thân ngươi lựa chọn đi. Ở đó, Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói. Chỉ cần có thể báo thù cho nhị tỷ, đừng nói là vu thuật của Vu tộc, cho dù bảo ta rơi vào ma đạo, ta cũng sẽ không tiếc. Ôi! Theo một tiếng thở dài tiếng vang lên, Lục Đinh Thần Hỏa biến mất. Tu luyện vu thuật. Đối với Dương Diệp, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, bất kể là vu thuật hay thuật gì khác đều được. Người của nhân tộc đều là người tốt sao? Người của vu tộc đều là người xấu sao? Ở thế giới này, người tốt cùng người xấu đều là do cường giả định đoạt. Chỉ cần Dương Diệp hắn có thực lực đủ mạnh mẽ, những vấn đề Lục Đinh Thần Hỏa nói đều không là vấn đề. Nếu như thực lực không đủ mạnh, có thể đi tới đại thiên vũ trụ hay không cũng là một vấn đề lớn. Ngươi không hối hận chứ?
Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh. Ngươi cảm thấy ta sẽ hối hận sao? Hậu Khanh khẽ gật đầu. Được, bây giờ, ta cho ngươi một giọt huyết mạch vu tộc. Ở trong vu tộc, tuy ta không phải là huyết mạch cấp đế, nhưng cũng không thấp, một giọt huyết mạch này đối với ngươi bây giờ là đủ rồi. Nói xong, một giọt máu đột nhiên từ giữa chân mày hắn nhanh chóng hiện ra, rơi vào trước giọt máu lớn bằng ngón út, trong đó có ánh sáng máu lượn lờ, ẩn chứa một lực lượng tinh thuần. Để cho nó vào tim của ngươi, sau đó dung nhập nó trong huyết mạch của ngươi, nhớ kỹ không nên chống cự nó. Hậu Khanh nói, mặt Dương Diệp. Dương Diệp không do dự, trực tiếp lấy giọt máu này bỏ vào tim. Giọt máu vừa vào trái tim, thân thể Dương Diệp lập tức bắt đầu chấn động mãnh liệt, ngay sau đó, giọt máu này trực tiếp nổ tung ra, sau đó theo trái tim di chuyển về toàn thân hắn. Bài xích. Máu của Dương Diệp theo bản năng bài xích, nhưng ở dưới sự khống chế của Dương Diệp, máu của bản thân hắn dần dần bỏ qua bài xích, cùng lúc đó, hồng mông tử khí bọc lấy máu của vu tộc, có hồng mông tử khí điều hòa, không bao lâu, máu của vu tộc này lại là hoàn toàn dung hợp cùng máu của bản thân hắn. Đơn giản hơn ta tưởng tượng. Hậu Khanh nói. Bây giờ, người có hai loại lựa chọn. Ở trong vu tộc ta chia ra làm hệ lực lượng, và hệ vu thuật, người lựa chọn loại nào? Hai loại đều chọn cả. Dương Diệp nói. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Giống như ta nghĩ, tuy nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi, tu luyện này hoàn toàn không đơn giản. Bây giờ lực lượng thân thể của ngươi đã là cực hạn của bản thân ngươi, muốn lại một lần nữa nâng cao, nếu chỉ đơn thuần dựa vào niết bàn quả là không được. Hơn nữa, mạnh mẽ nâng cao sẽ phá hỏng cơ thể ngươi. Cho nên bây giờ phải học tập vu thuật. Dương Diệp nói. Hậu Khanh lắc đầu. Lực lượng, học tập làm thế nào nắm giữ lực lượng, cùng với vận dụng lực lượng. Sở dĩ Dạ Đế có thể nghiền ép ngươi, là bởi vì hắn khống chế lực lượng vượt xa ngươi. Ví dụ như điều khiển lực lượng không gian, hắn có thể tùy ý thay đổi kết cấu không gian, thay đổi thành hình dạng có lợi cho hắn nhất, sau đó tới tấn công ngươi. Nhưng ngươi cũng chỉ có thể đập nát, thay đổi cùng sáng tạo khó hơn so với phá hủy rất nhiều. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Chênh lệch của ngươi cùng bọn họ lại ở trong này. Bọn họ đã không đơn thuần là có thể phá hủy, còn có thể thay đổi. Thay đổi quy tắc, thay đổi ý cảnh, thay đổi không gian, thay đổi lực lượng, thay đổi trời đất. Đây là, minh cảnh, nhìn rõ vạn vật, hiểu vạn vật, sau đó thay đổi vạn vật. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta nên làm như thế nào? Lúc này, một hòn đá trôi dạt đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp không hiểu nhìn về phía Hậu Khanh, Hậu Khanh nói. Đánh tảng đá lớn này, lấy ra hết tất cả sức lực đánh, nhưng ta muốn tảng đá lớn này không thể vỡ. Sao có thể như vậy được? Dương Diệp nhíu mày. Đúng lúc này, đầu Hậu Khanh đột nhiên đánh vào trên tảng đá lớn này. Ầm. Một tiếng động nặng nề vang lên ở trong không trung, không gian xung quanh chấn động mạnh, nhưng tảng đá lớn này lại không hề nhúc nhích, hoàn hảo không sứt mẻ. Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp. Vì sao không có khả năng? Lấy nhỏ thấy lớn. Bảo ngươi luyện như vậy, là để cho ngươi khống chế lực lượng mạnh mẽ của mình tốt hơn. Cơ thể ngươi bây giờ, là cảnh giới lấy máu sống lại, nếu như ngươi có thể vận dụng được lực lượng của chính mình hoàn mỹ, ngươi dựa vào thân thể của mình có thể giết chết Dạ Đế. Ta là cảnh giới lấy máu sống lại giống như ngươi, nếu như bản thể của ta cùng Dạ Đế đối chiến, muốn giết chết hắn thì chỉ cần 3 chiêu. Nếu như toàn lực, một chiêu cũng có thể giết chết hắn. Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Hắn không lừa ngươi, tiểu tử, thật ra trước đó ta cũng biết vấn đề của ngươi. Nhưng ta không giỏi dạy người, cũng không hiểu những điều à ni, dù sao, ta là yêu tộc, cách tu luyện hoàn toàn khác với nhân tộc các ngươi. Hậu Khanh lại khác, địa vị của hắn ở thượng giới cũng không thấp, nói chung là cứ nghe theo hắn. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hậu Khanh. Xin lỗi, ta không nên nghi ngờ năng lực của tiền bối. Hậu Khanh nói, chúng ta vốn chính là quan hệ đối địch, người không tin ta cũng là bình thường. Tuy nhiên, nếu người muốn học công pháp của vu tộc ta, vậy bắt đầu từ bây giờ, người nhất định phải nghe ta. Cho dù ta bảo người chém đứt tay của mình, người cũng phải nghe theo. Nếu không, người mời người khác giỏi hơn. Dương Diệp hít sâu một hơi. Được. Dứt lời, hắn nhìn nắm đấm trước mặt mình, sau đó đánh ra một quyền. Tảng đá nổ tung ra, hóa thành một đống đá vụn.
tiếp tục, cho đến khi nó hoàn hảo không sứt mẻ mới thôi. Hậu Khanh nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tiếp theo, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng tấn công tảng đá, lần hết lần này tới lần khác. Cách đó không xa, Cùng Kỳ nói. Ngươi không nói cho hắn phương pháp à? Hậu Khanh khẽ lắc đầu. Ngươi biết chỗ thiếu hụt lớn nhất của hắn là cái gì không? Là lĩnh ngộ, hắn có chút nóng nảy. Tuy chiến đấu có thể nâng cao rất nhanh thực lực của một người, nhưng nếu như không lắng đọng, không đi lĩnh ngộ thì nâng cao này cũng có hạn. Bây giờ ta muốn hắn bình tĩnh lại, sau đó đi lĩnh ngộ. Còn nữa, người khác nói làm gì sâu sắc được bằng chính mình lĩnh ngộ ra. Cùng Kỳ quay đầu lại nhìn về phía Hậu Khanh. Vì sao ngươi lại đáp ứng dạy hắn? Hậu Khanh nhìn về phía xa Dương Diệp. Không vì sao cả. Cùng Kỳ liếc nhìn Hậu Khanh và không nói nữa. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp hết lần này tới lần khác dùng nắm đấm công kích tảng đá. Nhưng hắn cũng liên tục thất bại. Ngay từ lúc đầu, hắn có chút phiền não. Nhưng chẳng bao lâu, hắn ép mình phải dần dần bình tĩnh lại. Tự suy nghĩ. Hắn không công kích tảng đá nữa, mà suy nghĩ xem thế nào mới có thể dùng nắm đấm đánh vào trên tảng đá mà tảng đá không vỡ. Cứ như vậy, Dương Diệp suy nghĩ đủ 3 ngày. Cuối cùng, tay hắn cử động. Một quyền đánh ra, nắm đấm của hắn trực tiếp đánh vào tảng đá trước mặt. Ầm! Không gian ở đó chấn động mạnh, nhưng tảng đá kia trực tiếp nổ tung. Nhưng, trên mặt Dương Diệp thoáng cười, bởi vì, sau khi hòn đá này nổ tung ra, tuyệt đối không hóa thành hư vô. Giờ phút này hắn đã hiểu rõ một chút. Khống chế lực lượng. Tảng đá tồn tại ở trong không gian, khi nắm đấm đánh ra, có thể trực tiếp xung nhập trong không gian, tiến hành công kích không gian, kể từ đó, nhận lực là không gian, mà không phải là tảng đá. Kia, đúng lúc này, đầu Hậu Khanh đột nhiên đánh vào trên tảng đá lớn này. Ầm, một tiếng động nặng nề vang lên ở trong không trung, không gian xung quanh chấn động mạnh, nhưng tảng đá lớn này lại không hề nhúc nhích, hoàn hảo không sứt mẻ. Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp. Tảng đá chấn động mạnh, rạn nứt ra, nhưng chỉ là rạn nứt, tuyệt đối không vỡ vụn ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hậu Khanh cùng Cùng Kỳ phía xa liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Hậu Khanh trầm giọng nói. Người này vẫn thích hợp luyện kiếm hơn. Tiếp theo, Dương Diệp không sử dụng nắm đấm, mà dùng kiếm. Mỗi lần ra kiếm đều dùng toàn lực, ngay từ lúc đầu, tảng đá còn có thể rạn nứt, nhưng qua gần nửa tháng điên cuồng luyện tập, mỗi một kiếm của hắn rơi vào trên tảng đá đều có thể hoàn hảo giống như lúc ban đầu. Dương Diệp vẫn không dừng lại, mà bắt đầu dùng kiếm ý cùng sát ý gia tăng, tuy nhiên, ngay từ lúc đầu, dưới một kiếm, đừng nói tảng đá, không gian kia cũng bị hắn đâm thủng một lỗ. Lực lượng quá mạnh mẽ, nhưng hắn tuyệt đối không buông tha, mà tiếp tục luyện. Cứ như vậy, qua gần một tháng sau, Dương Diệp sử dụng gia tăng ý cảnh còn có lực lượng của kiếm, cuối cùng có thể công kích vào đá mà tảng đá không vỡ. Nhưng vẫn không có kết thúc. Bây giờ, Dương Diệp bắt đầu sử dụng một kiếm mạnh nhất của hắn, cũng chính là nhất kiếm sát na. Một kiếm này là một kiếm mạnh nhất của hắn. Một kiếm đâm ra, tảng đá lớn này trực tiếp bị lực lượng trong đó đập nát thành hư vô. Điên cuồng luyện. Một kiếm lại một kiếm, cứ như vậy rằng qua 3 tháng. Cuối cùng, cho dù hắn thi triển ra một kiếm mạnh nhất, tảng đá lớn này cũng không vỡ. Dương Diệp cầm kiếm, hưng phấn đi tới trước mặt Hậu Khanh, sau đó nói. Tiền bối, ta đã luyện thành một chiêu này, nhưng ta có một vấn đề, đó chính là một chiêu này có tác dụng gì? Hậu Khanh nhìn Dương Diệp. Không có ích lợi gì. Biểu tình Dương Diệp cứng đờ. Tiền bối sẽ không phải đang nói đùa chứ? Hậu Khanh nói. Ngươi thấy ta giống nói đào sao? Giờ phút này, Dương Diệp muốn chém người. Đúng lúc này, Hậu Khanh nói. Một chiêu này, một mình nó không có ích lợi gì. Nhưng chiêu tiếp theo lại rất hữu dụng, mà muốn luyện chiêu tiếp theo, nhất định phải biết một chiêu này. Chiêu gì? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nhìn Dương Diệp. Ban đầu, ta nghĩ để ngươi học nhất lực hàng thập hội, nhưng bây giờ ta chuẩn bị cho ngươi học nhất kiếm phá vạn pháp thật sự. Nhất kiếm phá vạn pháp? Dương Diệp nhíu mày. Ta biết cái này rồi. Biết cái búa à? Hậu Khanh nói. Cái của ngươi cũng gọi là nhất kiếm phá vạn pháp à? Dương Diệp. Hậu Khanh đột nhiên nhìn về phía Cùng Kỳ, sau đó nói. Cùng Kỳ huynh, ra tay. Cùng Kỳ khẽ gật đầu, trực tiếp tung người nhảy lên,
đụng về phía Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp xuất hiện vẻ hưng phấn, hắn không hề né tránh, cũng một kiếm bổ tới. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Cùng Kỳ trực tiếp bị một kiếm này của hắn ép cho chấn động liên tiếp lùi lại phía sau, hắn cũng lùi về phía sau khoảng 10 trượng. Nhưng Cùng Kỳ lùi đủ gần 100 trượng. Rất đắc ý đúng không? Lúc này, Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn nói, Hậu Khanh đột nhiên nói. Tại sao muốn liều mạng với hắn? Tiền bối nói vậy là có ý gì? Dương Diệp có chút không hiểu. Hậu Khanh nói. Tiếp theo, ngươi xem Cùng Kỳ huynh là tảng đá. Nói xong, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ. Ra tay. Cùng Kỳ khẽ gật đầu, sau đó tung người nhảy lên, một chưởng đập về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Cùng Kỳ, khi Cùng Kỳ đi tới cách trước mặt hắn mấy trượng lúc, hắn đột nhiên biến mất, sau đó một kiếm đâm ra. Một kiếm này vừa vặn đâm vào trên bàn tay của Cùng Kỳ. Ầm. Bàn tay của Cùng Kỳ không sao, nhưng trong nháy mắt, Cùng Kỳ trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng, cùng lúc đó, mảnh vảy trên toàn thân Cùng Kỳ đều nứt ra. Dương Diệp lập tức sửng sốt. Lúc Dương Diệp thật sự sững sờ. Một kiếm này của hắn trực tiếp đẩy Cùng Kỳ lui nghìn trượng, đồng thời vẫn làm Cùng Kỳ bị thương nặng. Mà hắn còn không biết tại sao lại thành như vậy. Hắn nhìn về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh giải thích. Lực lượng Cùng Kỳ là lực lượng thân thể, nói cho ngươi như thế là một người bình thường. Hắn muốn nhảy dựng lên thì có phải cần mượn lực đẩy của mặt đất thì hắn mới có thể nhảy lên không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Hậu Khanh lại nói. Mà tu luyện giả chúng ta có thể không mượn lực lượng mặt đất, nhưng chúng ta cần phải mượn lực lượng không gian. Lúc Cùng Kỳ đánh về phía ngươi là mượn không gian làm lực đẩy trợ giúp, còn có không gian tới truyền tống lực lượng của hắn. Một kiếm của ngươi vừa rồi trực tiếp phá hết lực trợ giúp của hắn trong không gian, còn có lực lượng của hắn truyền tới. Nói một cách đơn giản, ngươi giảm tất cả lực lượng của hắn, giây phút đó là thời điểm hắn suy yếu nhất, hiểu chưa? Hậu Khanh nói như vậy, hắn đương nhiên hiểu rõ. Dương Diệp có chút hưng phấn. Một chiêu này mới thật sự là nhất kiếm phá vạn pháp. Trực tiếp phá hỏng lực lượng bản nguyên của ngươi, mà nhất kiếm phá vạn pháp hắn trước đây căn bản không phải là nhất kiếm phá vạn pháp. Lúc này, Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp. Thật ra, người học nhanh hơn so với tưởng tượng của ta rất nhiều. Nếu như là người bình thường, muốn nắm giữ mức độ này thì cho dù là thiên tài, không mất mấy chục năm thì căn bản không có khả năng làm được. Nếu có người chỉ đạo, vậy ít nhất cũng cần 2-3 năm, người chỉ học mấy tháng đã biết. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó lại nói. Tuy nhiên, điều này cũng bình thường, bởi vì ngươi biết pháp tắc không gian, thành tựu kiếm đạo cũng cực cao, đương nhiên quan trọng nhất là có một cường giả siêu cấp như ta chỉ đạo cho ngươi. Dương Diệp. Hậu Khanh nói. Vừa rồi là nhất kiếm phá vạn pháp, bây giờ chúng ta tới học nhất lực hàng thập hội. Nói xong, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ nhìn về phía Dương Diệp, lúc này, trên mặt Dương Diệp vẫn tươi cười không có ý tốt. Thấy Cùng Kỳ nhìn qua, Dương Diệp vội vàng thu lại vẻ tươi cười. Cùng Kỳ nói, tiểu tử, chờ ngươi đi tới thượng giới, chúng ta lại luyện một lần nữa. Dương Diệp. Lúc này, Cùng Kỳ đột nhiên biến mất, ngay sau đó, một lực lượng cường đại nghiền ép về phía Dương Diệp. Lúc này giọng nói Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở bên tai Dương Diệp. Xem không gian trước mặt ngươi là tảng đá, sau đó cầm kiếm đâm mạnh tới. Nghe vậy, Dương Diệp vội vàng khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía không gian trước mặt mình, trong phút chốc, hắn cầm kiếm đâm mạnh vào một chỗ không gian. Lực lượng của hắn là cực hạn. Một kiếm đâm ra, không gian xung quanh hắn chấn động mạnh, thoáng cái, lực lượng cường đại do Cùng Kỳ phát ra lập tức tiêu tan thành mây khói. Cùng lúc đó, thân thể khổng lồ của Cùng Kỳ trực tiếp bay ra phía sau. Sau khi bay hơn 2.000 trượng, cơ thể Cùng Kỳ lấy một đường cong tuyệt đẹp đập xuống trên mặt đất. Ầm! Tất cả mặt đất chấn động mạnh, giống như phát sinh một lần động đất. Dương Diệp lại sửng sốt, mình trở nên mạnh mẽ như vậy từ lúc nào? Lúc này, Hậu Khanh nói. Lực lượng, một kiếm kia của ngươi đâm trên ở không gian, nhưng nhận lực không phải là không gian. Mà là Cùng Kỳ ở trong mảnh không gian kia. Chỗ đặc biệt của một kiếm này là lực lượng của ngươi đều không lộ cùng lãng phí ra ngoài, tất cả đều rơi vào trên thân Cùng Kỳ. Mà trước đây, một kiếm ngươi của chém loạn đi, thật ra, phần lớn lực lượng đều bị không gian nhận lấy. Cho nên, trước đây bình thường khi ngươi ra kiếm đều sẽ làm không gian bị xé rách.
mà lần này, không gian không bị xé rách, cùng kỳ bị xé rách. Thì ra là thế. Giờ phút này, Dương Diệp xem như đã hiểu rõ. Lúc này, Hậu Khanh nói tiếp. Thật ra, ta dạy hai chiêu này của ngươi, chỉ sau khi đạt được minh cảnh, bọn họ mới từ từ lĩnh ngộ. Mà bây giờ, ngươi có chỉ điểm của ta nên sớm lĩnh ngộ. Nhưng điều này không có nghĩa là ngươi có thể chống lại cường giả minh cảnh, đừng nói chống lại minh cảnh, cho dù là Dạ Đế, bây giờ ngươi vẫn không có cách nào chống lại. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Vì cái đầu ngươi. Hậu Khanh nói. Ngươi cho rằng người ta sống mấy vạn năm là uổng phí à? Cảnh giới của Dạ Đế cao hơn ngươi, các phương diện thành tựu của người ta đều cao hơn ngươi. Trước đây, nếu như không phải ngươi có kiếm vực, người ta giết chết ngươi chỉ trong vài phút. Kiếm vực. Dương Diệp nghe được hai chữ này, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Đó chính là tuổi thọ, trước đây hắn dùng kiếm vực đối đầu với Dạ Đế, một lần đó đã dùng gần hết tuổi thọ. Bây giờ, hắn chỉ còn lại không tới một năm tuổi thọ. Trước đó bởi vì chuyện tu luyện, hắn lại có thể quên mất chuyện này. Nhưng thật may, hắn có thọ nguyên quả, trái cây này bổ sung tuổi thọ, đủ để cho hắn đến chân cảnh tam đoạn. Lúc này, Hậu Khanh lại nói. Sau này ngươi vẫn chỉ nên dùng một phần nhỏ thứ kia thôi, tốt nhất là đừng dùng. Nếu không, ngày nào đó ngươi sẽ trực tiếp ngã xuống. Dương Diệp nói. Ta chỉ biết dùng nó để phòng ngự, nhưng chắc chắn sẽ không sử dụng nó để tấn công. Ngươi biết dùng như thế nào không? Hậu Khanh lắc đầu. Không biết, tuy nhiên, cho dù có thể sử dụng, người tốt nhất cũng đừng dùng. Cái giá phải trả quá lớn. Dương Diệp cười gượng. Như vậy chẳng phải là quá yếu sao? Yếu. Hậu Khanh khẽ lắc đầu. Vậy còn yếu sao? Người phải hiểu được, trước đó người cùng Dạ Đế giao đấu, nếu như không phải bởi vì người nắm giữ kiếm vực này, người đã chết rồi. Tuy nhiên đáng tiếc là, tuy thứ này có thể làm cho người vô địch trong thời gian ngắn. Nhưng cái giá quá lớn. Dương Diệp khẽ gật đầu, bây giờ hắn không nên suy nghĩ tới kiếm vực, mà nên nghĩ làm thế nào tăng thực lực cùng cảnh giới lên. Cảnh giới đặc biệt, đối với bọn họ mà nói, thời gian một năm thì có khả năng chớp mắt đã qua. Một khi đã đến thời gian, Hồng Mông Tháp cũng không cứu hắn được. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh. Tiền bối, chúng ta học tập phù thuật sao? Phù thuật, ngươi chưa từng học giỏi lực lượng. Đã đòi học phù thuật làm gì? Hậu Khanh nói. Dương Diệp kinh ngạc nói. Còn chưa xong sao? Hậu Khanh nói. Đương nhiên còn chưa xong. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Bây giờ, chúng ta rời khỏi Hồng Mông Tháp, đi tìm tinh cầu yên tĩnh. Làm gì? Dương Diệp theo bản năng hỏi. Lúc này, Hậu Khanh trôi dạt đến trước mặt Dương Diệp. Bắt đầu từ bây giờ, người cứ làm theo lời ta nói là được. Còn nữa. Không cho ngươi hỏi thì đừng hỏi, hiểu chưa? Dương Diệp. Dương Diệp tất nhiên sẽ không đi phản kháng Hậu Khanh, hắn lại không ngu xuẩn. Ngay lập tức, hắn rời khỏi Hồng Mông Tháp. Mà lúc này, nữ tử mù vẫn canh giữ ở cửa động. Ngươi đi ra rồi. Nữ tử mù khẽ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Tam tỷ, ta muốn đi tới một chỗ, nữ tử mù xoay người, mặt hướng về phía hắn. Không phải đi báo thù chứ? Dương Diệp nói. Không phải. Nữ tử mù, nhìn, Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. L cần phải ta đi cùng ngươi không? Dương Diệp lắc đầu. Bản thân ta có thể đi được. Nữ tử mù nói. Được, cẩn thận một chút. Nói xong, nàng xoay ngựa chi rời đi. Mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Tam tỷ, cứ để ta báo thù cho nhị tỷ, được không? Nữ tử mù ngừng lại, im lặng sau một hồi, nàng khẽ gật đầu. Được, ca. Dứt lời, thân hình của nàng run lên, lập tức biến mất. Nữ tử mù đi rồi, Dương Diệp rời khỏi sơn động. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, lúc này, hắn còn đang ở trong phạm vi thiên trụ sơn, Dương Diệp hít sâu một hơi, trong phút chốc, một đường kiếm quang chợt lóe lên, trong nháy mắt, hắn đã ở ngoài mấy vạn trượng. Tìm kiếm tinh cầu yên tĩnh. Dương Diệp nhanh chóng rời khỏi phạm vi thiên trụ sơn, sau đó tiến vào trong tinh không mênh mông. Trung thiên vũ trụ là rất lớn, trong đó có rất nhiều tinh cầu có sinh mạng, nhưng tinh cầu không sinh mạng cũng rất nhiều. Hai canh giờ sau, Dương Diệp cuối cùng tìm được một tinh cầu không có sinh mạng trong tinh không mênh mông. Viên tinh cầu này là một viên tinh cầu bỏ quang,
cả viên tinh cầu không có linh khí, hoàn toàn tĩnh mịch. Đứng tại chỗ, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó hắn nhắm hai mắt lại. Hậu Khanh tiền bối, bây giờ chúng ta làm gì? Phá hủy. Dương Diệp không hiểu. Hậu Khanh nói, ngươi khống chế lực lượng của bản thân đã đạt đến đạt tiêu chuẩn, bây giờ ta phải dạy ngươi một loại phương pháp khống chế lực lượng khác, gọi là nhất lực hàng thập hội. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, chính là không nói tới kỹ xảo gì, chỉ là lực lượng đơn thuần, bạo lực đơn thuần. Lực lượng đơn thuần, bạo lực đơn thuần. Máu của Dương Diệp có chút sôi trào. Lúc này, Hậu Khanh nói, bây giờ, tạm thời không được dùng kiếm, sử dụng nắm đấm của ngươi đập, bắt đầu đập từ trước mặt ngươi, mãi đến khi viên tinh cầu này bị ngươi hoàn toàn đập nát. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức sửng sốt, qua một hồi lâu, cổ họng hắn lăn lộn. Tiền bối không có lầm chứ? Dùng nắm đấm đập nổ viên tinh cầu này. Rất khó sao? Hậu Khanh nói. Dương Diệp thành thật khẽ gật đầu, nếu như dùng kiếm khí, hắn còn có thể nắm chắc, nhưng dùng nắm đấm. Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Bản thể của ta với cùng kỳ muốn hủy diệt một viên tinh cầu này, trong nháy mắt là có thể làm được. Bây giờ cơ thể ngươi giống ta năm đó vậy, vì sao ngươi làm không được? Dương Diệp im lặng. Đúng vậy, vì sao Hậu Khanh hắn có thể làm được, mình làm không được? Tại sao phải phủ định mình? Mình không đi thử, làm sao biết mình làm không được? Dương Diệp nói. Có thể dùng cánh tay chiến thần sao? Có thể. Hậu Khanh nói. Bây giờ, ngươi nhất định phải nắm giữ lực lượng thật sự của cánh tay này, phải nói là hoàn toàn kích phát ra tiềm lực của nó. Cho nên, đập đi. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hai tay liền đập mạnh xuống đất một cái. Ầm. Tất cả mặt đất chấn động mạnh, ngay sau đó, một hố sâu cực lớn xuất hiện ở đó. Theo hố sâu đầu tiên xuất hiện, hố thứ hai, hố thứ ba bắt đầu lần lượt xuất hiện. Trong Hồng Mông Tháp, trước mặt Hậu Khanh, cùng kỳ nói. Vì sao không dạy hắn phương pháp? Hậu Khanh nói. Lĩnh ngộ, hắn cần phải tự mình ngộ, chỉ có tự mình hiểu ra mới thực sự là thuộc về hắn, hiểu này sẽ khiến cả đời hắn cũng không quên. Cùng kỳ liếc nhìn Hậu Khanh. Ngươi rất giỏi dạy người khác. Hậu Khanh lắc đầu. Những điều này đều là do Vu Vương từng dạy chúng ta. Vu Vương. Nghe được tên này, ánh mắt Cùng Kỳ lập tức nghiêm trọng. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp vẫn tiếp tục sử dụng nắm đấm của hắn đập mặt đất, hết lần này tới lần khác, sau khi kiệt sức, Hậu Khanh sẽ lập tức bảo Tiểu Bạch chuẩn bị tinh thạch màu tím đưa ra cho Dương Diệp nuốt vào, Dương Diệp khôi phục lại tiếp tục bắt đầu đập. Điên cuồng đập. Trên tinh cầu tĩnh mịch, vang lên từng tiếng ầm ầm liên tục không ngừng. Lực lượng Dương Diệp vẫn vô cùng mạnh mẽ, mỗi một quyền của hắn hạ xuống, đều sẽ trực tiếp nổ tung trong phạm vi ít nhất mấy ngàn trượng mặt đất. Nhưng tinh cầu này thật sự quá lớn. Lấy quy mô phá hủy của hắn bây giờ thì muốn đập nát tinh cầu này phải ít nhất là 10 năm. Không thể đập như thế. Dương Diệp ngừng lại. Hậu Khanh tiền bối bảo ta tới đập tinh cầu tĩnh mịch này, điều này có nghĩa là hắn thấy lấy năng lực của ta hiện nay có thể đập nát được. Nhưng tuyệt đối không phải đập như thế. Nhất định là có phương pháp gì đó. Nghĩ đến đây, Dương Diệp bắt đầu suy tư, lực lượng. Dương Diệp nhìn hai tay của mình, lúc này trong hai tay hắn nắm giữ lực lượng vô cùng cường đại. Trời long đất lở, hắn hoàn toàn có thể làm được. Nhưng điều này vẫn có giới hạn. Nói một cách đơn giản, hắn vẫn không có cách nào thật sự làm được trời long đất lở. Thật sự trời long đất lở là một quyền có thể đánh nổ một tinh cầu. Mà bây giờ hắn vẫn kém xa. Dương Diệp nhìn hai tay của mình, chỉ dựa vào lực lượng hai tay thì căn bản không có khả năng đánh nổ tinh cầu này. Ngoại trừ hai tay, nghĩ đến đây, ánh mắt Dương Diệp lập tức sáng lên, ngoại trừ hai tay, hắn còn có thân thể, còn có hai chân mà. Nghĩ đến đây, hai tay của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại, trong phút chốc, hai tay hắn chợt đánh xuống mặt đất. Ầm, hai quyền hạ xuống, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi mặt đất trong vạn trượng trực tiếp đổ nát chôn vùi. Ngay sau đó, một hố sâu không thấy cực lớn xuất hiện ở dưới chân của hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp vui mừng, phương pháp của hắn lúc trước quả nhiên sai rồi. Một quyền của hắn vừa rồi cũng không phải sử dụng tay, mà là vận dụng lực lượng của toàn thân. Sau khi vận dụng lực lượng của toàn thân, một quyền vừa rồi của hắn có uy lực cao hơn trước ít nhất gấp 3. Cuối cùng cũng nghĩ đến bước này sao? Lúc này,
giọng nói Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp nói, Hậu Khanh tiền bối, người muốn cho ta hiểu rõ, lực lượng không chỉ đến từ nắm đấm, mà đến từ toàn thân, đúng không? Hậu Khanh nói, người nói đúng phân nửa, lực lượng không chỉ đến từ nắm đấm cùng cơ thể, còn có mặt đất dưới chân ngươi, cùng với không gian xung quanh ngươi, hoặc nói tất cả đều có thể trở thành nguồn lực lượng. Có ý gì? Dương Diệp có chút không rõ. Hậu Khanh nói, lợi dụng mặt đất dưới chân ngươi, lợi dụng không gian xung quanh ngươi, để chúng trở thành trợ lực cho ngươi, sau đó cố gắng làm cho lực lượng của chính mình được lớn nhất. Hiểu vạn vật, thay đổi vạn vật, lợi dụng vạn vật, hiểu chưa? Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, ta thử xem. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở ngoài mấy vạn trượng. Trên mặt đất, hai mắt Dương Diệp khép hờ, dường như nhập định. Cảm nhận. Hai chân hắn dẫm lên trên mặt đất là có thể cảm nhận được mặt đất, cũng có thể cảm nhận được không gian, dù sao hắn lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Nhưng phải lợi dụng chúng thế nào, hắn vẫn chưa hiểu. Lúc này, giọng nói Hậu Khanh vang lên lần nữa. Trước đó người chiến đấu với người, thích sử dụng chân đạp mặt đất, đây là vì sao? Nghe vậy, Dương Diệp ngây người, sau đó nói. Bởi vì có thể mượn lực, làm cho lực lượng của ta nhanh hơn, làm cho ta. Nói đến đây, Dương Diệp lại sửng sốt. Mượn lực. Hắn có thể mượn lực từ mặt đất còn có không gian, cũng chính là lợi dụng vạn vật mà Hậu Khanh nói. Nghĩ đến đây, Dương Diệp nhìn về phía dưới chân mặt đất, sau đó hai chân hắn bắt đầu dùng sức. Rắc rắc. Mặt đất trực tiếp rạn nứt ra, dưới chân hắn là khoảng không. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp lập tức nhíu mày. Tiền bối, mặt đất này quá dễ vỡ, căn bản không chịu nổi lực lượng của ta, ta. Ngu ngốc. Hậu Khanh đột nhiên cắt ngang lời của hắn. Mượn lực bạo phát trong nháy mắt đó, không phải bảo ngươi giữ lực. Cho nên, phải nhanh, nhanh vô cùng, nhanh đến mức tận cùng. Hiểu chưa? Nghe vậy, Dương Diệp cười gượng. Đã hiểu. Nói xong, hắn rời sang mặt đất bên phải, trong chớp mắt yên lặng, đột nhiên, hai chân hắn chợt dùng sức, hai tay hắn đánh về phía mặt đất. Ầm. Một tiếng nổ lớn rung trời đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây, thoáng cái, rất nhiều bụi bặm bay lên cao, ở chân trời hình thành một mây nấm cực lớn. Ở đó, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, lúc này, mặt đất gần 500 vạn trượng xung quanh hắn đã hoàn toàn đổ nát chôn vùi. Ở dưới chân hắn là một hố sâu cực lớn rộng chừng 5 vạn trượng, lại sâu không thấy đáy. Thật mạnh! Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia hưng phấn. Uy lực của một quyền này của hắn thậm chí có khả năng giết chết cường giả chân cảnh lục đoạn bình thường trong nháy mắt. Như vậy đã thỏa mãn rồi sao? Lúc này, giọng nói Hậu Khanh đột nhiên vang lên. Đây không phải là cực hạn của ta, đúng không? Dương Diệp nói. Nói nhảm. Hậu Khanh nói. Cơ thể của ngươi bây giờ chính là cảnh giới lấy máu sống lại, ngươi tu luyện môn công pháp này, là công pháp luyện thể trong 10 công pháp đứng đầu của vu tộc ta, nếu như chỉ có vậy, chẳng phải có vẻ như vu tộc ta quá rác rưởi sao? Dương Diệp. Hậu Khanh lại nói. Vừa rồi, tốc độ của ngươi còn chưa đủ nhanh, lực lượng phát ra còn chưa đủ mạnh, ngươi có thể làm tốt hơn. Ít nhất phải vỡ nát mặt đất trong vòng 10 vạn trượng xung quanh, mới miễn cưỡng tính là đạt tiêu chuẩn. Tới. Tiếp tục luyện. 10 vạn trượng. Khóe miệng Dương Diệp không nhìn được khẽ giật, 10 vạn trượng đó là khái niệm gì? Có nghĩa là hắn trở lại Thánh Khư Thành, hắn có thể trực tiếp một quyền lại đánh Thánh Khư Thành thành cặn bã. Thế nào, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi à? Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, đúng là có một chút. Hậu Khanh nói. Tiểu tử, sau này ngươi tiếp xúc với võ đạo văn minh cao hơn, ngươi sẽ biết. Đây căn bản không tính là gì cả. Người lũng sẽ hiểu rõ, vì sao nhóm cổ tu giả trước đây phải thiết lập kết giới ở giữa trung thiên vũ trụ này cùng đại thiên vũ trụ. Bởi vì nếu như không thiết lập kết giới, những cường giả kia chiến đấu vài lần, có khả năng liền trực tiếp hủy diệt vũ trụ này. Hủy diệt vũ trụ này. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sao, một nhóm cổ tu giả kia thật sự mạnh mẽ đến loại trình độ này sao? Qua rất lâu sau, Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó nhìn về phía hai tay của mình, bây giờ hắn nên nghĩ chính là làm sao nâng cao thực lực chính mình, sau đó báo thù cho huyết nữ. Còn lại đều không phải là điều bây giờ hắn nên nghĩ. Luyện. Điên cuồng luyện. Trên tinh cầu tĩnh mịch,
từng mây nấm không ngừng xuất hiện ở chân trời, ngay từ lúc đầu chỉ là một ít, nhưng đến cuối cùng, cho dù đứng ở trong tinh không cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng mây nấm trên viên tinh cầu kia. Bởi vì quá nhiều, đơn thuần sử dụng lực lượng thân thể chắc chắn sẽ không tiêu hao huyền khí, tuy nhiên, sử dụng lực lượng quá độ thì sẽ kiệt sức. Nhưng đối với Dương Diệp, kiệt sức cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi. Bởi vì hắn có hồng mông tử khí. Cứ như vậy, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng vung quả đấm ở trên tinh cầu tĩnh mịch này. 3 ngày sau, cố gắng của hắn không uổng phí, sau khi hắn điên cuồng tu luyện, nắm đấm của hắn đã có uy lực càng lúc càng mạnh, cho tới bây giờ, một quyền của hắn đánh ra đã có thể đập nát 7 vạn trượng mặt đất xung quanh. Hắn không lựa chọn đập nát không gian, bởi vì điều này không có chút ý nghĩa nào. Đến cấp bậc cường giả nhất định, cho dù không gian đổ nát, bọn họ cũng có thể sinh tồn ở trong hố đen không gian. Cho nên, sau này nếu như hắn giao đấu cùng người thì sẽ không đập nát không gian, mà cố gắng hết sức làm cho tất cả lực lượng của mình đều rơi vào trên người đối phương. Trên tinh cầu, Dương Diệp chẳng phân biệt được ngày đêm sáng tối điên cuồng vung quyền, lực lượng ở nắm đấm của hắn không ngừng mạnh hơn, đồng thời viên tinh cầu kia cũng bị hắn đánh cho hiện đầy vết tích. 10 ngày sau, lúc này một quyền của Dương Diệp đánh ra, đã có thể đập vỡ 9 vạn trượng mặt đất xung quanh. Dương Diệp vốn còn muốn tiếp tục luyện tiếp, nhưng giọng nói Hậu Khanh lại đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Không thể luyện. Dương Diệp ngừng lại, hỏi. Vì sao, ta cảm thấy ta còn có không gian tiến bước. Mấy ngày này, hắn có chút mê luyến cảm giác khi vung nắm đấm lên. Hậu Khanh nói. Viên tinh cầu này đã sắp bị đổ nát hoàn toàn, ngươi còn luyện tiếp, đến lúc đó ngươi sẽ cùng chết với viên tinh cầu này. Nghe vậy, Dương Diệp hơi ngẩn người ra, bất chợt hắn nhìn lướt qua xung quanh, quả nhiên, viên tinh cầu tĩnh mịch này đã bị hắn dùng nắm đấm đập cho sắp bị phá hủy hoàn toàn. Không đúng, là lập tức sẽ đổ nát tiêu diệt. Bởi vì tất cả lòng đất đã bị hắn đánh cho hoàn toàn sụp đổ. Đổi một tinh cầu khác rồi tiếp tục. Hậu Khanh nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, chân phải của hắn chợt xoay tròn. Ầm, dưới chân hắn, mặt đất 9 vạn trượng xung quanh trực tiếp đổ nát chôn vùi, bản thân Dương Diệp lại xuất hiện cách đỉnh đầu mấy vạn trượng. Lúc này, hắn sử dụng lực lượng nâng cao tốc độ, đã hoàn toàn không chậm hơn so với hắn dùng kiếm tốc. Nếu như hai bên hợp nhất, vậy tốc độ của hắn ít nhất cũng tăng thêm gấp 3 lần. Bước vào trong tinh không mênh mông, Dương Diệp lại bắt đầu tìm kiếm tinh cầu tĩnh mịch. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp xuất hiện ở trên tinh cầu mới. Viên tinh cầu này cũng không có bất kỳ sinh vật, tĩnh mịch một mảnh. Vì vậy, Dương Diệp lại bắt đầu điên cuồng vung quả đấm. Một quyền tiếp một quyền. 3 ngày sau, một tinh cầu này cũng bị hắn cứng rắn đánh nổ. Mà bây giờ, một quyền của hắn đã có thể khiến mặt đất gần 10 vạn trượng xung quanh đổ nát. Hơn nữa chỉ dùng không đến 3 ngày. Thoạt nhìn hình như rất khủng khiếp, thật ra, điều này cũng không khủng khiếp đến thế. Phải biết rằng, tinh cầu tĩnh mịch này là vật chết, nó sẽ không phản kháng, sẽ không né tránh, sẽ không phản kích. Bất kỳ một cường giả chân cảnh lục đoạn nào tới cũng có thể phá hủy nó, chẳng qua là thời gian lâu hơn mà thôi. Nhưng giao đấu với người sẽ khác, người là sống, đối phương sẽ thi triển lực lượng mạnh mẽ, sẽ né tránh, sẽ phản kích. Tuy nhiên, lực lượng của Dương Diệp khủng khiếp, đó là điều không thể nghi ngờ. Dương Diệp cũng không định lại dừng lại, hắn bước vào trong tinh không mênh mông, chuẩn bị tìm kiếm viên tinh cầu tĩnh mịch tiếp theo, sau đó tiếp tục luyện. Bởi vì hắn cảm giác đây vẫn chưa phải là cực hạn của cơ thể mình bây giờ. Trong tinh không mênh mông, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, lại muốn lên đường, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhíu mày, thoáng cái, không gian phía sau hắn đột nhiên bắt đầu chấn động, rất nhanh đã có một người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở cách hắn không xa. Người chính là Dương Diệp. Người mặc áo đen nói, âm thanh có chút khàn khàn. Dương Diệp xoay người nhìn về phía người mặc áo đen. Ngươi là ai? Thiên Võng. Người mặc áo đen nói. Thiên Trụ Sơn có một tổ chức tình báo. Có người bỏ ra giá lớn, mần chúng ta tìm kiếm ngươi, vì tìm ngươi, chúng ta đã tốn không ít sức lực. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Người mặc áo đen chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Nghe nói ngươi rất mạnh, ta không tin, ta muốn lĩnh giáo một chút. Lĩnh giáo một chút? Dương Diệp liếc nhìn người mặc áo đen này. Người mặc áo đen lại nói. Người trên thế gian này đều thích nghe nhầm đồn bậy, ta muốn.
Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên cách không đánh một quyền về phía trước mặt. Quyền ra không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng cơ thể người mặc áo đen này lại cứng đờ. Hai mắt hắn có chút đờ đẫn nhìn Dương Diệp. Ngươi, nhưng Dương Diệp lại không để ý tới hắn, xoay người biến mất ở trong tinh không mênh mông này. Lúc này, một lá bùa màu đen đột nhiên từ trong thân thể người áo bảo đen bay ra. Không được truy tìm điều tra về người này, tuyệt đối. Vừa dứt lời, người mặc áo đen trực tiếp trở nên mờ ảo, không đến một giây, hắn lại là hóa thành hư vô, dường như từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua ở nơi đây. Ba hơi thở sau, một nam tử trung niên trong tay cầm bút dài xuất hiện ở vị trí của người mặc áo đen lúc trước. Nam tử trung niên liếc nhìn tấm bùa trên đỉnh đầu kia, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, rất nhanh, âm thanh của người mặc áo đen để lại lúc trước từ trong đó truyền ra. Nam tử trung niên nhìn lướt qua xung quanh. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Một lát sau, nam tử trung niên bóp nát một bùa chú. Khoảng chừng sau một khắc, không gian trước mặt nam tử trung niên nhẹ nhàng run rẩy, tiếp theo có một giọng nói từ trong đó truyền ra. Bắt đầu dùng ám dạ liệp nhân, tiếp tục điều tra. Nam tử trung niên bóp nát một bùa chú, sau đó nói. Người này không đơn giản. Qua vài hơi thở, một giọng nói từ trong đó truyền ra. Thiên võng ta chưa từng sợ hãi người nào. Nam tử trung niên im lặng. Lúc này, âm thanh này lại nói. Bút sinh, nếu như chúng ta trả lại, không chỉ phải đền gấp đôi, còn ảnh hưởng đến thanh danh của chúng ta. Nam tử trung niên tên là Bút sinh khẽ gật đầu. Phái ba gã ám dạ liệp nhân theo ta. Ngươi muốn đích thân ra tay. Âm thanh này nói. Bút sinh nói. Ta cũng muốn gặp thấy vị thiên tài mới tiến vào dám giết tổ chức dạ sát này. Như vậy thì rất tốt. Âm thanh này nói. Sau một khắc, ám dạ liệp nhân sẽ tới bên cạnh ngươi. Ở đó trở nên yên tĩnh. Bút sinh nhì lướt qua xung quanh, sau đó tay phải hắn giơ bút trong tay và nhẹ đảo qua không gian trước mặt. Ong! Không gian xung quanh lập tức chấn động mạnh, ngay sau đó, không gian ở đó có phần trong suốt, xuất hiện thêm một vài vết tích rất nhỏ. Đó là vết tích Dương Diệp lưu lại trước khi rời đi. Nhìn những vết tích này, chân mày Bút sinh hơi nhíu lại. Tốc độ thật nhanh. Dương Diệp tuyệt đối không để ý tới thiên võng, hắn bước vào trong tinh không mênh mông, lại bắt đầu tìm kiếm tinh cầu tĩnh mịch. Tuy nhiên hắn cũng muốn tu luyện ở Hồng Mông Tháp. Nhưng Hồng Mông Tháp sẽ không cho phép hắn phá hỏng thế giới bên trong, hắn dám làm như thế, tuyệt đối sẽ bị đòn. Rất nhanh, Dương Diệp lại tìm được một viên tinh cầu yên tĩnh. Đập. Chính là đập, dùng sức đập. Ở đây là trên tinh cầu yên tĩnh không có bất kỳ sinh mạng nào, hắn có thể thoải mái phát ra lực lượng của hắn. Hắn không phá hủy không gian, chỉ đơn thuần phá hủy mặt đất, bởi vậy, mỗi lần nắm đấm hạ xuống. Không trung ở trên đỉnh đầu hắn sẽ bốc lên một đám mây nấm. Từng đám mây nấm không ngừng dâng lên trên không trung, mà phía dưới mặt đất lại không ngừng đổ nát chôn vùi. Lực bạo phát. Trước đó hắn luyện chính là khống chế lực lượng, nhằm vào không gian, nhằm vào người, mà bây giờ, hắn luyện chính là lực bạo phát. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội chính là khi lực lượng đạt tới trình độ nhất định, bất luận là kỹ năng gì cũng chỉ là mây bay. Tuy nhiên, điều này lại cần lực lượng rất lớn. Bây giờ, hắn lại đang điên cuồng đào móc lực lượng bên trong thân thể mình. Hai chân của Dương Diệp dẫm lên trên mặt đất, hai tay nắm thật chặt, hắn cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình, vào giờ phút này, hắn đã có thể hoàn toàn khống chế được lực lượng cánh tay chiến thần. Bây giờ, hắn không cần bùa chú tới phong ấn cánh tay chiến thần này. Rất nhanh, một con thú ảnh mờ ảo xuất hiện ở trên cánh tay phải của hắn. Cổ linh mãng. Trong chớp mắt yên lặng, tay phải của Dương Diệp đột nhiên nắm lại và chợt đánh xuống mặt đất. Ầm, một đấm vừa ra, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi 10 vạn trượng trực tiếp đổ nát chôn vùi, cùng lúc đó, trong hố sâu bên dưới này còn không ngừng đổ nát lún xuống. Dương Diệp nhìn cổ linh mãng trên cánh tay, không thể không nói, lực lượng cổ linh mãng này vẫn rất hữu dụng, hắn vừa ra một quyền, rõ ràng phải mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Lúc này, Hậu Khanh nói: Bây giờ đã tạm được rồi. Không luyện nữa sao? Dương Diệp nói. Hậu Khanh nói. Đã là cực hạn của bản thân ngươi, tiếp tục luyện còn có thể nâng cao, nhưng lúc đó vượt qua cực hạn của bản thân ngươi, trái lại không tốt cho cơ thể ngươi. Cho nên, bây giờ ngươi phải chờ cảnh giới của bản thân nâng cao,
mới có thể tiếp tục nâng cao lực lượng thân thể. Nhớ kỹ, ngoại trừ cơ thể ra, cảnh giới cũng là căn bản của con người, bởi vì cảnh giới nâng cao chính là đang nâng cao bản thân tăng lên, người mới có thể lấy ra được tiềm lực của bản thân tốt hơn. Hiểu rõ rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Bây giờ ta có thể đánh bại Dạ Đế chưa? Khó khăn. Hậu Khanh nói. Tuy nhiên, bây giờ hắn cũng khó có thể hơ giết chết ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng mong giết chết hắn. Đánh bại hắn cũng khó khăn. Dù sao, cảnh giới giữa các ngươi chênh lệch hơi lớn. Ta biết tiểu tử ngươi có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng Dạ Đế trước kia nhất định cũng là thiên tài siêu cấp, đối phương cũng có thể khiêu chiến vượt cấp. Cho nên, ngươi hiểu ý của ta chưa? Dương Diệp nói. Ta hiểu, yên tâm, bây giờ ta sẽ không đi trực tiếp đối đầu với hắn. Dạ Đế không phải chỉ có một người, hắn còn có một tổ chức dạ sát. Hơn nữa, bây giờ vì hắn có kiếm gỗ, rất nhiều cường giả của Thiên Trụ Sơn đều đang có ý đồ với hắn. Nếu như hắn cùng Dạ Đế liều mạng, cả hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề, khi đó sẽ chỉ có lợi cho người khác. Ở Thiên Trụ Sơn, cũng không chỉ có một cường giả chuẩn minh cảnh là Dạ Đế. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Nếu tới, vậy vẫn nên đánh nổ rồi hãy đi. Dứt lời, tay phải của hắn nắm chặt thành quyền, sau đó đánh xuống mặt đất. Ầm ầm ầm. Trên tinh cầu yên tĩnh lại vang lên từng tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, cùng lúc đó, từng mây nấm không ngừng bố lên trên không trung. Một ngày sau, Dương Diệp rời khỏi viên tinh cầu kia, không đúng, viên tinh cầu kia đã không có. Trong tinh không, Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh và tính rời khỏi đó, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía bên phải. Đi ra. Vừa dứt lời, chỗ không gian bên phải hắn đột nhiên run lên, rất nhanh, một nam tử trong tay cầm bút dài xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Đây chính là Thiên Võng bút sinh này. Ở phía sau bút sinh này có ba bóng đen, bên thắt lưng của ba bóng đen này đều mang một thanh loan đao, mà ở trên người bọn họ còn có một cây cung dài, phía sau lưng là túi đựng tên. Ba người có chút kỳ lạ, bởi vì thân thể bọn họ chấp hiện, một hồi xuất hiện, một hồi biến mất, lại hoàn toàn không có khí tức. Dương Diệp liếc mắt nhìn bốn người, sau đó nói. Có việc gì? Bút sinh nhìn Dương Diệp vài hơi thở, sau đó lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là đi ngang qua thôi. Vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy được một tinh cầu biến mất ở trước mắt hắn. Sau đó, Dương Diệp xuất hiện. Dương Diệp khẽ gật đầu, xoay người muốn đi, mà lúc này, hắn dường như nghĩ tới điều gì nên ngừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe mắt bút sinh khẽ giật, tay nắm thật chặt bút trong tay. Dương Diệp xoay người nhìn về phía bút sinh. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là Thiên Võng gì đó, đúng không? Bút sinh nói. Đúng. Dương Diệp nói. Thiên Võng các ngươi đang tìm ta. Bút sinh khẽ gật đầu. Nhận sự nhờ vả của Dạ Đế, khởi động tất cả lực lượng tìm ngươi. Dương Diệp nói. Bây giờ tìm được ta, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Bút sinh nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ta trở lại sẽ cố gắng hết sức mình, bảo tổ chức trả lại cuộc buôn bán này. Dương Diệp liếc nhìn bút sinh. Ta có thể hợp tác cùng các ngươi không? Bút sinh suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Tạm thời không thể, bởi vì cuộc giao dịch còn chưa trả, nếu như chưa trả thì chúng ta vẫn là kẻ địch. Dương Diệp khẽ gật đầu. Giúp ta chuyển lời cho lão đại các ngươi, đây là ân oán giữa Dương Diệp ta cùng tổ chức dạ sát, các ngươi tốt nhất đừng dính vào. Ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Lúc này, một bóng đen bên cạnh bút sinh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía bóng đen kia. Ta đúng là đang uy hiếp đấy, sau đó, ngươi muốn thế nào? Bóng đen kia đang muốn nói, lúc này, bút sinh đột nhiên quát. Im lặng. Nghe vậy, bóng đen kia lập im ngậm miệng. Bút sinh nhìn về phía Dương Diệp. Ta sẽ chuyển lời của các hạ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó xoay người biến mất ở trong tinh không phía xa. Dương Diệp đi rồi, vẻ mặt bút sinh rõ ràng buông lỏng. Áp lực. Vừa rồi, Dương Diệp cho hắn áp lực quá lớn. Loại áp lực này, ngoại trừ trên phương diện khí thế, còn có trong lòng. Người này tự nhiên mạnh mẽ đến mức độ này. Vẻ mặt bút sinh nghiêm trọng. Lần này, chúng ta sai rồi. Không điều tra ra kỹ càng về nội tình của đối phương đã tùy tiện nhận giao dịch. Nói đến đây, hắn nhìn về phía xa.
Nếu như những người bảo thủ kiên quyết không trả lại giao dịch, lần này, sợ rằng Thiên Võng chúng ta sẽ phải tổn thất vô cùng nghiêm trọng đấy. Nói xong, hắn cùng ba người phía sau xoay người lập tức biến mất. Vào giây phút ba người biến mất, một bóng người xuất hiện ở vị trí của ba người trước đó. Bóng người này chính là Dương Diệp. Nếu bàn về ẩn nấp, hắn là cao thủ trong cao thủ, đặc biệt có sau khi kiếm vực gia tăng, cường giả chuẩn minh cảnh cũng khó có thể phát hiện hắn. Nhìn phương hướng bốn người rời đi, Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó thân hình run lên và đi theo. Thiên Võng lại có thể điều tra ra được vị trí của hắn, điều này có nghĩa là đối phương cũng có thể điều tra ra được vị trí của đám người nữ tử mù. Cho nên, vấn đề này vẫn do hắn tự mình giải quyết thì tốt hơn. Cứ như vậy, Dương Diệp lặng lẽ đi theo ba người bút sinh tới trong một dãy núi. Dãy núi này có chút khác thường, bởi vì từ không trung lại thấy được phía dưới căn bản không có dãy núi, đó một mảnh đất bằng phẳng. Nhưng khi đi tới mặt đất lại phát hiện ra đây là một dãy núi trải dài mấy ngàn dặm. Đại trận. Dương Diệp suy nghĩ một chút lại hiểu rõ. Ở không trung của dãy núi này có đại trận thần bí. Đại trận này trực tiếp che giấu tất cả dãy núi bên dưới. Sau khi lướt qua mấy ngọn núi cao, Dương Diệp theo đám người bút sinh tới trước một cung điện. Cung điện chiếm diện tích khoảng chừng mấy trăm trượng, hoàn toàn là màu đen, ở xung quanh có từng hoa văn kỳ lạ. Trong bóng tối Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, hắn phát hiện xung quanh cực kỳ yên tĩnh, lại không có bất kỳ khí tức nào. Hắn không cảm giác được khí tức bất kỳ kẻ nào. Nếu như hắn dùng kiếm vực bao trùm xung quanh, tất nhiên có thể cảm nhận được, nhưng lúc này hắn cũng không dám thi triển kiếm vực, bởi vì một khi mở rộng kiếm vực ra, người khác cũng có khả năng phát hiện ra hắn. Lúc này, cánh cửa mở ra, bút sinh đi vào, nhưng ba người phía sau hắn lại thi lễ với bút sinh rồi xoay người lập tức biến mất. Trong chớp mắt khi cửa cung điện đóng lại, Dương Diệp cũng lặng lẽ lẻn vào trong. Bút sinh đi vào, nhưng ba người phía sau hắn lại thi lễ với bút sinh rồi xoay người lập tức biến mất. Trong chớp mắt khi cửa cung điện đóng lại, Dương Diệp cũng lặng lẽ lẻn vào trong. Trong điện không có ngọn đèn rất tối tăm. Bút sinh đi tới giữa điện thì ngừng lại. Ở phía trước cách hắn không xa là một nam tử trung niên mặc trường sam màu tím đen đang đứng. Nam tử trung niên quay lưng về phía bút sinh, không nói gì. Bút sinh thi lễ với nam tử trung niên. Ra mắt tam thủ lĩnh. Nam tử trung niên xoay người nhìn về phía bút sinh. Giờ phút này, Dương Diệp nhìn thấy nam tử trung niên mặt trước, nhưng lại không nhìn thấy gương mặt của đối phương. Bởi vì đối phương đeo một cái mặt nạ bằng da. Tam thủ lĩnh nói. Người biết dạ đế cho chúng ta thù lao gì chứ? Bút sinh khẽ lắc đầu. Tam thủ lĩnh nói. 20 thọ nguyên quả, 30 cấu nguyên đan có khả năng luyện gân cốt huyết mạch, còn có một điều quan trọng nhất, hắn đáp ứng sau này nếu như Thiên Võng ta cần gì, có thể ra tay trợ giúp chúng ta một lần. Cường giả chuẩn minh cảnh giúp đỡ. Vẻ mặt bút sinh trầm xuống, dạ đế cho ra giá này, không thể không nói là rất mê người. Đặc biệt là điều kiện cuối cùng. Một cường giả chuẩn minh cảnh hứa hẹn, điều này đặc biệt có tác dụng. Lúc này, tam thủ lĩnh lại nói. Những điều này đều không phải là điểm chính là hắn đáp ứng, nếu như giết chết Dương Diệp, hắn bằng lòng cho chúng ta dùng chung kiếm gỗ này. Nghe được điều này, bút sinh nhíu mày. Lấy trí tuệ của tam thủ lĩnh, không phải không biết trong này có vấn đề. Tất nhiên, tam thủ lĩnh nói. Dạ đế không có khả năng là người tốt lành gì. Sở dĩ hắn đưa ra thù lao mê người như vậy thì trong đó nhất định là có mở ám. Hắn không phải muốn đoạt được kiếm gỗ này, sau đó kéo chúng ta làm đồng minh mạnh mẽ, lấy điều này tới đối đầu những cường giả và thế lực khác muốn giành được kiếm gỗ sao? Bút sinh do dự một lúc, sau đó nói. Thuộc hạ kiến nghị, chúng ta không nên dính vào trong đó. Tam thủ lĩnh khẽ gật đầu. Tất nhiên không thể dính vào vòng xoáy của thanh kiếm gỗ này. Cho nên chúng ta có thể giúp hắn tìm người, nhưng sẽ không liên minh cùng hắn, kiếm gỗ này, chúng ta cũng sẽ không cần. Chỉ là tìm người mà thôi, đối với chúng ta sẽ không có tổn thất gì. Bút sinh trầm giọng nói. Dương Diệp cũng không phải là một người đơn giản, nếu như chúng ta trợ giúp dạ đế, hắn nhất định sẽ trả thù chúng ta. Nếu là trước kia, Thiên Võng ta sẽ không sợ hắn, nhưng bây giờ... Nói tới đấy... Hắn lại kể ra những gì mình nhìn thấy trong tinh không trước đó. Năm hơi thở sau, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Qua rất lâu, tam thủ lĩnh nói. Xem ra, dạ đế đưa ra cái giá lớn để cho chúng ta tìm Dương Diệp,
không đơn thuần là bởi vì trong tay hắn có kiếm gỗ. Nếu như người này trưởng thành lên, quả thật có thể uy hiếp đến hắn a. Cũng có thể uy hiếp chúng ta. Bút Sinh đột nhiên nói. Tam thủ lĩnh nói. Quả thật có thể uy hiếp chúng ta, cho nên, nếu như chúng ta muốn đứng ở bên phía Dạ Đế, vậy nhất định phải sớm giết chết được hắn, nếu không, sau này chúng ta sẽ có họa lớn. Bút Sinh trầm giọng nói. Tam thủ lĩnh thật sự muốn làm như thế sao? Bây giờ cũng không thể trả lại cuộc buôn bán này, làm cho những người ở Thiên Trụ Sơn nực cười Thiên Võng chúng ta, nói Thiên Võng chúng ta sợ Dương Diệp chứ. Tam thủ lĩnh nói. Bút Sinh im lặng. Lúc này, không gian trước mặt tam thủ lĩnh đột nhiên rung lên, rất nhanh, một quyển trục xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tam thủ lĩnh bấm tay điểm một cái, quyển trục này trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng trắng tiến vào giữa chân mày hắn. Ba hơi thở sau, tam thủ lĩnh nhìn về phía Bút Sinh nói. Thông báo xuống, toàn lực truy tìm điều tra này những nữ tử bên cạnh Dương Diệp, ta muốn trong một ngày phải biết được hành tung của tất cả những người này. Ta. Đúng lúc này, vẻ mặt của tam thủ lĩnh cùng Bút Sinh đồng thời đại biến, trong phút chốc, giữa chân mày tam thủ lĩnh đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng sắc bén. Tam thủ lĩnh phản ứng rất nhanh, khi kiếm sắp chạm vào giữa chân mày của hắn, bàn tay hắn đã cản thanh kiếm kia. Nhưng kiếm kia nhẹ nhàng xoay tròn lại trực tiếp đâm rách lòng bàn tay của hắn, thoáng cái, kiếm trực tiếp chạm tới giữa chân mày của hắn. Ở đó trở nên yên tĩnh. Ở trước mặt tam thủ lĩnh. Chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một nam tử áo xanh, nam tử áo xanh này dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Tam thủ lĩnh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Không ngờ được ngươi có thể lẻn vào Thiên Võng ta mà thần không biết quỷ không hay. Xem ra ở trên phương diện ẩn nấp, ngươi còn mạnh hơn Thiên Võng ta. Dương Diệp nói. Một câu nói, Thiên Võng ngươi muốn làm kẻ địch của ta hay không? Trả lời như thế nào? Tam thủ lĩnh im lặng một lát, sau đó nói. Giết ta, ngươi chạy không thoát được, trận pháp ở xung quanh đã khởi động, còn có vô số cường giả, ngươi. Suy, tiếng thanh kiếm đâm rách ra vang lên. Máu tươi từ giữa chân mày tam thủ lĩnh chảy ra, nhưng thật may, thanh kiếm kia cắm cũng không quá sâu. Dương Diệp nhìn thẳng vào tam thủ lĩnh. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm, ngươi chỉ cần nói là có hay không. Tam thủ lĩnh trầm giọng nói. Ta không làm chủ được. Suy. Lúc này, kiếm quang chợt hiện, đầu của tam thủ lĩnh trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi từ cổ của tam thủ lĩnh phun ra giống như nước suối, thật là đáng sợ. Bên dưới, Bút Sinh trực tiếp sửng sốt, hắn không ngờ được Dương Diệp lại có thể trực tiếp giết chết, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Bút Sinh, sau đó nói. Đổi một người có thể làm chủ ra, đương nhiên, người còn có những người trong bóng tối có thể lựa chọn trực tiếp ra tay. Bút Sinh nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Không nói gì. Cùng lúc đó, rất nhiều khí tức trong bóng tối khóa chặt lấy Dương Diệp. Dương Diệp cầm theo kiếm gỗ nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Cường giả quả thật rất nhiều. Tới đi, các ngươi từng người tới một, hay là tất cả cùng tiến lên. Ta nói không phải quá khoa trương, nhưng vẫn khuyên các ngươi nên cùng tiến đi. Ở đó, yên tĩnh không tiếng động, nhưng những khí tức khóa ở trên người của Dương Diệp lại có chút sắc bén. Đúng lúc này, hai mắt Dương Diệp đột nhiên nheo lại, trong con mắt có tinh quang chớp hiện, thoáng cái, kiếm trong tay hắn đột nhiên chuyển động. Keng! Một âm thanh sắc bén chói tai đột nhiên vang lên ở trong không trung. Chẳng biết ở trước mặt Dương Diệp đã xuất hiện một nam tử đeo mặt nạ màu bạc từ lúc nào, trong tay nam tử này là một cái gai dài bén nhọn, đỉnh gai dài rất bén nhọn có một mũi kiếm này chính là kiếm gỗ trong tay Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nắm kiếm gỗ nhẹ nhàng xoay tròn. Ầm. Nam tử đeo mặt nạ này trực tiếp bị chấn động đến hơn trăm trượng, mà ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện thêm một sóng khí dài đến trăm trượng, đây là do cơ thể nam tử kia xé rách không khí hình thành, tuy nhiên không gian không bị nghiền nát. Toàn bộ lực lượng trong một kiếm vừa rồi của Dương Diệp đều rơi vào trên thân nam tử đeo mặt nạ này, bởi vậy không gian không bị nghiền nát. Phía xa. Nam tử đeo mặt nạ này nhìn gai dài trong tay mình, đỉnh của cây gai dài này đã rạn nứt ra, không chỉ đỉnh, tất cả gai dài đều đã ran nứt thành hình mạng nhện. Nam tử đeo mặt nạ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thật là một kiếm tinh diệu, kiếm gỗ thật mạnh, kiếm tốt, kiếm thuật cũng tốt. Dương Diệp cầm theo kiếm gỗ trong tay và đi về phía nam tử đeo mặt nạ. Ta không quan tâm các ngươi làm thế nào tìm được hành tung của ta,
nhưng ta hy vọng lần trước là một lần cuối cùng. Nếu như không phải là một lần cuối cùng thì sao? Nam tử đeo mặt nạ nói. Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn thẳng vào nam tử đeo mặt nạ. Đây là câu trả lời cuối cùng của ngươi sao? Nam tử đeo mặt nạ nói. Nếu bỏ đi như vậy, không chỉ ta, tất cả mọi người trong thiên võng chúng ta đều không cam lòng. Như vậy đi, chúng ta so tài một lúc. Nếu như ta thua, mấy ngày tới, thiên võng ta không nhận bất kỳ buôn bán nào có liên quan tới ngươi. Không chỉ ngươi, người có liên quan với ngươi, chúng ta cũng sẽ không nhận. Dương Diệp nói. Ngươi có thể làm chủ được sao? Đây là nhị thủ lĩnh của chúng ta. Lúc này, Bút Sinh ở cách đó không xa đột nhiên nói. Đại thủ lĩnh không quan tâm tới mọi chuyện trong tổ chức, cho nên chuyện trong thiên võng đều do nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh quản lý. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nếu như vậy, vậy ra tay đi. Vừa dứt lời, những khí tức trên người hắn lập tức biến mất không thấy. Phía xa, nhị thủ lĩnh khẽ động tay. Gai dài trong tay hắn lập tức biến thành một thanh loan đao mỏng như cánh ve. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Cảnh giới ta cao hơn ngươi, ngươi ra tay trước. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi ra tay trước. Thế nào? Nhị thủ lĩnh nói. Dương Diệp nói. Ta ra tay trước, ngươi sẽ không có cơ hội ra tay nữa. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, trong nháy mắt ở đó trở nên yên tĩnh. Kim Rơi cũng có thể nghe thấy được. Nhị thủ lĩnh nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Được. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất, trong phút chốc, xung quanh Dương Diệp đột nhiên xuất hiện thêm bốn đường ánh sáng lạnh, bốn đường ánh sáng lạnh này nhỏ giống như lông tóc, mắt thường căn bản không thể nhận ra. Đồng thời bốn đường ánh sáng lạnh này xuất hiện với góc độ cực độ xảo quyệt, từng đường đều chí mạng. Đúng lúc này, kiếm gỗ trong tay phải của Dương Diệp biến thấy. Tay phải của hắn nắm chặt thành quyền. Sau đó chợt đánh về phía trước mặt. Ầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng ở trong dãy núi mênh mông này. Hai hơi thở sau, ở đó đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cách trước mặt Dương Diệp nửa trượng là nhị thủ lĩnh. Dương Diệp chậm rãi đi về phía ngoài điện, lúc này nhị thủ lĩnh đứng ở tại chỗ, không có bất kỳ động tác nào. Khi Dương Diệp đi ra khỏi đại điện, ầm, tòa đại điện phía sau hắn trực tiếp biến thành hư vô. Lúc này, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước, cùng lúc đó, giọng nói của hắn từ phía xa truyền tới. Đại điện này quá dễ vỡ, lần sau nhớ đổi nguyên liệu khá hơn một chút. Phút, lúc này, trong miệng nhị thủ lĩnh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt nạ trên mặt hắn cũng nứt ra. Ở đó, yên tĩnh không có tiếng động. Qua rất lâu, nhị thủ lĩnh đột nhiên nói. Bắt đầu từ lúc này. Bất kỳ kẻ nào cũng không được truy đuổi điều tra hành tung của người này. Bút Sinh, nói cho Dạ Đế biết, thiên võng ta không nhận giao dịch này. Chúng ta sẽ theo quy định bồi thường tiền thù lao. Dứt lời, hắn xoay người trực tiếp hóa thành một bóng đen lập tức biến mất. Sau khi Dương Diệp rời khỏi thiên võng, hắn đang muốn liên lạc với đám người Dương Liêm Sương, mà lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày, thoáng cái, hắn xoay người đánh ra một quyền, ầm. Một đấm vừa ra. Không gian trước mặt hắn trực tiếp bị xé rách nghiền nát, xuất hiện một sóng khí thật dài. Mà vào lúc này, một luồng lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở ổ đó, thoáng cái, những lực lượng từ nắm đấm của hắn phát ra đột nhiên sụp đổ, biến mất ở không trung. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người. Cách trước mặt hắn ba trượng, càng biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử đeo mặt nạ màu vàng kim. Người nam tử này xuất hiện không có dấu hiệu nào báo trước. Cường giả chuẩn minh cảnh. Dương Diệp liếc mắt nhìn nam tử đeo mặt nạ màu vàng, sau đó nói. Nếu như ta không đoán sai, các hạ chính là đại thủ lĩnh của thiên võng. Nam tử khẽ gật đầu. Là ta. Dương Diệp nói. Các hạ tới tìm ta là muốn bội ước, hay muốn giết người? Nam tử lắc đầu. Đều không phải. Vậy là sao? Dương Diệp nói. Người đàn ông nói. Chỉ là đơn thuần muốn xem thử người có thể khiến cho Dạ Đế kiêng kỵ là ai. Nhìn xong chưa? Dương Diệp nói. Người đàn ông nói. Vẫn còn muốn nhìn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta cũng muốn xem thử ta và loại cường giả cấp bậc như các ngươi chênh lệch bao nhiêu. Dứt lời, trong tay hắn có thêm một thanh kiếm gỗ. Kiếm chỉ nghiêng về phía mặt đất, bước vào tư thế chuẩn bị. Nam tử không nói nữa, tay phải hắn nhẹ nhàng chuyển động.
ở giữa ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn có thêm một cây kim màu đen thật nhỏ, thoáng cái. Ầm. Theo một tiếng động nặng nề vang lên, Dương Diệp phía xa đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn mấy trăm trượng. Mà hắn còn chưa dừng lại, trên ngón tay của nam tử kia lại có thêm một cây kim màu bạc, ngay sau đó. Ầm. Không có dấu hiệu nào, Dương Diệp xuất hiện ở phía sau hắn nghìn trượng. Đúng lúc này, đầu ngón tay của nam tử đột nhiên xuất hiện một cây kim màu vàng, cây kim này dài hơn hai cây kim trước một đoạn. Thoáng cái, kim biến mất. Cách đó không xa. Ầm. Dương Diệp trực tiếp lùi về phía sau 3.000 trượng, vừa dừng lại, không gian xung quanh hắn lại bắt đầu chấn động mãnh liệt, không chỉ không gian xung quanh, thân thể Dương Diệp càng chấn động mạnh hơn. Lúc này, kiếm gỗ của Dương Diệp dán chặt giữa chân mày của mình, mà ở phần đỉnh của kiếm gỗ có một cây kim dài màu vàng nhanh chóng xoay tròn. Lúc này, vẻ mặt Dương Diệp rất nghiêm trọng, trên mặt đã xuất hiện mồ hôi hột. Ba hơi thở sau, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia ngoan độc. Hai tay hắn cầm kiếm gỗ, sau đó chấn động mạnh một cái. Ầm. Cây kim dài màu vàng này trực tiếp bị chấn động theo đường cũ bay ngược về phía sau, nhưng trong phút chốc, cây kim dài màu vàng này đã ngừng lại, rồi bắn nhanh về phía hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, hai tay giơ kiếm chợt đâm một cái. Keng. Một âm thanh sắc bén chói tai đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở ngoài nghìn trượng. Lúc này, hai tay của Dương Diệp đều đang rung động. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia. Lực lượng thật mạnh. Ban đầu, hắn cảm thấy lực lượng của mình đã đủ mạnh mẽ. Nhưng vị trước mắt này còn có lực lượng mạnh hơn hắn. Một lần giao phong kia, lực lượng kiếm kia của hắn hoàn toàn không lọt ra ngoài, tất cả rơi vào trên cây kim dài màu vàng này của đối phương, nhưng hắn vẫn bị đánh lui. Nam tử nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Không trách được Dạ Đế sẽ kiêng kỵ ngươi như vậy, bằng chừng ấy tuổi lại nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, thành tựu kiếm đạo càng không tầm thường, nếu ngươi đạt được chân cảnh lục đoạn, lực lượng cùng kiếm đạo được nâng cao, khi đó, chỉ sợ cường giả chuẩn minh cảnh không có uy hiếp gì đối với ngươi. Dương Diệp nói, cường giả chuẩn minh cảnh cũng mạnh hơn ta tưởng, bây giờ ta vẫn có chênh lệch lớn với các ngươi. Nam tử im lặng rất lâu, đột nhiên hắn bấm tay bắn ra. Một tấm thẻ màu vàng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là... Dương Diệp nhìn trước tấm thẻ kia và thấy không hiểu. Nam tử kia nói. Ngươi biết chúng ta là tăng thực lực lên thế nào không? Tu luyện. Dương Diệp nói. Nam tử khẽ lắc đầu. Bắt yêu linh đến từ thượng giới, cắn nuốt máu thịt, nội đan của bọn chúng, hoặc mạnh mẽ ký kết khế ước cùng bọn họ, để bọn họ thuần phục chúng ta, ra sức cho chúng ta. Ngoài việc đó ra. Còn có thể bắt cường giả đến từ thượng giới, sau đó cướp đoạt công pháp của bọn họ, hoặc pháp bảo của bọn họ. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng vung tay phải lên, ba cây kim dài chừng 30cm đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, ba cây kim này chính là kim đen, kim bạc cùng kim vàng trước đó. Người đàn ông nói, đây là thứ ta cướp được từ cường giả thượng giới, vừa rồi sở dĩ có thể đẩy lùi ngươi, không đơn thuần là lực lượng cá nhân ta, cũng có công lao của chúng. Hơn nữa, bọn chúng thật sự không chỉ có tác dụng như vừa rồi. Dương Diệp nói. Ngươi nói các ngươi bắt cường giả cùng yêu linh từ thượng giới xuống. Nam tử kia nói. Những cường giả kia cùng yêu linh từ thượng giới xuống, thực lực bọn họ quả thật mạnh hơn chúng ta. Nhưng bọn họ từ phía trên đi xuống là phải mạnh mẽ xuyên qua kết giới, chờ giây phút bọn họ xuống đây, chính là lúc bọn họ mệt mỏi nhất, thậm chí có kẻ trực tiếp bị hủy diệt cơ thể, chỉ có linh hồn xuống. Mà loại tình huống này chính là cơ hội của chúng ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 132.